Chương 944, hỗn láo. Khi Tần Lạc đến thì Ly đang ngồi xổm trên ghế salon ăn nho. Nàng đang bận trên người một chiếc áo thun dằn di cộc tay và một chiếc quần dài dằn di rộng thùng thình, chân để trần không đi tất. Trên chiếc bàn cẩm thạch được bày một đĩa lớn trong suốt đựng hoa quả, bên trong đĩa là một chùm nho to vĩ đại. Nàng đưa tay ra vặt một quả rồi cho vào miệng, sau đó rất nhanh thì lại phát ra một tiếng, phù, hạt và vỏ nho bị nàng tách ra một cách nhanh chóng và nhổ vào thùng rác. Tần Lạc nghĩ thầm, có lẽ răng của nàng cũng sắc nhọn và linh hoạt như con dao trong tay nàng vậy. Đôi bàn chân và đôi bàn tay nhỏ bé, trắng muốt, chiếc miệng nhỏ xinh màu anh đào nhìn vừa đáng yêu lại quyến rũ. Quyến rũ? Tần Lạc lắc lắc đầu, người con gái này từ khi nào lại đi đôi được với hai từ này chứ? Nhìn cái gì thế? Ly thấy Tần Lạc cứ đứng ở cửa không chịu vào nhưng lại nhìn chằm chằm vào mình thì khó chịu nói. Nhìn em đấy, Tần Lạc cười ha ha nói. Ly này, kỳ thật thì đôi lúc em cũng đẹp lắm. Suýt chút nữa thì Ly không nhịn nổi mà hất tung cả đĩa hoa quả vào cái bản mặt đang đắc ý của hắn. Cái gì mà gọi là đôi lúc em cũng đẹp lắm chứ? Nói như thế thì tức là bình thường mình rất không đẹp rồi. Tần Lạc chẳng thèm để ý đến cái lườm của Ly. Bước thẳng đến trước mặt nàng rồi ngồi xuống, đưa tay ra vặt lấy vài quả nho, sau đó từ từ đưa vào miệng, nói, tôi nhìn thấy có một chiếc xe trông khá quen thuộc ở bãi đậu xe. Sư phụ có khách à? Nghĩa phụ nói là khi nào anh đến thì cứ trực tiếp đến đó luôn đi. Ly nói, không phải là sư phụ dặn dò em những lời này đấy chứ? Tần Lạc nhìn Ly cười hề hề nói, em vội vàng đẩy tôi qua bên đó là có ý đồ gì thế? Tôi ghét người đàn bà đó. Ly thấy mình không thể lừa Tần Lạc được, liền nói. Ồ, quả nhiên là bà ta đến rồi. Tần Lạc cười nói, nghĩa phụ của em đang nói chuyện với mối tình đầu của ông, lúc này tôi đến đó thì không phải là đã quấy rầy người ta sao? Nếu anh mà không đi, thì ngày sau sẽ có người đến quấy rầy anh đấy. Ly cười nhạt nói, anh ta cũng đến rồi đấy. Hoàng Thiên Trọng, Tần Lạc nheo hai mắt lại hỏi, anh ta đến đây làm gì? Anh ta muốn quay lại. Quay lại. Quay trở lại Long Tức Á, Tần Lạc cho nốt quả nho cuối cùng vào miệng, sau đó rút một tờ giấy ăn ra lau tay, nói, xem ra bọn họ vẫn không chịu từ bỏ ý định, đến để gia tăng sức ép cho sư phụ đây mà. Bây giờ cảm thấy có áp lực rồi à, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tần Lạc thì Ly lại vui sướng cười phá lên nói. Ngày trước tôi đã cá với anh là, nếu anh có thể trị khỏi cho nghĩa phụ, thì anh muốn gì cũng được, không ngờ đến tận bây giờ mà anh vẫn chưa làm cho nghĩa phụ đứng dậy được. Nếu bệnh của nghĩa phụ khỏi rồi, thì mấy kẻ vô danh tiểu tốt sao dám nhảy ra giỡn mặt. Quả thật, Tần Lạc sau khi đến Long Tức và được Long Vương tiếp nhận thì Ly đã từng dí hắn vào một cái cây và ói những lời gần giống như là dụ dỗ đầy hấp dẫn này. Hắn vốn tưởng người phụ nữ này đã quên chuyện đó rồi, Tần Lạc cũng ngại không muốn nói ra, không ngờ nàng vẫn luôn ghi nhớ nó ở trong lòng. Sao em không nghĩ là, tôi không hứng thú gì với vóc dáng còn chưa lớn của em chứ? Tần Lạc giả bộ khinh thường lướt mắt nhìn qua ngực Ly nói. Dối trá, Ly lại cho thêm một quả nho nữa vào miệng và nhai rau ráu. Tần Lạc biết là có một người vẫn luôn đứng sau thúc đẩy việc Hoàng Thiên Trọng trở lại Long Tức, chỉ cần hắn ta không phạm phải sai lầm gì ở Long Tức, thì đợi đến khi sức khỏe Long Vương suy yếu đi hoặc tuổi tác không cho phép nữa thì rất có thể hắn ta sẽ trở thành người đứng đầu trong Long Tức. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, người đứng sau thúc đẩy chuyện này chính là Lạc Sân. Mối quan hệ xã hội của đệ nhất mỹ nhân của Yến Kinh khi xưa rất rộng, nhưng cho đến giờ tầm ảnh hưởng của nó như thế nào thì Tần Lạc không rõ. Điều mà hắn quan tâm hơn, đó là Long Vương có thái độ thế nào đối với bọn họ. Nếu Long Vương gật đầu, thì tất cả mọi việc sẽ được thuận theo lẽ tự nhiên, đến lúc đó thanh thế của Hoàng Thiên Trọng là không gì có thể đỡ nổi. Nếu em đã bảo tôi qua bên đó, thì tôi đến đó xem thế nào vậy? Tần Lạc nói. Nhìn theo bóng hắn bước ra ngoài cửa. Ly nhổ hạt nho vào thùng rác đánh phù một cái, nói, đến chết rồi mà vẫn cứng đầu cứng cổ. Rõ ràng là bản thân anh sốt ruột muốn chạy qua bên đó luôn thì có. Khi Tần Lạc bước đến cổng tiểu viện của Long Vương thì bất giác hắn lại thả lỏng cho đôi chân đi chậm lại như những lần trước. Đây là thói quen của người trong Long Tức và cũng là thói quen của hắn. Vì ông lão nằm ở cổng đáng được bọn họ tôn trọng, và đây cũng là việc duy nhất mà bọn họ có thể làm vì ông. Cậu nhóc, tốt lắm. Ông lão nằm phơi nắng trên ghế vươn vai, mắt lờ đờ nói. Cảm ơn ông, Tần Lạc dừng chân lại, cười đáp. Hắn không biết vì sao mà ông lão đột nhiên lại nói câu này với mình như vậy,
nhưng chắc là ông nói vậy là có ý của ông. Đợi một lát mà không thấy ông lão nói gì tiếp, như thể ông ấy lại ngủ thiếp đi vậy. Lúc này Tần Lạc mới nhẹ nhàng đẩy chiếc cổng của tiểu viện ra. Sư phụ, Tần Lạc cười chào Long Vương, con đến thăm sư phụ, con không biết là sư phụ có khách, vậy lát nữa con quay lại. Lạc Sân không ngờ Tần Lạc lại thò đầu vào đây trong lúc này, trong lòng hậm hực hết chỗ nói, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười quyến rũ, dịu dàng nói, Tần Lạc, mọi người đều là người nhà cả. Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống luôn đi, cậu với Thiên Trọng cũng quen nhau từ trước rồi mà, niềm hy vọng lớn nhất của tôi chính là hai đứa có thể trở thành bạn tốt của nhau. Cháu cũng muốn thế chứ, Tần Lạc đáp lại một cách qua quýt, sau đó vẫn mặt dày tiến vào trong, chẳng nhắc gì chuyện mình muốn rời đi nữa. Thấy chén của Long Vương đã cạn sạch, Tần Lạc nhanh nhẹn nhấc ấm trà lên rót nước cho ông. Lần này, Long Vương không đưa tay ra ngăn lại. Nụ cười trên khuôn mặt Lạc Sân vẫn ấm áp như ban đầu, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện thấy có chút gì đó gượng gạo, còn Hoàng Thiên Trọng thì không khỏi nắm chặt tay lại, đầu cúi gầm xuống không biết là đang nghĩ gì. Cái gì gọi là nhục nhã? Chính là như thế này đây. Long Vương trông thấy Tần Lạc thì khuôn mặt căng cứng của ông ta cũng dần giãn ra, hỏi, sự kiện ất can giải độc vương giải quyết xong rồi à? Sư phụ cũng để tâm tới việc này ư? Tần Lạc cười hỏi. Tất cả mọi người đều biết, thì sao ta có thể không biết chứ? Long Vương cười nói, ông rất thích nói chuyện với Tần Lạc. Là vì Tần Lạc không sợ ông, nên nói chuyện với hắn rất thoải mái, giống như một người ông nội đang nói chuyện với người cháu ruột của mình vậy. Những người khác khi nhìn thấy ông thì chẳng khác nào chuột thất mèo, lúc nào cũng cúm núm, vâng vâng dạ dạ, nhìn mà thấy mệt mỏi. Tất nhiên, việc đó cũng không thể trách người ta được. Với thân phận và địa vị của Long Vương, với thân thủ phi phàm và một gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ của ông, thì làm gì có ai đứng trước mặt ông mà không run chứ? Tôi cũng biết đấy, Lạc Sân tiếp lời nói. Bà thật sự không muốn sự có mặt của Tần Lạc khiến cho mình trở nên lạc lõng. Lần này quả là vô cùng nguy hiểm. Có điều Tần Lạc đã làm một cú xoay người đánh trả đẹp mắt. Tần Lạc khiêm tốn nói, chủ yếu là có bạn bè giúp đỡ ủng hộ, chứ nếu chỉ có một mình cháu thì chắc giờ vẫn còn đang trong tình thế tranh cãi kiện tụng với họ, thực ra thì việc giải quyết nó cũng không khó khăn gì. Thứ nhất đó là chúng ta có được chữ, lý, có lý thì khí sẽ mạnh. Mặt khác, để đối phó với những kẻ thích giở thủ đoạn ra thì nếu không dùng lời lẽ ngon ngọt để đuổi đi được thì cứ thẳng tay mà đánh. Bốp! Long Vương vỗ mạnh lên thành ghế tựa. Cười lớn nói, hay, hai câu nói này nói hay lắm. Có lý thì khí sẽ mạnh, không dùng lời lẽ ngon ngọt để đuổi đi được thì cứ thẳng tay mà đánh. Ha ha, Tần Lạc, con có thể đi làm quan chức ngoại giao được rồi đấy. Sư phụ, không giấu gì sư phụ, trưởng phòng bộ ngoại giao Lưu Vũ đúng là có muốn con đến làm chỗ ông ấy, nhưng con vẫn thích làm bác sĩ hơn. Tần Lạc mặt dày tự chát vàng lên mặt mình. Nói thực ra thì tình hình hiện tại chính là hắn và Hoàng Thiên Trọng đang ganh đua đoạt lấy lòng sủng ái của Long Vương. Tên Hoàng Thiên Trọng này may mắn phúc lớn mạng lớn, có một bà mẹ xinh đẹp đứng ra nói giúp. Còn Tần Lạc thì chỉ có thể mặt dày mà xông lên thôi. Bạn thử nghĩ xem, nếu câu nói vừa rồi của Tần Lạc được thốt ra từ miệng người khác thì hiệu quả có phải là tốt hơn không? Cái này thì cũng giống như nghệ thuật tương thanh, tấu nói là một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng lời nói vui. Hỏi đáp hài hước, hát để gây cười. Nhằm châm biếm thói hư tật xấu hoặc việc tốt có một nhân vật nói chính, và một nhân vật tung hứng. Nếu không có nhân vật tung hứng đó thì nhân vật nói chính kia rất khó có thể làm cho người xem cười được. Lạc Sân liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Trọng một cái, cười nói, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, hậu sinh khảo ý, mỗi người đều biết phát sáng khả năng của bản thân mình. Tôi dám nói rằng, thành tựu về mặt y thuật và những cống hiến cho trung y của Tần Lạc không thua kém gì những danh y tiếng tăm lừng lẫy như Lý Thời Chân hay Hoa Đà cả. Ngày sau nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn được ghi vào sử sách. Mặc dù ngoài mặt Lạc Sân tỏ ra khen ngợi Tần Lạc, nhưng những lời trong câu nói của bà lại vô cùng âm hiểm. Cái gì mà gọi là hậu sinh khảo ý, cái gì mà mỗi người đều biết phát sáng khả năng của bản thân. Đó là chỉ mỗi người có một sở trường riêng của mình. Sở trường của Tần Lạc là y thuật. Nhưng những thứ khác thì lại bình thường như không thể bình thường hơn được. Bên cạnh đó, bà còn gián tiếp nói giúp cho con trai mình rằng, có thể là con trai mình không hiểu về y thuật, nhưng hắn ta lại biết làm những thứ mà những người khác không biết làm. Còn về phần hắn ta biết làm cái gì thì Tần Lạc cũng không rõ, chắc Long Vương là người biết rõ hơn ai hết. Tần Lạc nhìn Lạc Sân rồi liên tục khoát tay nói, gì đừng nói vậy. Cháu không dám so sánh với những bậc tiền bối vĩ đại đó đâu.
lại càng chưa nghĩ tới việc được ghi vào sử sách, những việc nhỏ nhoi mà cháu làm này chẳng đáng nói đến chút nào. Có điều, nếu có người nào đó biên soạn một quyển tên là Dấu bé danh nữ hoa hạ dấu lớn thì Dì Lạc nhất định sẽ có tên trong đó đấy. Không thể không nói rằng, con người Tần Lạc cũng có phần quá đáng. Người ta vừa mới nói xỏ hắn một câu, mà hắn quay ra đào luôn cho người ta một cái hố to tướng. Bà không phải nói tôi, ngoài y thuật thì chẳng biết gì, sao? Thế thì tôi sẽ nói bà, chẳng khác gì bình hoa di động. Hỗn láo, Hoàng Thiên Trọng xa sầm nét mặt hét lên. Chương 945, có ý giết người. Chẳng ai biết được tình cảm của Hoàng Thiên Trọng đối với mẹ mình là như thế nào. Cho dù đó là bản thân Hoàng Thiên Trọng, thì e rằng hắn cũng khó có thể nói rõ ra được. Đây là kiểu dựa dẫm nương tựa vào nhau, cũng là một thứ tình cảm bất thường tự tư tự lợi. Từ sau khi cha mất, thì hắn sống cùng với mẹ. Mẹ hắn là trụ cột, là hậu thuẫn cho cuộc sống và sự sinh tồn của hắn, đồng thời cũng là một người dẫn đường chỉ lối trên con đường sự nghiệp cho hắn. Hắn yêu bà mà cũng hận bà. Hắn tôn trọng bà, nhưng cũng khinh rẻ bà. Hắn cho rằng bà là người đàn bà đẹp nhất trên thế giới này, nhưng bà lại không thể trở thành người đàn bà của hắn. Hắn biết mẹ mình dẫn mình đến Long Tức là có việc muốn nhờ cậy đến người khác, hy vọng Long Vương có thể thay đổi chủ ý mà cho hắn quay về. Long Vương không thèm để ý đến hắn, thậm chí còn không nhìn vào mặt hắn lấy một cái, hắn có thể chịu đựng được. Long Vương cự tuyệt hắn, không muốn uống trà mà hắn rót, hắn cũng có thể chịu đựng được. Nhưng khi Tần Lạc nói mẹ hắn là bình hoa di động thì hắn không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn chỉ cảm thấy đầu nóng hừng hực, toàn thân xông thẳng đến Tần Lạc như chim ưng vồ thỏ vậy. Không làm gì thì thôi, mà làm một cái là khiến cho người ta phải kinh hồn. Không ngờ Hoàng Thiên Trọng lại ẩn giấu trong mình một thực lực lớn vậy, rõ ràng là cách xa cả hai, ba thước, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã tiến đến trước mặt Tần Lạc. Hoàng Thiên Trọng nắm chặt lấy cổ áo của Tần Lạc, tay phải vung lên nhằm thẳng vào mặt Tần Lạc mà đấm. Ông già mãi không chết kia không phải xem thường tôi sao? Hôm nay tôi đem đồ đệ ông ra để luyện tay cho đã. Hoàng Thiên Trọng nghĩ thầm. Tần Lạc không ngờ một tên nhãi danh như Hoàng Thiên Trọng đây lại dám ra tay đánh người ngay trong tiểu viện của Long Vương. Hắn sau khi phát hiện thấy tình hình không ổn thì định né sang một bên, toàn thân lùi lại đằng sau, nhưng hắn lùi nhanh bao nhiêu thì Hoàng Thiên Trọng lại nhanh hơn bấy nhiêu, thoát một cái đã bị hắn ta tóm lấy cổ áo rồi. Bốp! Tần Lạc giơ cánh tay lên đỡ lấy một quyền như trời giáng của Hoàng Thiên Trọng. Cánh tay đau rát, trong tình cảnh không để ý gì mà lại phải đối phó với một kẻ có ý đánh mình, thì Tần Lạc coi như đã bị thiệt chút xíu. Chiêu đầu tiên thất bại, Hoàng Thiên Trọng lập tức đổi nắm đấm thành móng vuốt, cánh tay phải của hắn giống như một linh xà vậy, cứ thế mà luồn lách từ cổ tay Tần Lạc, hung hãn tiến tới mạn xương sườn bên dưới cánh tay. Đây là nơi yếu nhất của cơ thể, một khi bị tóm vào đó thì Tần Lạc sẽ chẳng còn sức lực đâu mà đánh trả lại nữa. Nhưng Tần Lạc làm sao chịu để hắn ta tóm lấy? Hắn lại tiếp tục lùi về phía sau làm bước đệm cho mình. Một quyền hướng thẳng đến mũi Hoàng Thiên Trọng, đồng thời giơ chân nhằm vào háng của hắn ta. Đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Một là Hoàng Thiên Trọng sẽ xé nát xương sườn của Tần Lạc, nhưng cùng lúc đó Tần Lạc cũng đập nát mũi và đá vỡ hai hòn trứng của Hoàng Thiên Trọng. Hai là mỗi người lui một bước bảo toàn tính mạng cho mình. Hoàng Thiên Trọng lùi về sau. Nhưng mới chỉ lùi lại một bước nhỏ thì hắn lại tấn công lên một bước lớn. Hai chân đạp mạnh một cái, toàn thân nhấc bổng lên 180 độ, sau đó hai chân giống như một cây thương dài lao thẳng vào cổ họng Tần Lạc. Song thương, đòn chí mạng của đặc chủng binh. Lần này thì Tần Lạc thực sự cảm thấy được nguy hiểm. Đây là một loại hơi thở của sự chết chóc, hắn có thể cảm nhận được từ trên người Ly, có thể cảm nhận được từ trên người Hỏa Dược, và cũng có thể cảm nhận được từ trên người Giê-xu và Kiếm Khách. Một đòn chết chắc, chỉ có đi mà không có về. Đây là phong cách ra tay của những cao thủ đẳng cấp. Tần Lạc có một cảm giác bất lực vô cùng. Hắn không ngờ một tên công tử bột nhìn còn đàn bà hơn cả đàn bà này lại mạnh đến vậy. Nếu đã như thế, sao lần trước khi Vương Cửu Cửu dùng súng chĩa vào hắn mà hắn lại không nghĩ cách phản kích? Tần Lạc vả mồ hôi lạnh. Hắn giấu nghề, đúng là hắn đã giấu nghề. Cái đất hiến kinh quỷ tha ma bắt này. Ai nấy đều không đơn giản như bề ngoài họ có, người nào người nấy đều có những chiêu đòn sát thủ của riêng mình. Tần Lạc cảm thấy một người thật thà, lương thiện, ngây thơ, thuần khiết như mình quả thật là không thích hợp sống ở một thành phố nguy hiểm thế này chút nào. Lùi một bước thì chết. Tiến một bước thì cả hai cùng chết. Soạt.
Không biết từ lúc nào trong tay Tần Lạc lại có một cây ngân châm, đuôi của cây ngân châm siết chặt vào lòng bàn tay hắn, đầu cây ngân châm hướng tới cổ chân của Hoàng Thiên Trọng. Ánh sáng từ cây ngân châm lóe ra xung quanh. Tần Lạc biết là Hoàng Thiên Trọng không có cách nào né tránh được cây ngân châm trong tay mình. Đây là bảo bối mà hắn giấu trên người, phòng khi liều sống chết với người khác hắn mới giở tuyệt chiêu này ra. Hoàng Thiên Trọng đang phi người trên không trung cũng thất sắc với ngọn đòn hiểm này. Lần tấn công đầu tiên thất bại đã là hắn kinh ngạc vô cùng rồi, vì vậy chiêu độc này của hắn giở ra cũng là đòn cuối chỉ nhằm hạ gục đối thủ nhanh gọn, và cũng là chiêu phòng thân độc nhất vô nhị mà hắn đã giấu bài rất kỹ từ lâu. Nhưng khi độc chiêu này của hắn tung vào một gã bác sĩ tầm thường, thì hắn lại không ngờ lang băm này lại phản kích thâm hiểm như vậy. Làm thế nào đây? Hai chân Hoàng Thiên Trọng lập tức hướng xuống, chuyển từ đá vào cổ họng thành đá vào ngực. Như vậy uy lực của tuyệt chiêu tất sát của hắn bỗng chốc suy giảm đi rất nhiều. Tần Lạc múa hai tay lên, một chiêu trong dấu bé đạo ra thập nhị đoạn cẩm dấu lớn là song thủ ôm nguyệt, một tay chuyển động, một tay kéo lại làm cho hai chân của hắn chỉ đạp được vào bụng của hắn. Hai tay của Tần Lạc ôm lấy đùi của Hoàng Thiên Trọng, hắn dùng hết sức mình quăng Hoàng Thiên Trọng về phía bức tường. Uỳnh! Hai tay của Hoàng Thiên Trọng đỡ lấy lực va đập với tường, rồi rơi bịch xuống đất. Hắn vừa định đứng dậy thì thấy chân và cổ của mình đau buốt vô cùng. Hai chân hắn bây giờ không còn cảm thấy có lực nữa, hắn muốn giơ chân lên nhìn xem có vết thương nào không, nhưng lại cố gắng nhịn lại, vì làm như vậy hắn sẽ vô cùng mất mặt. Còn Tần Lạc vẫn đứng ở chỗ đó hai mắt nhìn Hoàng Thiên Trọng như tóe lửa, một tay của hắn cũng đang xoa xoa cánh tay bị Hoàng Thiên Trọng đá phải khi che phần bụng của mình. Hoàng Thiên Trọng thấy vậy nghiến răng, lại tiếp tục xông tới tấn công Tần Lạc. Tần Lạc không lui lại nữa mà hắn lại tiến lên, quyết ăn thua đủ với Hoàng Thiên Trọng. Uỳnh! Khi thân thể hai người sắp tiếp cận nhau, thì lập tức bị một luồng sức mạnh hất văng ra, cả hai lập tức văng sang hai bên như hai bịch gạo bị người ta quăng đi một cách rẻ tiền. Hoàng Thiên Trọng một lần nữa đập người vào bờ tường, còn Tần Lạc thì rơi ngay dưới mái hiên của căn viện. Dừng tay lại, Long Vương cầm nạng đứng dậy quát, đứa nào dám đánh nhau trên địa bàn của ta hả? Hoàng Thiên Trọng nghe vậy kinh sợ nhìn Long Vương một cái, hắn không ngờ ông lão bị què này lại vẫn còn sức mạnh thần kỳ như vậy. Hắn cảm giác như mình đang đứng trước một người khổng lồ sức mạnh vô biên, mặc cho hắn cố sức giãy giụa cũng không thể nào vật nổi một ngón tay của gã khổng lồ này vậy. Cháu không muốn mạo phạm, nhưng vì nó sỉ nhục mẹ cháu thà chết chứ không muốn chịu nhục như vậy. Hoàng Thiên Trọng cắn răng nói, hắn tìm được một lý do không tồi chút nào. Hắn làm vậy thực chất chỉ là muốn bảo vệ danh dự cho mẹ hắn mà thôi. Làm gì có chuyện đó? Tần Lạc cũng âm ức nói, tôi có sỉ nhục gì Lạc bao giờ đâu. Đến một từ bẩn thỉu tôi cũng có thốt ra đâu mà nói như vậy. Có hay không thì mày tự biết, cần gì phải thanh minh như thế. Muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do, anh nói đúng thì nó là đúng à. Đến cả cơ hội giải thích tôi cũng chẳng có nữa là, tôi khen gì Lạc là người xinh đẹp. Nên mới đưa gì vào dấu bé danh nữ hoa hạ dấu lớn như vậy, như thế mà cũng gọi là sỉ nhục à. Nếu anh coi như vậy là sỉ nhục, thì anh cứ khen tôi là đẹp trai đi, rồi cho tôi vào cuốn sách gọi là dấu bé hoa hạ Mỹ Nam dấu lớn cũng được mà. Tần Lạc, mày, hai mắt của Hoàng Thiên Trọng như tia lửa điện nhìn Tần Lạc tóe lửa. Muốn nói gì thì nói, đừng có chừng mắt dọa người khác như thế. Được rồi, được rồi. Lúc này Lạc Sân đứng ra giảng hòa cho đôi bên. Thiên Trọng con có hiếu quá rồi đấy, Tần Lạc cũng chỉ có ý khen mẹ thôi, cậu cũng đâu có nói mẹ là bình hoa di động đâu, mà con phải tức giận như vậy làm gì. Lần sau đừng có động thủ như vậy nữa, có gì thì cứ ăn nói đàng hoàng với nhau. Nói thực lòng, khi nghe Tần Lạc nói mình như vậy, Lạc Sân cũng muốn bửa thằng bác sĩ lang băm này ra làm đôi ấy chứ. Những người phụ nữ xinh đẹp tài hoa, lại thông minh như bà thì cũng ghét nhất ai nói bà cái gì đó, nhất là nói bà là bình hoa di động. Nhưng bà cũng biết, nếu như hôm nay Hoàng Thiên Trọng và Tần Lạc đánh nhau trước mặt Long Vương, thì mục đích của hai mẹ con bà tới đây sẽ tan thành bọt nước hết cả. Bà cũng không biết được là cái thằng bác sĩ thối tha này đã cho Long Vương uống bùa mê thuốc lú gì mà Long Vương lại thương yêu hắn tới như vậy. Lạc Sân thậm chí còn nghĩ, cũng may là tên khốn Tần Lạc này không phải là một quân nhân, chứ nếu không thì dưới sự ảnh hưởng của Long Vương, thì thằng danh Tần Lạc này không biết sẽ còn ngang ngược, hống hách và ngang tàng tới đâu nữa. Dì Lạc à, cháu thật sự không có ý nói gì là bình hoa di động, thật đấy. Dì vốn là đệ nhất mỹ nữ của Yến Kinh, danh tiếng lại nổi như cồn, đến cả mấy cánh mày râu còn không bằng nữa là.
Hơn nữa được liệt vào trong dấu bé danh nữ hoa hạ dấu lớn thì đâu phải là những người phụ nữ tầm thường đâu, Lý Sư Sư, Tô Tiểu Tiểu, Huyết Đào, Đồng Tiểu Huyền. Bọn họ cũng đều là những người rất có tài hoa, những truyền thuyết mà họ để lại vẫn được người đời ca tụng đến tận bây giờ đấy thôi. Lạc Sân chỉ thấy lồng ngực của mình căng đầy, tức không thở nổi. Bà chỉ muốn dùng nước bọt của mình mà dìm chết thằng khốn bác sĩ chó chết trước mặt mình ngay tức khắc. Đúng là những người mà Tần Lạc vừa nêu trong dấu bé danh nữ hoa hạ dấu lớn đều là những người rất nổi tiếng và cũng rất có tài. Nhưng, bọn họ đều có một điểm chung đó là, thân phận của bọn họ nếu dùng từ ngữ bây giờ, thì đều là những con điếm. Nó đang ám chỉ mình dùng mỹ sắc tới đây mê hoặc Long Vương, để Long Vương giúp đỡ con trai mình hay sao? Lạc Sân thầm nghĩ. Tần Lạc, phải tôn trọng người lớn chứ. Long Vương nhất thời cũng phải đứng lên nói. Tần Lạc nói Lạc Sân là bình hoa di động trước mặt Long Vương, cũng làm cho ông cảm thấy có gì đó hơi khó chịu. Vì nói gì thì nói Lạc Sân ngày trước cũng là người yêu của ông. Khi đó vì người đàn bà này, mà ông đã đấu đá với người đàn ông khác đến sứt đầu mẻ trán, suýt chút nữa mất hết cả tình bạn. Nhưng bây giờ Lạc Sân đã là vợ người khác, và cũng có con với người ta, do vậy cái tình cảm của ông đối với bà cũng theo đó mà tan biến đi hết. Bây giờ Lạc Sân lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ông, muốn lợi dụng quan hệ xưa kia của hai người mà giúp đỡ con trai của mình. Điều này cũng làm cho Long Vương thầm cảm thấy tiếc nuối trong lòng, nó giống như ông đã đánh mất thứ gì đó vô cùng đáng quý và trân trọng vậy. Bây giờ lại được Tần Lạc đứng ngoài châm chọc thêm vào, thế là bao nhiêu tiếc nuối, cùng với thương tiếc của ông cũng theo đó mà tiêu tan đi hết. Vâng con biết rồi, thưa sư phụ, Tần Lạc gật đầu nói. Long Vương lúc này quay sang nhìn Lạc Sân, giọng ông âm trầm bình bình nói. Chuyện quốc gia là chuyện quốc gia, chuyện trong nhà là chuyện trong nhà. Hai cái không được lẫn lộn làm một được. Lạc Sân à, sau này bà cũng đừng nhắc tới chuyện này nữa, nếu như tôi thấy nó thích hợp thì tôi sẽ cho người tới tìm nó quay lại. Chương 946, chết tiệt. Ý của Long Vương rất rõ ràng, tôi thấy cậu ta thích hợp thì sẽ chủ động bảo người đến tìm cậu ta. Nếu tôi thấy cậu ta không thích hợp thì bà có cố để bà đến mấy thì cũng chẳng có ích gì. Công tử phân minh. Tôi có cần đến cậu ta hay không chẳng liên quan gì đến tình cảm giữa hai chúng ta cả. Nếu người ta đã nói như thế rồi thì chúng ta còn ở lại đây làm gì nữa. Con không muốn mình giống như một tên hành khất, đợi người ta ban ơn cho mới có thể quay về được. Hoàng Thiên Trọng cười nhạt nói, nếu con muốn quay về, thì con sẽ dùng phương thức của mình để lấy lại những gì thuộc về con. Thiên Trọng, Lạc Sân lạnh lùng quát lên, con đang nói cái gì thế? Con đang nói những gì mà con nên nói? Mẹ cho rằng cứ ngồi đây cười nói, rồi hồi ức lại những kỷ niệm xưa kia thì ông già đó sẽ để con quay về à? Mẹ đừng hoang tưởng nữa. Mẹ cho rằng ông ấy còn để ý tới mẹ ư. Mẹ cho rằng ông ấy còn coi cha con là huynh đệ ư. Ông ấy đã sớm quên hết từ lâu rồi. Hoàng Thiên Trọng, câm miệng lại. Hoàng Thiên Trọng không hề câm miệng, mà nhìn chằm chằm vào mẹ mình nói, mẹ có đi không đây? Mẹ còn có chuyện phải nói. Lạc Sân không muốn rời đi trong thời điểm mâu thuẫn đang lên cao như thế này, nếu không thì lần sau đến lý do tới đây cũng không còn nữa. Người đi cầu xin giống như những con điếm đứng đường, ngày càng mất giá. Mẹ không đi thì con đi, Hoàng Thiên Trọng nói xong bèn quay người đi thẳng ra ngoài cổng. Lạc Sân định gọi với theo giữ hắn lại, nhưng nghĩ bụng để cho hắn đi trước cũng không phải là không tốt, nên cứ để mặc cho hắn rời đi. Thấy mẹ mình không đứng dậy đi theo. Thì Hoàng Thiên Trọng lại càng chút nỗi oán giận này lên người của Long Vương và Tần Lạc. Những gì của tao thì tao nhất định sẽ lấy lại bằng được. Hoàng Thiên Trọng gằn giọng nói. Bịch, đầu gối Hoàng Thiên Trọng bỗng mềm nhũn ra, sau đó thì quỳ rạp xuống. Hoàng Thiên Trọng quay đầu lại thì bắt gặp một đôi mắt hung hãn, sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào hắn, hai lòng trắng của mắt hằn lên những đường gân máu chẳng chịt, nhưng đồng tử thì lại sáng quắc, trông giống như một con hổ lớn xuống núi kiếm mồi vậy. Nếu mày không phải là con trai của ông ta thì mày chết từ lâu rồi. Giọng nói của ông lão khàn khàn, trầm, thấp, nhưng ngạo khí và bá đạo trong câu nói của ông không khỏi làm cho người ta lạnh đến run người. Hoàng Thiên Trọng có cảm giác thở không nổi, thậm chí đến cả sức lực để bò từ trên mặt đất dậy cũng không có nữa. Miệng mở ra muốn nói vài câu phản bác gì đó. Nhưng cuối cùng câu nói thốt ra mà đến bản thân hắn cũng không tin vào tai mình là xin lỗi ông. Cút. Ông lão đưa người ra đằng sau, quay trở lại trạng thái gật gù như ban nãy. Hoàng Thiên Trọng lổm ngổm bò dậy, sau đó thì tập tễnh rời đi, vừa thận trọng nhưng lại hết sức thần tốc.
Thấy Hoàng Thiên Trọng tiến lại, gã tài xế ngồi đợi ở nhà xe nhanh chóng chạy đến mở cửa xe cho hắn. Hoàng Thiên Trọng sau khi chui vào xe thì nghiến răng nghiến lợi nói, đi thôi. Thiếu gia, còn phu nhân, vì gã tài xế là người của Lạc Sơn, nên gã vô cùng trung thành với cấp trên của mình, không thể chở con trai của bà chủ đi nhưng lại bỏ bà chủ ở lại bên trong đó một mình chứ. Tôi bảo anh lái xe đi, Hoàng Thiên Trọng lớn tiếng hét lên. Gã tài xế không dám hỏi thêm gì nữa, vội vàng khởi động xe. Hoàng Thiên Trọng giơ chân lên nhìn thì thấy có một mảng đen ở chân, còn đầu gối thì xuất hiện một hốc lõm, da trên cái hốc lõm đó đã bị rách toạt, để lộ ra những đường máu đỏ sẫm, giống như bị vật gì đó đả thương vậy. Hoàng Thiên Trọng nhớ lại cây ngân châm trong lúc đánh nhau tay đôi với Tần Lạc, tên nhãi đó đã thừa cơ châm cho mình một cái. Thảo nào hắn cảm thấy chân mình dẫm lên đất mà như dẫn trên bông vậy, chẳng có lấy một chút cảm giác, thì ra là bị trúng độc rồi. Không ngờ mình vẫn bị tên khốn đó chơi cho một vố. Còn cái hốc lõm vào và dỉ máu kia thì là kiệt tác của ông già gác cổng. Cứ nghĩ đến thân thủ kinh hoàng của ông già đó thì Hoàng Thiên Trọng lại mất hết cả cảm giác. Tần Lạc, Hoàng Thiên Trọng nghiến răng gầm lên, tao muốn mày phải chết, tao nhất định phải làm cho mày phải chết. Máu từ khóe miệng chảy ra, sau đó hai mắt tối sầm lại ngất lịm đi. Thấy bóng dáng thất thểu, khổ sở khi rời đi của Hoàng Thiên Trọng mà tim Lạc Sơn đau nhói hết cả lên. Cuối cùng thì mình vẫn thất bại. Bà thấy mình đã quá đề cao sức hấp dẫn của mình, Long Thiên Trượng đã không còn là Long Thiên Trượng của khi xưa nữa. Ông có thể không lấy ai vì bà, nhưng cũng có thể coi bà như cỏ rác. Đây chính là đàn ông. Một người đàn ông chí tình chí nghĩa, cũng có thể là một người vô tình vô nghĩa. Người phụ nữ có thể không để tâm gì đến những người đàn ông thích mình, nhưng khi người đàn ông đó dứt tình ra đi, thì trong lòng ít nhiều lại cảm thấy có gì tiếc nuối và hụt hẫng. Bất luận là trong cuộc sống hay trong chuyện tình cảm, thì phụ nữ luôn thích cái kiểu người tranh kẻ đoạt để chiến thắng giành được họ như vậy. Lạc Sơn cười nói, Thiên Trượng, tôi biết ông là người ân oán rõ ràng. Đây là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu. Trên thế giới này có bao nhiêu là người có năng lực, nhưng vì sao lại chỉ có một số ít có được vị trí như vậy? Nếu người thân của mình cũng có năng lực như người ngoài thì cũng không nên bỏ qua người nhà. Đôi lúc vẫn nên chiếu cố con cháu, hậu bối của mình một chút, nghe nói Tần Lạc lấy được minh bài của Phong Tuyết rồi phải không? Long Vương liếc nhìn Tần Lạc một cái, nói, minh bài của Tần Lạc là do Phong Tuyết tự tay trao cho. Nếu nó thích tặng nó lại cho người khác thì tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Ý của Long Vương muốn nói là, Phó Phong Tuyết bằng lòng trao minh bài của mình cho Tần Lạc, đó là do Tần Lạc có phúc phận và bản lãnh. Nếu hắn muốn đưa minh bài cho Hoàng Thiên Trọng, thì đó cũng là do cái số của Hoàng Thiên Trọng may mắn, ông sẽ không nói gì về việc này hết. Ha ha, thú vị thật đấy. Có ba người sáng lập ra Long Tức, thì minh bài của Thiên Minh đã để lại cho Thiên Trọng rồi, còn minh bài của Phong Tuyết thì được trao lại cho Tần Lạc, bây giờ chỉ còn tấm bài trong tay ông nữa thôi. Thiên Trượng, ông sẽ trao nó cho ai đây? Nếu có được minh bài của một vị sáng lập ra Long Tức, thì tất cả các thành viên trong Long Tức khi nhìn thấy vật cũng coi như là nhìn thấy người, khi người cầm tấm bài đó gặp nguy hiểm thì họ phải ra tay cứu giúp. Nếu có hai người sáng lập ra Long Tức trở lên cùng giao tấm bài này vào tay một người, thì người đó sẽ trở thành người mà họ xem trọng nhất, cũng có thể sẽ trở thành người để Long Tức phó thác. Nếu là như thế thì ý nghĩa của minh bài sẽ có những thay đổi về chất, và nó rất có thể sẽ trở thành một cuộc chuyển giao quyền lực mới nữa. Hiện giờ Hoàng Thiên Minh đã giao tấm minh bài cho Hoàng Thiên Trọng, Phó Phong Tuyết lại giao nó cho Tần Lạc, vậy thì tấm bài trong tay Long Vương sẽ giao lại cho ai là một điều vô cùng quan trọng. Bất luận là giao nó cho Hoàng Thiên Trọng hay Tần Lạc, chỉ cần một trong hai bọn họ có được tấm bài này từ Long Vương, thì thân phận của bọn họ lập tức sẽ có những thay đổi lớn. Tôi còn chưa nghĩ ra, Long Vương nói. Lạc Sơn thầm thở phào một tiếng, mặc dù Long Vương sẽ không đưa tấm minh bài của ông cho Hoàng Thiên Trọng, nhưng ông cũng không nói ra sẽ đưa cho Tần Lạc ở trước mặt bà. Chỉ cần hai tấm minh bài không được tập trung ở một chỗ, thì hiệu ứng của minh bài sẽ không xảy ra, Thiên Trọng vẫn còn có cơ hội. Ai, tính khí Thiên Trọng có phần ương ngạnh, về điểm này thì chẳng giống cha nó chút nào, mà thật ra là giống ông đấy. Lạc Sơn nhìn Long Thiên Trượng nói, cha nó mất sớm, tôi cũng không dạy dỗ nó được tốt, trong lòng áy náy vô cùng. Trạng thái hiện giờ thích hợp với nó nhất. Long Vương thở dài nói, dù gì thì đó cũng là con trai của người huynh đệ vào sinh ra tử với mình, ông cũng không hy vọng hắn đâm đầu vào ngõ cụt. Cho nó nhiều quá thì sẽ thành hại nó. Tôi cũng biết thế, Lạc Sơn cười khổ nói,
nhưng là bậc làm cha mẹ thì có được mấy người có thể từ chối yêu cầu của con cháu mình chứ? Thiên trưởng, nếu có thể giúp thì ông giúp nó một tay đi. Tần Lạc hiện giờ đã là một bác sĩ nổi danh cả nước, còn Thiên Trọng tâm khí cao ngạo, cũng không cam tâm cả đời cứ bình bình như vậy đâu. Long Vương không nói thêm câu gì, một lời thỉnh cầu như thế làm cho ông không biết phải đáp lại ra sao. Được rồi, tôi biết là thầy trò hai người có chuyện muốn nói. Tôi không làm phiền nữa. Lạc Sân đứng thẳng người dậy, chiếc áo sườn xám hoa xanh nền trắng đã làm nổi bật thân hình yêu kiều hết chỗ nói của bà. Người phụ nữ này đã là mẹ của một người đàn ông hơn 20 tuổi, vậy mà bà ta lại có thể bảo dưỡng tốt đến như vậy. Một làn da trắng hồng mịn màng, trên mặt hát công có lấy một nếp nhăn, thậm chí ngay cả những đường nhăn nơi đuôi mắt cũng không có nữa. Bộ ngực thì căng tròn, đôi chân thon dài, thêm vào đó là một đôi mắt linh động và một nụ cười tinh khiết, nhìn bà không khác gì một cô thiếu nữ 16 tuổi. Đúng là một lão yêu tinh, Tần Lạc nghĩ bụng. Long Vương nhìn Tần Lạc nói, con đi tiễn bà ấy đi. Tần Lạc đành phải đồng ý, cười nói, vâng ạ. Khi Tần Lạc tiễn Lạc Sân rời khỏi tiểu viện của Long Vương, bước tới rừng phong chỗ căn nhà màu trắng, thì Lạc Sân đang đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại. Tần Lạc lúc này vừa đi vừa mải suy nghĩ nên không chú ý, đâm thẳng đầu vào lưng bà. Không ngờ cơ thể của Lạc Sân lại yếu ớt thế, chỉ nghe thấy bà kêu lên một tiếng, sau đó toàn thân ngã vào rừng cây bên cạnh con đường nhỏ. Tần Lạc giờ mới kịp có phản ứng, hắn ôm chầm luôn bà vào lòng. Nhưng lúc này đã muộn rồi, khi cơ thể Tần Lạc đổ xô về phía trước thì đã bị nghiêng hẳn đi, hai người liền ngã nhào lên trên bãi cỏ. Lạc Sân ngã sấp mặt xuống, còn Tần Lạc thì đè lên người bà, hai tay hắn vẫn còn ôm lấy vòng eo thon thả của bà. Mềm, mịn, trơn tru, từ xa đã có thể cảm nhận được làn da của bà được bảo dưỡng vô cùng tốt, giống như là những miếng thạch đông lại vậy. Bây giờ được tiếp xúc gần như thế thì cái cảm giác đó lại càng rõ rệt hơn. Ồ, Lạc Sân bất giác kêu rên lên một tiếng. Chết tiệt, chính là cái tiếng rên rỉ ngọt hơn mật này đã làm cho cơ thể của Tần Lạc có phản ứng mãnh liệt. Cậu hứng thú với cả một bà già ư? Lạc Sân đột nhiên lên tiếng nói. Chương 947, sợ tội nên bỏ trốn. Từng là yến kinh đệ nhất mỹ nhân quả nhiên là danh bất hư truyền, bà không giận dữ đẩy Tần Lạc ra, cũng không thẹn thùng bò dậy bỏ chạy, lại càng không nổi điên lên rồi cho Tần Lạc một bạt tai, mà nằm yên ở đó nói với vẻ điềm tĩnh, cậu hứng thú với cả bà già à? Tần Lạc không hề hứng thú với bà già, nhưng nếu bỏ qua tư duy của não đi, thì với một người đàn ông bình thường khi đối mặt với một bà già như Lạc Sân đây, thì hứng thú lắm chứ. Tần Lạc nghe vậy thì giả bộ ngơ ngác không biết gì nói, dì Lạc, dì đừng hiểu lầm. Cháu không kịp đỡ dì nên mới ngã lên người dì như vậy. Một cao thủ có thể đỡ lại được cả chiêu, song thương, của bộ đội đặc chủng thì sao có thể không đỡ kịp được chứ? Lạc Sân hỏi lại. Bà ta giống như là rất hưởng thụ cái cảm giác bị người ta bò trên lưng vậy, không hề lên tiếng bảo Tần Lạc đứng dậy, thậm chí còn giả bộ như không phát hiện ra bộ phận cứng đờ ở phía dưới của Tần Lạc đang nằm gọn trong rãnh mông của mình. Nói ra thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tần Lạc cười nói, một người phụ nữ quanh năm đi giày cao gót, hơn nữa còn có thể nhìn ra được thân thủ của người khác thì sao có thể ngã dễ dàng như vậy được. Nếu bà đã thích giả bộ té ngã, thì tôi cũng không ngại mà diễn hết vở kịch này với bà. Quả thật là Tần Lạc biết Lạc Sân giả bộ ngã. Nếu là người phụ nữ khác thì có lẽ sau khi bị Tần Lạc đụng vào thì sẽ mất thăng bằng mà té ngã, nhưng đáng tiếc là Lạc Sân lại không phải là một người phụ nữ khác. Bà ta là một bà chúa giày cao gót, lần nào Tần Lạc nhìn thấy bà ta, thì đều thấy bà đi những đôi giày cao khủng khiếp, bước đi là lướt gợi cảm vô cùng. Những người như vậy có khả năng kiểm soát giày cao gót hơn hẳn người bình thường, vậy thì làm sao có thể vì một nhân tố đến từ bên ngoài như thế mà té ngã được chứ? Nếu là như thế thì ngày thường bà không phải sẽ bị ngã dập mặt rồi sao? Hay lắm, Lạc Sân cười hơ hớ nói, Tần Lạc, tôi thật sự là có chút thích cậu rồi đấy. Đáng tiếc là tôi không thích bà, Tần Lạc cũng cười đáp, cho dù hắn rất mê muội cơ thể mềm mại như bông của người phụ nữ này, nhưng hắn vẫn chuẩn bị bò dậy từ trên người bà. Bà ta quá nguy hiểm. Nhưng không ngờ Lạc Sân lại nằm chặt hai cổ tay của Tần Lạc rồi kéo toàn bộ cơ thể đang định bò dậy của hắn. Và điều khiến cho Tần Lạc càng thấy kinh ngạc hơn, đó là bà ta xê dịch đôi bàn tay đang nằm ở bụng bà của Tần Lạc lên phía trên, sau đó thì đặt nó lên hai bầu ngực căng tròn, mềm mại không kém những chỗ khác trên người bà. Tần Lạc chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, nhiệt huyết trong người lên đến độ muốn bốc hơi.
Người đàn bà này, người đàn bà này, bà ta đúng là một con yêu tinh. Một con yêu tinh ăn thịt đàn ông mà không biết nhả xương. Cậu nói xem, Lạc Sân thở nhẹ nói, nếu để Long Thiên Trượng biết được cậu dí tôi vào trong rừng cây này thì ông ấy sẽ nghĩ thế nào đây nhỉ? Nghĩ thế nào? Tần Lạc cười khổ, thì ra người phụ nữ này muốn dùng kế ly gián. Nhưng làm thế thì hơi bị ngu xuẩn thì phải. Bà nghĩ là ông ấy sẽ tin sao? Tần Lạc hỏi ngược lại. Tin hay không là một chuyện. Lạc Sân cười nói, là một người đàn ông, trong lòng cảm thấy khó chịu là chuyện hiển nhiên. Chỉ cần giữa hai người có khúc mắc thì ắt sẽ xuất hiện rạn nứt thôi, cậu nghĩ sao? Tần Lạc không thể không đồng tình với câu nói của Lạc Sân. Chẳng có người đàn ông nào khi biết đồ đệ của mình đè ngã mối tình đầu của ông ta giữa rừng cây mà lại không lấy có bất kỳ phản ứng nào. Có một số người đàn ông có tính chiếm giữ cao khi nhìn thấy bạn gái cũ của mình ở bên người đàn ông khác thì máu ghen lại nổi lên, huống hồ lại là một tình huống như thế này. Long Vương là một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, nhưng đồng thời cũng là một người đàn ông có thất tình lục dục như bao nhiêu người đàn ông khác. Ông không phải là một pho tượng đá, người ta có tâm tư thì ông cũng có. Nếu Long Vương hoặc sẽ nổi giận lôi đình với Tần Lạc, hoặc cứ để bụng trong lòng như thế, vậy thì tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đây? Không thể không nói, chiêu này của Lạc Sâm nham hiểm thật. Bà sẽ được gì từ trong chuyện đó chứ? Tần Lạc giống như căn bản là không sợ những lời uy hiếp của Lạc Sâm, vẫn nói với giọng điềm tĩnh. Bà cho rằng sư phụ là một người ngu xuẩn đến thế sao? Ông ấy có thể không nhìn ra được mấy trò vớ vẩn này của bà. Tôi thừa nhận, hiện giờ bà vẫn còn một vị trí nhất định trong lòng ông, nhưng một khi việc này được truyền tới tai ông, thì e rằng bà cũng sẽ trở nên chẳng đáng một xu. Những gì mà bà mong đợi, e rằng cũng chẳng bao giờ đạt được. Đây là chiêu giết địch nghìn quân, tự thương 800 một cách ngu ngốc. Nếu không cần thiết thì tôi sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó. Lạc Sân nói, nhưng, nếu cậu ép tôi quá, cậu phải biết đàn bà mà điên lên thì vô cùng nguy hiểm. Cuộc sống của tôi không tốt thì tôi cũng sẽ không để cậu được sống thanh thản đâu. Đây là một lời uy hiếp ư? Tần Lạc nheo mắt hỏi. Sau khi nghe xong người phụ nữ này nói thì cơn ham muốn trong người hắn cũng tiêu tan mất dạng. Thậm chí, cho dù hắn có đang bóp trong tay mình cặp vú căng đầy của bà ta nhưng cơ thể cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì. Cứ coi là thế đi, Lạc Sân rên nhẹ lên một tiếng nói. Khi Tần Lạc vuốt ve cặp vú của bà thì khiến cho cơ thể lâu không được đàn ông sờ mó có những phản ứng mãnh liệt. Bà cho rằng một chiêu ngu ngốc thế này có thể làm thương đến tôi ư? Tay phải Tần Lạc đột nhiên bóp mạnh vào ngực bà. Cười nhạt nói, bà có tin là tôi thực sự có thể trở thành cha dượng của Hoàng Thiên Trọng không? Như thế nhất định sẽ rất thú vị. Lạc Sân cười hô hố. Nếu tôi là cậu, thì ngay bây giờ tôi vén chỗ váy áo ở phía sau lên. Đừng sợ, tôi sẽ không kháng cự lại đâu. Mẹ nhà nó chứ, Tần Lạc thực sự muốn đánh cho người phụ nữ này một trận. Bà ta biết rõ là việc này không thể xảy ra, nhưng lại cố tình lấy nó ra để khiêu khích mình. Thật tức quá. Tức chết đi được. Tất cả những người đàn bà mà khiêu khích nhục dục của người đàn ông nhưng lại không làm cho họ thỏa mãn thì đều là quỷ dữ hết, những người đàn bà đó đều coi đàn ông là những tên đầu đất. Tần Lạc tất nhiên là sẽ không bị lừa rồi, hắn không thể làm một cuộc đại chiến với hình ảnh 3D cùng người đàn bà này trước bao nhiêu con mắt của đặc vệ Long Tức ẩn nấp quanh đây được, lại càng không thể làm một việc khốn nạn này với mối tình đầu của Long Vương ở ngay trong viện điều dưỡng Long Tức. Nếu chuyện này mà bị đồn ra bên ngoài thì cho dù Long Vương không nói gì thì e rằng những thành viên khác trong Long Tức cũng sẽ băm vằm mình ra thành từng mảnh, chỉ ít thì Ly sẽ phi cả nghìn con dao lên người mình giống như một con nhím cho mà xem. Có điều, Tần Lạc vẫn vén vạt váy sườn xám ở đằng sau của Lạc Sâm lên. Sau đó giơ tay lên cao và hung hăng phát vài cái liên tục lên cặp mông mịn màng được bao bọc bên ngoài bởi một chiếc quần chip màu tím. Bốp, bốp, bốp. Đúng như những gì Lạc Sâm đã nói. Bà ta không những không kháng cự lại, không lớn tiếng kêu lên, mà còn phối hợp rất ăn ý bằng cách rên nhẹ lên từng hồi. Sau khi tét cho bà ta vài cái vào mông thì Tần Lạc mới cảm thấy hả cơn giận, vừa đứng dậy vừa giơ tay ra kéo Lạc Sân và nói với giọng quan tâm, dì Lạc, dì không sao chứ? Dì ngã có thương ở đâu không? Lạc Sân biết là Tần Lạc đang đóng kịch cho những tai mắt ở xung quanh đây nghe thấy. Bà thực sự cũng không muốn những tin đồn xấu giữa mình và Tần Lạc truyền tới tai Long Vương. Nên cũng phối hợp ăn ý với hắn, gì không sao. Còn chưa dứt lời thì lại có chuyện xảy ra. Trong lúc bà đứng lên thì có một cây gai móc thẳng vào cổ áo phía trước ngực của bà. Chiếc váy sườn xám trên người bà được làm từ một loại lụa tơ tằm tốt nhất,
sờ vào thì thấy mềm mượt bóng loáng, dễ chịu vô cùng, nhưng có một nhược điểm là rất dễ bị các vật từ bên ngoài làm rách. Xoạt, tiếng vải bị xé rách phát ra, tiếp đó thì cổ áo phía trước ngực bà bị rách một lỗ hổng to tướng. Bộ ngực đồ sộ mà ban nãy hắn chỉ mới được sờ chứ chưa được nhìn của Lạc Sân hiển hiện ra trước mắt Tần Lạc. Trắng nõn, hồng hào, mềm mại, tròn chính, căng phồng. Không thể không thừa nhận một điều, đây là một cặp vú hoàn mỹ không còn gì để nói. Tần Lạc trợn tròn cả mắt lên, nói, bà lại định làm cái gì thế? Phản ứng đầu tiên của hắn chính là, mụ yêu tinh này lại muốn dùng chiêu thức gì để hãm hại mình đây? Lạc Sân vừa lo vừa giận, hai tay che ngực lại nói, còn không mau cởi áo ngoài của cậu cho tôi. Tại sao tôi phải làm thế? Tần Lạc hỏi ngược lại, là áo của bà rách, liên quan gì tới tôi? Tần Lạc nói xong thì quay người đi thẳng. Mau mau rời khỏi cái chốn thị phi này đi thì hơn. Tần Lạc nghĩ thầm, mình vốn chẳng làm gì, nhưng xảy ra chuyện này thì người ta sẽ cho rằng mình xé rách áo váy của bà ta cũng nên. Tần Lạc, Lạc Sân tức giận đứng sau dậm chân thình thịch, tên này đáng ghét quá. Cho dù là một người đàn ông không quen biết, chỉ cần anh ta có một chút phong độ thôi thì đều sẽ cởi bỏ áo mình xuống và mặc lên cho mình mà không một chút do dự. Nhưng sao hắn ta lại bỏ đi luôn thế? Lẽ nào, mình già thật rồi sao? Cứ nghĩ tới thái độ của Long Vương, nghĩ đến thái độ của Tần Lạc là trong lòng Lạc Sân lại cảm thấy chua xót vô cùng, có một cảm giác thất bại đang nhen trong bà. Sống mũi cay cay, mắt đỏ ửng lên, hai hàng nước mắt dần lăn dài trên gò má. Mình phải làm thế nào bây giờ? Cứ ôm ngực đi ra ngoài thế này thì không phải suốt dọc đường đi sẽ bị mọi người trông thấy cảnh tượng cùng quẫn, bí bách của mình sao? Gọi người đem quần áo tới ư? Chuyện như thế nhất định sẽ nhanh chóng được lan truyền hết cả Long Tức. Tần Lạc, tên Tần Lạc đáng chết, Lạc Sân lại trút hết nỗi giận dữ lên đầu Tần Lạc. Chỉ cần người đàn ông ấy chịu giơ tay cứu giúp, thì bà cũng không đến nỗi phải khó xử thế này. Nhưng hắn ta lại đi rồi, bỏ đi một cách tuyệt tình. Sớm biết thế này thì tôi đã không quay lại nữa. Khi Tần Lạc quay trở lại nghe thấy Lạc Sân đang nguyền rủa mình thì khó chịu nói. Thấy Tần Lạc quay lại. Lạc Sân vội vàng lau hàng nước mắt đi, bất luận vào lúc nào, thì bà đều phải duy trì điệu bộ ung dung, nho nhã của một người đã từng là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh. Sao cậu lại quay lại? Bà cố ý xa sầm mặt nói. Tần Lạc thở dài nói, bà cho rằng tôi muốn quay lại à? Tôi sợ rằng mình cứ thế mà đi thì người ta sẽ bảo tôi là sợ tội nên bỏ trốn. Chương 948, đừng vì một cái cây mà từ bỏ đi cả một khu rừng. Không phải là do lương tâm thức tỉnh, cũng không phải do phong độ sai khiến, lại càng không phải cái gọi là thương hoa tiếc ngọc. Tần Lạc thực sự là không muốn quay lại chút nào. Trên đời làm gì có món hời nào lớn thế chứ? Bà lợi dụng việc té ngã giả để hãm hại người ta trước, sau đó lại cố tình làm rách áo để lộ ngực rồi muốn người ta phải có trách nhiệm với việc này. Đối với một người đàn bà lòng dạ hiểm ác như thế thì cần gì phải thương hoa tiếc ngọc để làm gì chứ? Tần Lạc chắc chắn là áo của Lạc Sân là do bà ta cố ý làm rách, nếu không thì sao sớm không rách muộn không rách mà lại rách đúng vào lúc mình bò dậy từ trên lưng bà ta chứ. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được. Hơn nữa, lừa gạt là bản tính của đàn bà, có lần thứ nhất rồi thì ắt sẽ có lần thứ hai. Mưu kế thứ nhất của bà ta không thành, thì dở chiêu thứ hai ra để hãm hại mình cũng không phải là chuyện không thể. Đến lúc đó bị người ta trông thấy, thì đã thành đất sét rơi vào quần. Không phải là cứt thì cũng biến thành cứt rồi. Nghĩ vậy Tần Lạc liền nhanh chóng chuồn khỏi đây. Nhưng hắn lại không thể không quay lại. Thử nghĩ mà xem. Nếu hắn chạy rồi thì Lạc Sân phải làm sao đây? Bất luận cho Lạc Sân rời khỏi đây thế nào thì đều sẽ bị người ta trông thấy. Đến lúc đó sự việc bị đồn ra ngoài sẽ là, khi Tần Lạc tiễn người phụ nữ đó ra đến ngoài thì nãy sinh ý định xấu, liền kéo người ta vào trong rừng cây định làm chuyện bậy bạ. Người phụ nữ đó liều chết phản kháng lại nên mới giữ được sự trong sạch cho mình, nhưng quần áo trên người thì bị hắn xé nát hết. Hoặc sẽ có những phiên bản còn cầm thú hơn, công tử đào hoa Tần Lạc trong lúc tiễn Lạc Sân ra ngoài cổng, thấy bà ngực lớn mông cong thì nảy sinh ý nghĩ đổi bại. Khi hai người đi đến rừng cây nhỏ ven đường, thì Tần Lạc giống như một con chó sói vồ mồi, đẩy ngã vào Lạc Sân vào một chỗ, sau đó vạch áo người đó ra mà cưỡng hiếp. Vì người phụ nữ ngã gục xuống đất làm cho tay hắn không làm gì được, trong cơn giận dữ, hắn đã xé rách nát áo váy của người phụ nữ đó ra. Đừng nhìn tên tiểu tử đó ngày thường nho nhã điềm đạm, nhìn ai cũng cười, nhưng khi hắn làm chuyện đó thì thật khủng khiếp.
Tần Lạc suy đi tính lại, thấy chạy trốn còn nguy hiểm hơn cả việc ở lại, nên đành phải quay lại mà trong lòng chẳng muốn chút nào. Tôi cứ tưởng cậu không sợ cơ đấy. Hai tay Lạc Sơn vẫn ôm chặt lấy ngực, mặt nở một nụ cười đắc ý. Nếu cậu mà đi rồi, thì tôi sẽ quay lại nói với Long Thiên Trượng là cậu đã ve vãn, định giở trò với tôi, chiếc áo này cũng là bị cậu xé rách. Nếu ông ta không tin thì tôi có thể bảo họ đi kiểm tra, dù gì trên mông tôi vẫn còn vân tay của cậu mà. Có nói ra thì ông ấy vẫn không tin. Tần Lạc mặc dù trên miệng nói vậy, nhưng vẫn có phần chột dạ, hắn cởi bỏ chiếc trường bào trên người mình xuống đưa cho Lạc Sơn, nói, mau đi thôi. Vốn chẳng có chuyện gì cũng bị bà làm cho có. Lạc Sơn cũng không tỏ ra ngượng ngùng gì, tiếp lấy chiếc áo ngoài của Tần Lạc rồi khoác lên mình, bịt chặt phần trước ngực lại, nói, với tính cách của cậu, thì nếu không sợ thật sao còn quay lại. Tần Lạc muốn phản bác thêm mấy câu, nhưng lại thấy nói những lời vô nghĩa với người phụ nữ này cũng chẳng để làm gì, nên cứ cúi gầm đầu đi lên phía trước để đuổi bà ta đi thật nhanh cho xong chuyện. Tần Lạc, Lạc Sơn hét lên. Gì nữa đây? Tần Lạc quay lại hỏi. Tôi bị trẹo chân rồi. Lạc Sơn nói. Thật hay giả thế, Tần Lạc bị người đàn bà này lừa đến phát sợ, phản ứng đầu tiên là nghĩ không biết bà ta lại muốn dùng chiêu gì để hãm hại mình nữa đây. Lạc Sơn giận dữ nói. Tôi cần dùng cả cái này để lừa cậu ư. Tôi đã nói rồi, chỉ có khi nào ép tôi đến bước đường cùng rồi thì tôi mới dùng những chiêu ngu ngốc như thế. Bây giờ tôi làm vậy thì có lợi gì cho tôi chứ? Tần Lạc bước tới nhìn vào cổ chân Lạc Sơn, quả nhiên trông thấy một vùng đã bị chuyển thành màu đỏ tím. Tần Lạc giơ tay ra khẽ dùng lực, Lạc Sơn liền, á, lên một tiếng rõ to. Tần Lạc, cậu làm cái gì thế? Lạc Sơn tức tối quát lên. Vết thương của bà vốn không đến nỗi nghiêm trọng như thế, nhưng sau khi Tần Lạc đưa tay ra sờ vào nó, thì bà liền nghe thấy tiếng khớp xương bị lệch sang một bên. Chân bà lúc đầu cũng chỉ hơi đau một chút thôi, nhưng sau khi bị hắn đụng vào thì đau điếng hết cả người. Vết thương của bà bị hắn làm lan rộng ra gấp mấy lần. Không sao, không sao, Tần Lạc cười hê hê nói. Chân của bà đúng là bị trẹo thật rồi. Có lẽ giờ đi lại sẽ không tiện đâu, nào, tôi cõng bà ra bên ngoài nhé. Sao cậu lại cố tình làm cho tôi bị thương? Lạc Sơn hỏi. Như thế thì mới có thể lý giải được việc bà bị ngã chứ. Tần Lạc cười nói, bà đi giày cao gót không may bị chật chân, tôi không cứu kịp nên đã ngã luôn cùng với bà, áo của bà bị cứa rách tôi đã cho bà mượn áo ngoài của tôi để dùng, đã thế còn miễn phí cõng bà ra đến cổng nữa. Lý do này vẫn dùng được chứ? Dùng được, Lạc Sơn cắn chặt răng nói. Tần Lạc khẽ cúi người thấp xuống, nói, mau lên đi. Hết thời gian là tôi không đợi đâu. Lạc Sơn đưa mắt một lượt, sau đó tập ta tập tễnh bước đến sau lưng Tần Lạc rồi vòng hai tay lên cổ hắn. Tần Lạc ôm hai tay vào mông bà, hất lên trên một cái, ngực và bụng của Lạc Sơn dính chặt vào lưng Tần Lạc. Lạc Sơn không được coi là nặng, nhưng cũng không phải là nhẹ. Ngực và bụng đều rất mềm mại, ép vào Tần Lạc nhưng lại không khiến cho hắn cảm thấy nặng nề chút nào. Tần Lạc. Tại sao cậu cứ nhất định phải đối đầu với mẹ con tôi thế chứ? Lạc Sơn khẽ nói bên tai Tần Lạc. Câu này phải để tôi hỏi bà mới đúng chứ? Tần Lạc nói. Cậu và Thiên Trọng phải trở thành bạn của nhau mới đúng. Tình huống ngày hôm nay bà cũng thấy rồi đấy, bà thấy điều đó còn có thể thực hiện được không? Tại sao lại không? Chỉ cần hai người có thể vứt bỏ những điều không vui trước kia đi thì vẫn có thể trở thành bạn tốt của nhau. Cậu không tiếp xúc với Thiên Trọng nên vẫn chưa hiểu con người Thiên Trọng như thế nào. Thực ra nó cũng là một người đàn ông tài hoa như cậu vậy. Nếu hai người có thể là bạn của nhau, thì cái đất Trung Quốc rộng lớn này làm gì có ai có thể ngăn cản hai người nữa. Ha ha, bà về thuyết phục anh ta trước đi rồi hãy nói. Tần Lạc cười nói. Sự kiện Lôi Diệu Dương phản bội lần trước, lần này lại làm nhục mẹ hắn thế, thì với tính cách của Hoàng Thiên Trọng, nếu vẫn muốn làm bạn với mình thì đúng là không thể hiểu nổi. Lạc Sơn cũng hiểu tính tình con trai mình, liền thở dài một tiếng nói, từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã không hy vọng nó và cậu sẽ trở thành đối thủ của nhau. Tôi đáng sợ đến vậy sao? Cậu có một khí chất khiến cho người ta có thể dễ dàng tiếp cận đến gần. Những người như thế sẽ có rất nhiều bạn, nếu cậu trở thành đối thủ của Thiên Trọng thì nó không chỉ phải đối mặt với một kẻ địch không thôi đâu. Thì ra bà còn biết xem tướng nữa cơ đấy. Nghĩ nhiều rồi thì cái gì cũng biết hết. Việc gì cũng chỉ sợ hai chữ nghiêm túc. Nếu anh ta không động đến tôi thì tôi cũng sẽ không chủ động làm gì anh ta. Tất nhiên, nếu anh ta khiêu chiến trước thì tôi sẽ không khách khí với anh ta đâu. Tần Lạc nói. Tôi sẽ khuyên giải nó.
Lạc Sân nói. Nói chuyện một hồi thì con đường nhỏ này cũng được đi hết, khi sắp đến căn nhà màu trắng thì Lạc Sân đột nhiên hỏi, Tần Lạc, cậu có phải là chưa từng thua cuộc bao giờ đúng không? Bà nói vậy là có ý gì? Tần Lạc khó hiểu hỏi. Tần Tung Hoành đã từng thua, Bạch Phá Cục cũng đã từng thua, Bạch Tàn Phổ thì thua hẳn rồi. Hoàng Thiên Trọng cũng đã từng thua, hơn nữa bọn họ đều thua cậu, vì vậy mà tôi rất hiếu kỳ, cậu có biết thua là gì không nữa? Ai có thể khiến cho cậu thua? Bà không phải đã làm tôi thua rồi sao? Tần Lạc nói, nếu không thì sao bà hãm hại tôi rồi mà tôi còn cõng bà ra đây? Vì sao cậu cứ cho rằng đó là hãm hại chứ? Lạc Sân nhỏ giọng nói, có thể, đó là cố tình dụ dỗ thì sao? Tôi không cho rằng mình lại có sức hấp dẫn lớn đến thế. Tần Lạc cười nói, hơn nữa, tôi thích những người phụ nữ trưởng thành, nhưng không thích những phụ nữ trưởng thành thái quá. Lạc Sân trong cơn giận dữ liền ngoạm luôn lấy tai Tần Lạc cắn một cái đau điếng. Á, đau, đau quá, mau buông tai ra, mau bỏ miệng ra. Lạc Sân cuối cùng cũng nhả ra, bà liếm chỗ máu ở khóe miệng mình, nói, đừng có dùng tuổi của một người phụ nữ để công kích họ. Họ sẽ phát điên đấy. Tần Lạc để mặc Lạc Sân chỗ bậc thang trước căn nhà màu trắng, sau đó giơ tay lên sờ vào tai mình, những ngón tay lập tức được nhuốm một màu đỏ tươi. Người đàn bà điên này lại còn cắn nát cả tai mình nữa. Bà tự về đi, tôi không tiễn nữa. Lạc Sân gọi với theo, tôi không có xe, cậu phải đưa tôi về. Bà cứ mơ đi, Tần Lạc tức tối buông một câu rồi quay lại con đường nhỏ ban nãy. Nhìn bóng hình khuất dần ở phía xa của Tần Lạc thì vẻ mặt trêu tức của Lạc Sân cũng biến mất theo. Tần Lạc, Lạc Sân như nhai như nghiến cái tên này ra, giống như là đang thưởng thức một loại rượu vang mới lạ vậy. Dịu dịu, cay cay và cả hơi đăng đắng nữa. Khi Tần Lạc quay trở lại tiểu viện của Long Vương thì thấy Long Vương đang ngồi trong vườn ngây người ra, không biết là đang nghĩ gì. Tần Lạc lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hoang mang, phiền muộn như thế này của Long Vương. Ông không còn ngồi thẳng người lên như ngày trước mà tựa vào ghế và nghiêng sang một bên, có một cảm giác chán chường, bất lực. Ngày trước khi Tần Lạc còn chưa bước đến thì ông đã cười sảng khoái lên rồi, hơn nữa còn chủ động lên tiếng chào Tần Lạc nữa. Bây giờ Tần Lạc đã đứng ở trước mặt ông rồi mà vẫn ở trong trạng thái như không trông thấy vậy. Một lát sau Long Vương cũng mở miệng lên tiếng. Bà ấy đi rồi à? Dạ đi rồi ạ, Tần Lạc nói. Đi rồi thì tốt, Long Vương nhếch mép cười nói. Đi rồi thì tốt. Tần Lạc không nói gì, hắn không biết nói gì nữa. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Long Vương. Có những thứ tốt đẹp được cất giữ sâu trong đáy lòng bỗng nhiên biến chất. Nỗi tiếc nuối của sự mất mát này làm cho người ta có cảm giác đau buồn, bất lực vô cùng. Lạc Sân là mối tình đầu của ông, cũng là người phụ nữ duy nhất mà ông yêu trong cả cuộc đời này. Ông không đoạt được nhưng ông vẫn gìn giữ, nâng niu. Sự việc ngày hôm nay khiến cho ông cảm thấy tim mình đau nhói mà không thể nào nói ra được, có một nỗi bi thương đang tràn ngập lòng ông. Sư phụ, Tần Lạc có phần không đành lòng nói. Có chuyện này con không biết có nên nói ra hay không? Nói đi, Long Vương phất tay nói. Từ bao giờ mà con lại trở nên ấp a ấp úng như đàn bà thế? Bà ấy không hợp với sư phụ, bà ấy cũng không yêu người. Tần Lạc nói, với điều kiện của sư phụ, thì có thể tìm được những người tốt hơn bà ấy nhiều. Một người phụ nữ thật sự yêu và hiểu người, hơn nữa còn ủng hộ người vô điều kiện. Sư phụ có nhà, có sơn trại, có xe, hơn nữa còn là xe quân đội, bạn bè khắp nơi, gọi cái là đến. Nếu chúng ta mà đem tình hình của người lên chương trình giấu bé không thành thật thì đừng đến với nhau giấu lớn. Một chương trình tựa như chương trình giấu bé từ ánh mắt tới trái tim giấu lớn tại Việt Nam, là một chương trình giới thiệu các cặp đôi quen nhau, rồi đến với nhau thì e là người thích sư phụ sẽ xếp hàng dài rằng giặc từ Yến Kinh tới Thiên Tân mất. Đừng vì một cái cây mà từ bỏ đi cả một khu rừng. Chương 949, anh có thể tự cắn được vào tai mình không? Tần Lạc ngày thường rất ít khi xem TV. Lại càng không theo dõi những chương trình tiêu khiển, chỉ thỉnh thoảng về nhà thấy Lâm Hoán Khê và Bối Bối đang ngồi xem TV thì hắn mới nằm cuộn tròn người trên ghế salon xem cùng họ. Nhưng hắn lại rất quen thuộc với chương trình giống như chiếc cầu nối cho các đội uyên ương đến với nhau là dấu bé không thành thật thì đừng đến với nhau dấu lớn này. Đặc biệt là có một thời gian giới truyền thông liên tục đăng tin về một cô gái hám tiền với một tiêu đề, thà ngồi trong BMW khóc còn hơn ngồi trên ghế sau xe đạp cười, ngày nào cũng vậy. Cứ hễ dở báo ra hay mở TV ra xem là y như rằng thấy có tin nói về cô gái đó, vì thế hắn mới để tâm theo dõi. Hắn cũng biết đây là chương trình được rất nhiều người xem,
và điều quan trọng hơn đó là những cô gái tham gia vào chương trình này thỉnh thoảng lại có những tấm ảnh, lõa thể, riêng tư bị bạn trai cũ của họ tung ra ngoài. Tần Lạc vừa tồi khi khuyên nhủ, an ủi Long Vương thì trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, nếu như Long Vương mà lên chương trình giấu bé không thành thật thì đừng đến với nhau giấu lớn, thì liệu có bị tất cả các khách mời nữ dập tắt hết đèn không? Trong trò chơi nếu các khách mời nữ không ưng khách mời nam, thì họ có quyền tắt đèn ra hiệu loại bỏ. Ý nghĩ này vừa mới hiện ra thì giống như cây cỏ dại mọc khắp nơi vậy, căn bản là không thể nào khống chế nổi. Thế là Tần Lạc bèn thay đổi một chút trong những suy nghĩ của mình và nói ra cho Long Vương nghe. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một lời đề nghị mà thôi. Long Vương sau khi nghe Tần Lạc nói vậy thì sửng sốt hết sức, sau đó ông liền mắng, thằng nhãi danh này, ngày thường mày nói nhảm thì ta cũng bỏ qua, vậy mà mày còn giễu cợt cả ông già này nữa. Tao đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Đã thế chân còn bị thế này nữa, thế mà mày lại bảo ta lên cái gì mà giấu bé không thành thật thì đừng đến với nhau giấu lớn, mày trẻ tuổi như thế, lại còn chưa kết hôn, sao mày không lên đi? Tần Lạc nhìn Long Vương với ánh mắt kinh ngạc, nói, sư phụ, người cũng biết đến chương trình này à? Sao ta lại không biết? Chân ta què chứ mắt có mù đâu, báo chí ngày nào cũng đăng bài về bọn họ thì sao ta có thể không biết được chứ? Vì chân của Long Vương bị tê liệt không thể ra ngoài, nên ngày thường ông chỉ có thể ngồi uống trà, đọc báo trong cái vườn này mà thôi. Vì thời gian rảnh khá nhiều, nên khi ông đọc báo thì kỹ hơn người ta rất nhiều. Ông đọc tất cả các mục như tin tức, các vấn đề xã hội, những vụ xì căng đan trong giới giải trí, thậm chí đến những hàng chữ nhỏ trong mục quảng cáo ông cũng không bỏ qua. Đây cũng là phương thức để ông hiểu thêm về thế giới bên ngoài hơn. Ông cũng không muốn đợi đến khi mình ra khỏi đây thì thế giới bên ngoài, thiên biến vạn hóa, ông già như mình đây đã sớm thoát ly khỏi xã hội rồi. Tất nhiên, những việc này chỉ xảy ra từ khi Tần Lạc giúp ông chữa khỏi đôi tay, và đôi chân cũng có hy vọng hồi phục. Trước khi Tần Lạc xuất hiện thì ông gần như cự tuyệt với tất cả những gì từ thế giới bên ngoài đem lại, ngày nào ông cũng chỉ nằm yên ăn uống qua loa chờ chết, giống như một người thực vật vẫn có thể thở vậy. Còn đâu nói sai đâu, Tần Lạc đùa nói, sư phụ mà ngồi ở đó một cái thì uy phong bát diện, còn đảm bảo là sẽ chẳng có vị khách mời nữ nào dập đèn đâu. Thôi con đừng có trêu chọc ta nữa, Long Vương cũng nhếch mép cười. Được rồi, ta hiểu ý con muốn nói, ta đã ngần này tuổi đời rồi, có rất nhiều chuyện cũng không còn đậm đà như trước nữa, chỉ là có chút hoài niệm thôi. Lúc đó, bạn bè đều còn sống, bất luận uống rượu hay chiến đấu thì đều có nhau. Cuộc sống trôi qua thoải mái vô cùng, bây giờ chỉ còn một ông già như ta cứ nằm mãi ở đây không chết, thực lòng thì nó khiến ta sốt ruột lắm. Tính khí của ta chẳng giống ai, khi còn trẻ đã đắc tội với không ít người, bây giờ cũng chỉ có Lạc Sân bằng lòng tới đây thăm ta, nói chuyện giết thời gian với ta, không ngờ bà ấy cũng thay đổi rồi. Có thể không phải là bà ấy thay đổi mà là do bà ấy giấu kín quá thì sao? Tần Lạc cười nói, Tần Lạc tự cho rằng mình tiếp xúc không ít phụ nữ. Nhưng cho đến nay thì có hai người phụ nữ làm cho hắn không tài nào hiểu nổi. Một người là Lệ Khuynh Thành và một người chính là Lạc Sân. Tần Lạc đều cảm thấy họ mang trên mình một tấm mặt nạ, nhưng Tần Lạc lại không có cách nào phân biệt được đâu mới là bộ mặt thật của họ. Thôi đừng nhắc tới bà ấy nữa. Long Vương nhìn Tần Lạc nói với giọng nghiêm túc, Tần Lạc, giúp ta chữa khỏi chân nhé. Nhờ vào con đấy. Sư phụ, có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc thấy giọng điệu nói chuyện của Long Vương đột nhiên thay đổi thì biết là nhất định đã có chuyện xảy ra. Ngày trước mặc dù Long Vương khao khát có thể đứng dậy được, nhưng tuyệt đối sẽ không gây áp lực cho mình như thế này. Hôm nay Lạc Sân tới đây để cầu xin ta và cũng là ép cung ta. Long Vương nói, nếu không có người đứng sau lưng ủng hộ, thì với cái điệu bộ hèn nhát của Hoàng Thiên Trọng mà cũng dám chạy tới địa bàn của ta để tác oai tác quái ư. Tình hình rất nguy hiểm phải không? Đúng vậy. Long Vương nói, ta bị liệt nhiều năm, cũng đã khá lâu rồi ta không thể lo liệu mọi việc trong Long Tức. Ngày trước khi ta còn nửa sống nửa chết, bọn chúng không đến đây gây sự là vì cho rằng ta sắp chết đến nơi rồi, thôi thì cứ để mặc cho ta chiếm cái khu đất này mấy năm nữa cũng chẳng sao, nhưng giờ thấy ta không thể chết ngay được thì bọn chúng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, đứng ngồi không yên. Bên trên đồng ý ư, Tần Lạc lo lắng hỏi. Cấp trên cũng không thể để cho một kẻ phế nhân như ta cứ ngồi chiếm cái nhà vệ sinh mà không chịu ý chứ, họ cũng không biết phải ăn nói thế nào với những người xung quanh. Long Vương nói, ta bằng lòng từ bỏ quyền lực, nhưng không thể giao nó cho Hoàng Thiên Trọng được. Tần Lạc trịnh trọng gật đầu, nói, con biết rồi, lần này con về đây cũng là để chữa bệnh cho sư phụ.
chữa bệnh thì cứ để sang một bên đi, chúng ta ngồi nói chuyện một chút đã. Con thấy Hoàng Thiên Trọng là người thế nào? Tần Lạc nghĩ một lát, nói, con không tiếp xúc nhiều với anh ta, có mấy lần gặp nhau thì đều xảy ra những chuyện không vui. Nếu để con bình phẩm về anh ta, thì có lẽ sẽ có phần lệch lạc. Không sai, tình khí của nó quá kích động. Long Vương nói, năng lực thì rất tốt, nhưng lại không có cái nhìn đại cục, hơn nữa lại là một người cực đoan tự phụ, không có lợi cho sự phát triển của đoàn đội. Long Tức là một đoàn thể do những tinh anh kết hợp mà thành, chứ không phải là nấc thang để cho ai đó leo tới con đường thăng quan phát tài. Tần Lạc im lặng không nói gì, hắn cũng không có tư cách để chen vào việc trong Long Tức, nên giữ nguyên bổn phận của mình. Con có biết vì sao Lạc Sơn lại hỏi ta xem sẽ giao tấm minh bài trong tay mình cho ai không? Long Vương hỏi. Con không biết, Tần Lạc đáp. Vì khi sáng lập ra Long Tức, ba người chúng ta đã từng nói, nếu hai trong ba người chúng ta giao tấm bài này cho cùng một người thì người đó sẽ là đội trưởng Long Tức mà chúng ta chọn ra. Long Vương nhìn Tần Lạc với vẻ tiếc nuối, tính cách của con rất tốt, lại có cái nhìn về đại cục, có thể trở thành một con giống tốt trong quân đội. Nhưng ta không thể kéo con vào trong này được. Nếu làm quân nhân thì con có thể trở thành một quân nhân giỏi, nhưng nếu làm bác sĩ thì con có thể trở thành một đời danh y. Sư phụ, Tần Lạc cảm thấy trong lòng ấm áp đến khó tả, được một người như Long Vương xem trọng thì quả là một chuyện đáng tự hào. Ly là con nuôi ta, mặc dù không phải là máu mủ ruột già, nhưng ta vẫn luôn coi nó như con gái. Đáng lẽ là ta nên quan tâm đến nó, nhưng con nhỏ này lại tính khí lạnh lùng, lại dễ làm việc theo cảm tính. Vì vậy nên có thể làm lính, nhưng khó mà làm tướng được. Sư phụ có phải là đã có sự lựa chọn của mình rồi không? Tần Lạc nói. Ta cũng không giấu gì con, tấm bài này ta chuẩn bị giao cho quân sư. Long Vương thản nhiên nói. Quân sư cũng là phận con gái, nhưng nó lại rất thông minh, nhanh nhạy trong việc xử sự mọi tình huống. Bất luận năng lực cá nhân hay năng lực chỉ huy đoàn thể thì quân sư đều là người đi đầu trong Long Tức. Điều đáng tiếc duy nhất, đó là nó là con gái. Lẽ nào con gái thì không thể trở thành đội trưởng của Long Tức sao? Có thể thì có thể nhưng có cản trở. Long Vương nói. Con có thể giúp được gì đây ạ? Tần Lạc hỏi. Hoàng Thiên Trọng không lên thì quân sư có thể lên làm được. Long Vương nói. Con hiểu rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Sư phụ, để con xem chân cho sư phụ. Ừ, Long Vương nói. Chỉ cần ta có thể đứng dậy được thì làm gì có chuyện để cho mấy tên hề nhảy nhô nhảy nhớn như thế chứ? Đối phó với mấy tên mồm mép chỉ biết dùng những chiêu nham hiểm thì ta có thể đập chết cả đám. Tần Lạc bước ra khỏi tiểu viện, khi đi qua ngôi nhà màu trắng, đang chuẩn bị đi vào xem có Ly ở bên trong không. Vừa mới bước vào cửa thì đã thấy có một luồng ánh sáng vụt qua mắt. Bụp! Một con dao găm gắn chặt vào sau cánh cửa ngay bên cạnh Tần Lạc, chuôi dao vẫn còn đang ngoe nguẩy phát ra những tiếng vu vu. Đứng im đó, Ly hét lên. Sao vậy? Tần Lạc hỏi. Bẩn, Ly nói. Cái gì bẩn? Anh bẩn. Tôi bẩn thế nào? Anh bẩn thế đấy. Tôi vừa tắm hôm qua, hôm nay thì chưa kịp tắm. Chẳng liên quan gì đến tắm cả. Tần Lạc ngửi ngửi quần áo trên người mình rồi nói, quần áo cũng vừa được thay buổi sáng mà. Chẳng liên quan gì tới quần áo cả. Thế thì liên quan tới cái gì? Liên quan tới nhân phẩm của anh. Tôi làm sao? Tự anh biết. Tôi không biết. Anh biết. Tần Lạc tức điên lên, bước từng bước lớn vào trong nói, tôi không biết. Em có bản lãnh thì đâm cho tôi nhát dao cho chết luôn đi. Con dao găm trong tay Ly vung lên xoay mấy vòng nhưng cuối cùng thì vẫn không được vung ra. Tần Lạc thầm thở phào một hơi, sau đó bước đến bên cạnh Ly ngồi xuống nói, em rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa rồi không phải vẫn vui vẻ đó sao? Chẳng liên quan gì đến anh. Ly đáp lạnh tanh. Nếu không liên quan gì đến tôi sao em còn nói tôi bẩn làm gì? Tôi nói gì thì liên quan gì đến anh chứ? Sao lại không liên quan được? Rõ ràng là em đang giận tôi mà. Em nói đi, rốt cuộc là tôi đã làm gì em? Nói thế nào thì cũng để cho người ta chết mà vẫn nhắm mắt được mới phải chứ? Ly nhìn Tần Lạc với ánh mắt khinh rẻ nói, anh có thể tự cắn vào tai mình được không? Tần Lạc ngẩn người một lúc, rồi lắc đầu đáp, không. Tần Lạc cảm thấy câu hỏi của Ly kỳ lạ hết sức, làm gì có ai có thể tự cắn vào tai mình được? Nếu đã không phải anh làm thì tức là người khác làm rồi. Tần Lạc cười khổ nói, mụ yêu tinh đó đã nói gì với em thế? Chương 950, thiếu nữ không biết hương vị của tình là gì.
Khi Tần Lạc cõng Lạc Sân đi ngang qua đây thì Ly từ trong nhà nhìn thấy rõ mồn một. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, tiếp đó Lạc Sân như thể cắn yêu vào tai Tần Lạc một cái. Tất cả những điều này Ly đều trông thấy cả. Lạc Sân không hề nói gì với Ly cả, mà chỉ là trong lúc nhìn thấy Ly rời khỏi căn nhà màu trắng thì bà nói, tai của Tần Lạc bị thương rồi, tốt nhất là cô nên đưa thuốc rồi băng bó cho cậu ấy. Nàng cảm thấy chua xót hơn khi nhìn thấy nụ cười nửa có nửa không trên mặt bà ta. Mình còn chưa được cắn tai anh ta, vậy dựa vào cái gì mà bà lại được cắn chứ? Ly nghĩ bụng. Nàng hiển nhiên cho rằng như thế là không công bằng, quan hệ giữa mình và Tần Lạc thân mật hơn so với người đàn bà ấy nhiều. Trong cuộc đời Ly tồn tại hai người đàn ông quan trọng nhất, một người là Long Vương, người còn lại là Tần Lạc. Bà muốn cướp đi Long Vương, giờ lại còn muốn cướp cả Tần Lạc nữa sao? Xuất phát từ tính tự vệ của phụ nữ, không thể tránh khỏi việc Ly vô cùng căm ghét Lạc Sân. Bà ấy rất quan tâm đến anh. Bà ấy nói là tai anh bị thương rồi, bảo tôi băng bó cho anh. Ly nở nụ cười chế giễu nói, như thể là đả kích Tần Lạc mấy câu thì trong lòng mình sẽ dễ chịu đi nhiều vậy. Em xem đấy, bà ấy cũng biết là quan hệ giữa chúng ta thân thiết. Nếu không thì sao bà ấy lại bảo em đi băng bó cho anh chứ? Tần Lạc hiểu tâm lý của một cô gái đang lớn nên cười an ủi nói. Sao tôi lại phải đi băng bó cho cái tai mà bà ấy cắn chứ? Ly khó chịu nói. Thế tôi để em cắn một cái rồi em băng bó cho tôi nhé. Tần Lạc cười hì hì nói. Ly nhìn vào vết cắn trên tai Tần Lạc nói, tôi không làm cái chuyện bẩn thỉu thế. Nữ hiệp, xin em đấy, hãy cắn tôi một cái đi. Tần Lạc nói với giọng cầu khẩn. Phì. Ly không chịu được nữa đành bật cười, trên mặt hiện lên hai má núm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Cô gái tính cách lạnh lùng, bạo lực, động một cái là phi dao vào người ta, vậy mà khi nàng nở nụ cười thì lại trông ngây thơ, trong sáng lạ thường, thoạt nhìn giống như một cô công chúa nhỏ sống ở bên ngoài thế giới ồn ào này vậy. Tần Lạc thấy Ly cười rồi thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không biết từ khi nào mà hắn lại quan tâm xem tâm trạng của cô gái này tốt hay xấu, lo sợ mỗi khi nàng thi hành nhiệm vụ không biết có gặp nguy hiểm hay không, và lúc nào cũng hy vọng nàng có thể hóa nguy thành an, bình yên trở về. Tần Lạc không biết nàng có coi mình là người thân hay không, nhưng hắn thật sự đã coi nàng như người thân thiết của mình, như một cô em gái. Bà ta đang dùng kế ly gián, Tần Lạc giờ mới nghiêm mặt nói, chắc lúc tôi cõng bà ta đi đến đây thì em đã nhìn thấy rồi phải không? Tất nhiên là nhìn thấy rồi, bà ta còn ôm cổ anh, nhìn có vẻ rất thân mật, vô tình, giọng điệu của Ly lại trở nên xót xa. Tôi đoán là bà ta cũng nhìn thấy em, hoặc có thể bà ta không trông thấy, nhưng bà ta biết là chỉ có làm thế mới có thể khiến em nhìn thấy. Tần Lạc cười khổ nói, người đàn bà này quả thực là nguy hiểm, bà ta bày bố hết cái bẫy này đến cái bẫy khác, làm cho người ta khó mà phòng bị được. Tần Lạc nhớ đến câu hỏi của bà ta. Hỏi rằng hắn có cảm giác thất bại bao giờ chưa? Lẽ nào, bà ta lại muốn chứng minh mình cũng sẽ thất bại trong một việc còn con thế này? Hoặc giả, đây là một lời nhắc nhở hay một kiểu uy hiếp? Thảo nào người xưa vẫn nói, trên thế giới này chỉ duy nhất có đàn bà và tiểu nhân là khó chiều. Hơn nữa, còn có người nói, thà đắc tội với tiểu nhân chứ chớ đắc tội với đàn bà. Từ đó có thể thấy rằng đàn bà lợi hại nhường nào. Tôi thấy anh bị cắn rồi vẫn vui mà. Ly móc một bình nhỏ kem dưỡng kim dũng ra, nói, dùng tiết kiệm chút đi, chỉ có nhường này thôi đấy. Tần Lạc nói, yên tâm đi, sẽ có một lượng lớn kén đem đến đây nhanh thôi. Anh cho người đi bắt à? Ly hỏi. Không, tôi cho người đi nuôi chúng. Tần Lạc nói. Lý Mạnh vì muốn cưới Tiểu Hoa, nên đã chủ động thôi học đến Vân Điền giúp Tần Lạc trồng vườn thực vật thảo dược. Tiểu Hoa vì quá cuồng nhiệt với tình yêu của mình. Nên cũng cãi vã một trận với cha mẹ rồi theo gót Lý Mạnh. Để sinh viên đi trồng trọt thì chẳng khác gì bảo một người nông dân không biết chữ làm thơ. Hai người bọn họ đến nơi rồi mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Về sau Tần Lạc gọi điện cho Vương Cửu Cửu, Vương Cửu Cửu liền bảo người phụ trách của quỹ hỗ trợ Tần Lạc đặt tại Vân Điền qua đó giúp đỡ, trước tiên là đứng ra bảo đảm và cùng cả trăm người nông dân ở đó trồng thuốc, hơn nữa còn ký kết hợp đồng thu hoạch theo dự kiến. Không những thế còn mời một đám chuyên gia viện nông nghiệp của tỉnh Vân Điền đến giúp đỡ chỉ bảo, lúc này thì vườn thực vật trung thảo dược mới bước vào quỹ đạo. Mấy hôm trước Lý Mạnh và Tiểu Hoa đã gọi điện cho Tần Lạc, hai người hết lòng mời Tần Lạc đến Vân Điền để xem vườn thực vật của họ. Tần Lạc nói chuyện này với Vương Cửu Cửu thì nàng vui vẻ đồng ý, nàng cũng rất muốn lại được đến Vân Điền.
Đối với nàng mà nói thì Vân Điền có một ý nghĩa đặc biệt, nơi đó cũng là một giai đoạn khó quên trong đời nàng. Nơi đó là bước ngoặt cho sự thay đổi từ một thiếu nữ sang một người phụ nữ của nàng, cũng là bước ngoặt cuộc đời nàng trong việc từ bỏ giấc mộng trở thành bác sĩ trung y xuất sắc để làm một sĩ quan trẻ tuổi trong quân đội. Nơi đó là miền đất tốt lành của nàng. Tần Lạc biết là đất đai vùng Vân Điền này rất thích hợp cho việc sinh tồn và sinh sản của kén, nên đã nói qua điện thoại bảo Lý Mạnh thử nuôi một ít xem sao. Mặc dù Lý Mạnh không thông minh, nhưng cậu ta lại coi tất cả mọi việc mà Tần Lạc ủy thác như thánh chỉ vậy. Cậu ta chạy đến học viện nông nghiệp mời và thuê chuyên gia, hơn nữa còn học hỏi không ít từ những nông dân ở đó, giờ đây ổ kén đầu tiên đã được ổn định cuộc sống. Nếu chúng có thể tồn tại và sinh sản thì Tần Lạc sẽ gia tăng sản lượng nuôi dưỡng lên. Đến lúc đó, Vân Điền không chỉ là vườn thực vật trung thảo dược của Tần Lạc nữa, mà còn là nơi nuôi dưỡng nguyên liệu khan hiếm là kén cho quốc tế Khuynh Thành nữa. Đến lúc đó, Tần Lạc sẽ không phải lo không có kem dưỡng kim dũng để trị liệu vết thương cho người khác nữa. Ví dụ nếu Ly bị thương ở mông hay quân sư bị thương ở ngực thì có thể lập tức chữa trị vết thương cho hai người, căn bản là không phải quan tâm đến vấn đề không đủ thuốc dùng nữa. Hắn đổ một ít thuốc rồi bôi lên vết thương ở tay mình. Sau đó thì đưa lại chiếc lọ nhỏ cho Ly. Chân của nghĩa phụ có thể trị khỏi được không? Ly hoang mang hỏi. Có thể vẫn phải cần đến một chút thời gian. Nhắc đến chủ đề này là Tần Lạc lại cảm thấy tâm tình trầm lắng hẳn đi. Hiện giờ thế cục đang trong trạng thái nghiêm trọng, hắn cũng vô cùng hy vọng có thể mau chóng trị khỏi chân cho Long Vương. Bất luận là nhập thần chi cảnh hay là châm thứ 5 của Thái Ất thần châm thì hắn đều thử nghiệm trên người Long Vương rồi, nhưng vẫn không có bất kỳ tiến triển hay đột phá nào cả. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu chứ? Tần Lạc đau khổ nghĩ. Nếu Hoàng Thiên Trọng lên làm đội trưởng thì tôi sẽ giết chết hắn ta. Ly hậm hực nói. Ngàn vạn lần đừng làm thế. Tần Lạc vội vã khuyên nhủ bà cô trẻ có tính khí ngang tàng, nóng nảy này. Chỉ cần nghĩa phụ của em không mở miệng, thì hắn chưa chắc đã lên làm đội trưởng được. Hơn nữa, sư phụ đã giao việc này cho tôi rồi. Chiến tranh giữa đàn ông với nhau, thì nên để đàn ông chúng tôi đứng ra giải quyết. Phụ nữ bọn em đừng nhúng tay vào làm gì. Tôi không giết hắn, thì quân sư cũng giết hắn. Ly nói. Quân sư, Tần Lạc giật nảy mình hỏi. Trực giác mách bảo hắn bên trong chuyện này nhất định là có ẩn tình khác, chứ không chỉ đơn giản là việc tranh đấu chức vị của một đội trưởng. Sao quân sư lại muốn giết chết hắn? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Sao lại như vậy? Lạc Sơn nhìn vào chân của Hoàng Thiên Trọng thì không khỏi thất kinh kêu lên. Lúc rời khỏi đó vẫn không hề hấn gì mà, sao chỉ trong chốc lát đã sưng húp lên thế này rồi. Là Tần Lạc, Hoàng Thiên Trọng nằm trên ghế salon nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn ta dùng ngân châm châm vào con, cây ngân châm ấy có độc. Có nặng lắm không, đã tìm bác sĩ khám qua chưa? Lạc Sơn nghĩ bụng, mình cho Tần Lạc ăn một vố như thế thì Tần Lạc lại cho con trai mình ăn đòn, rốt cuộc thì ai mới là người thắng cuộc trong trận chiến ngày hôm nay? Mẹ còn biết quan tâm đến con à? Hoàng Thiên Trọng cười khẩy nói, con cứ tưởng mẹ gặp người đàn ông đó thì không dứt được ra cơ đấy. Lạc Sơn khẽ cau mày lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra ngay, nói với giọng bình thản, con là con trai của mẹ. Con nhớ điều này là được rồi, tất cả những việc mẹ làm đều là vì con. Hoàng Thiên Trọng vốn nghĩ sẽ nhận được một cái bạt tai từ mẹ, nhưng không ngờ bà không những không tức giận mà thái độ còn trở nên dịu dàng hơn nữa. Hắn vừa kinh ngạc lại có một cảm giác thất vọng đến khó tả. Bác sĩ Trương vừa tới đây, và đã tiêm một mũi khử độc cho con rồi. Hoàng Thiên Trọng mãi cũng chịu kiên nhẫn đáp lại câu hỏi của mẹ mình. Không sao là tốt rồi. Lạc Sơn thở hắt ra một hơi nói. Bất luận cho Hoàng Thiên Trọng có ngàn vạn điểm không tốt, thì nói cho cùng thì đó cũng là con trai của bà, là người thân duy nhất trên thế giới này của bà. Biểu hiện của con hôm nay tốt lắm. Hứ, Hoàng Thiên Trọng cười nhạt một tiếng nói. Ông ta cho rằng con quay về thì nhất định phải có sự đồng ý của ông ta ư. Những việc này không cần con phải nhúng tay vào, đã có chú Điền của con sắp xếp rồi. Lạc Sơn nói, việc con cần làm bây giờ chính là ở trong nhà dưỡng bệnh. Không nên hấp tấp quá, nếu diễn quá đã có khi lại làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ đấy. Con biết mình phải làm gì? Hoàng Thiên Trọng gật đầu đáp. Mẹ mệt rồi, Lạc Sơn quay người bước vào trong phòng. Đứng lại. Hoàng Thiên Trọng đột nhiên hét lên. Lạc Sơn quay người lại nhìn Hoàng Thiên Trọng đợi xem hắn nói gì. Vứt cái áo trên người mẹ ra. Hoàng Thiên Trọng nói. Lạc Sơn không có bất kỳ phản ứng gì, như thể chưa nghe thấy gì vậy, cứ thế mà quay người đi. Hoàng Thiên Trọng điên lên,
nhảy phát từ ghế salon dậy, Tập Tĩnh xông đến sau lưng Lạc Sân, nắm chặt lấy chiếc trường bào màu xám trên người Lạc Sân. Vứt xuống, con bảo mẹ vứt xuống, con bảo mẹ vứt nó xuống cơ mà. Hoàng Thiên Trọng gào lên, vừa gào vừa giằng nó ra, giống như những con bò tót trở nên điên cuồng khi trông thấy mảnh vải đỏ trên người của đấu sĩ bò tót vậy. Soạt, tấm áo bị xé rách nát, Lạc Sân làm sao khỏe bằng Hoàng Thiên Trọng, nên chiếc áo trong tay bà đã bị con trai bà cướp đi mất. Phần cổ phía trước ngực của chiếc áo sườn xám bị lộ ra, đập vào mắt Hoàng Thiên Trọng là bộ ngực căng tròn trắng hồng của Lạc Sân. Hai mắt Hoàng Thiên Trọng đột nhiên đỏ ngầu lên, hắn vứt tấm áo trong tay mình sang một bên rồi vồ thẳng đến người Lạc Sân như một con sói đói khát. Chương 951, thù mới hận cũ. Điên rồi. Điên thật rồi. Tính ỉ lại cùng với một tình yêu thương kỳ dị của hắn đối với mẹ, tất cả đều trở nên điên dại dưới sự kích thích từ chiếc áo của Tần Lạc. Hắn giống như một dã thú đã mất đi lý trí ôm chặt Lạc Sân vào người. Dã thú cần đến việc giao phối cùng động vật khác giới, hắn cũng giống như vậy. Trong mắt Hoàng Thiên Trọng thì Lạc Sân vừa là mẹ, nhưng đồng thời cũng là một người phụ nữ. Hắn cần đến bà, cần đến cực độ. Hắn ôm chặt khiến cho Lạc Sân không thể nào động đậy được, hắn cúi đầu xuống định hôn lên một bên vú lõa lổ trong không khí của Lạc Sân. Đó là nơi mà hắn đã bú trong suốt những năm tháng còn đỏ hòn. Đó là thánh địa đã nuôi lớn hắn thành người, nhưng nó đã trở thành nơi cấm kỵ với một người đã trưởng thành là hắn bây giờ. Bây giờ hắn chẳng còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa. Hắn chỉ muốn có tất cả những gì mình muốn. Lạc Sân sau những phút giây kinh hoàng thì rất nhanh đã trấn tĩnh trở lại, bà không hề giãy giụa, nhưng cũng không lảng tránh, mà cứ đứng đực mặt ra đó, giống như một cây cổ thụ bị chặt bớt lá cành đi vậy. Sau đó, bàn tay thon nhỏ nhưng rắn chắc từ từ giơ lên cao. Sau khi vòng một đường con đẹp mắt ở trong không trung thì hướng thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Thiên Trọng. Bốp! Đánh chết con đi, mẹ đánh chết con đi. Hoàng Thiên Trọng vẫn chưa tỉnh ngộ, hắn định lột chiếc áo váy trên người Lạc Sân xuống. Bốp! Lại một bạt tai nữa được vung ra. Mặt đau nhức, nhưng Hoàng Thiên Trọng vẫn không có ý từ bỏ ý định của mình. Bốp! 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 Cứ hết bạt tai này đến bạt tai khác giáng thẳng lên khuôn mặt Hoàng Thiên Trọng một cách rẻ tiền. Mẹ đánh chết con đi. Hai mắt Hoàng Thiên Trọng đầy những đường gân máu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lạc Sân nói, mẹ đánh chết con đi. Mẹ không phải nói rằng khi con lên ba thì đã tự leo vào trong bồn tắm, suýt chút nữa thì chết đuối đó sao? Sao mẹ không để cho con chết luôn đi? Trong lòng Hoàng Thiên Trọng tràn ngập sự hận thù. Hắn hận Long Vương, hận Tần Lạc. Hận tất cả những người đàn ông đã từng tiếp xúc với Lạc Sân. Hắn đồng thời cũng hận việc bà là mẹ của hắn. Ngay bây giờ đây mẹ cũng có thể giết chết con. Lạc Sân lạnh lùng nói, ngữ điệu bình thản đến mức không ai có thể biết được bà đang nghĩ gì. Thế thì mẹ hãy giết chết con đi. Hoàng Thiên Trọng cười lớn nói. Hắn dùng sức nhấc bổng Lạc Sân lên, sau đó thì ném sang một bên, Lạc Sân rơi bịch một cái xuống ghế salon. Hắn bước nhanh lên trước rồi ngã luôn lên trên người Lạc Sân. Mẹ không giết chết con là vì con là con trai của Hoàng Thiên Minh, mẹ không giết con là vì mẹ hy vọng con có thể lấy lại được những thứ mà ông ấy đánh mất, mẹ không giết con là bởi vì mẹ hy vọng con có thể chứng minh cho người ta biết rằng năm đó mẹ không gả nhầm người, mặc dù người đàn ông của mẹ mất sớm, nhưng con trai ông ấy vẫn là một anh hùng. Hoàng Thiên Trọng, con làm mẹ thất vọng quá. Con chiếm được mẹ thì được cái gì? Con bò lên người của đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh đã lỗi thời thì có ích gì chứ? Con có bản lĩnh thì đi tranh quyền với Long Thiên Trượng, có bản lĩnh thì hãy đoạt thế với Tần Lạc, Tần Tung Hoành, có bản lĩnh thì nằm trên người của đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh bây giờ là văn nhân Mục Nguyệt ấy. Con có dám không, Hoàng Thiên Trọng, con có dám làm thế không? Nếu con mà làm được, thì mẹ sẽ xé rách hết quần áo trên người ra rồi quỳ xuống trước mặt con để con thích làm gì thì làm. Con dám, sao con lại không dám chứ? Những lời của Lạc Sân khiến cho tâm trạng đang sục sôi của Hoàng Thiên Trọng như được đổ thêm dầu vào lửa, hắn giờ đây giống như một quả bóng sắp nổ tung tới nơi. Con sẽ làm cho lão Long Thiên Trượng phải ngã gục dưới chân con giống như một con chó, con sẽ khiến cho Tần Lạc chết không toàn thây, con sẽ làm cho văn nhân Mục Nguyệt trở thành người đàn bà của Hoàng Thiên Trọng con đây. Con đều có thể làm được, con đều có thể làm được. Thế thì con hãy làm luôn đi, Lạc Sân cười chế nhạo nói. Mẹ bằng lòng trở thành người đàn bà của một người đàn ông như thế, cho dù người đàn ông đó có là con trai của mình thì mẹ cũng không quan tâm. Con xem giờ nhìn con giống cái gì, giống như một con chó điên cùng quẫn suốt ngày đi cắn người bừa bãi.
Hoàng Thiên Trọng, nếu con còn là một người đàn ông, thì hãy đứng dậy bằng chính sức lực của mình, đừng dựa vào một người phụ nữ như mẹ, suốt ngày phải đi lấy lòng cười nói với người ta để giúp con. Nếu thế thì đến cả Tần Lạc con cũng không bằng. Lại là cái thằng nhãi danh đó. Hoàng Thiên Trọng nghiến răng nói. Sao, không nuốt được ông già thì quay ra khêu gợi thằng trẻ à? Cái áo này cũng là được nó xé rách phải không? Nó hung hãn, bạo lực như thế chắc làm cho mẹ sướng lắm đúng không? Con chửi Tần Lạc là một thằng nhãi danh, vậy con bây giờ khác gì cậu ta chứ? Lạc Sân nói, cậu ta có thể dựa vào khả năng, sức lực của mình để từng bước tiến về phía trước, đến cả tiếng tăm của Tần Tung Hoành cũng bị cậu ta che khuất. Còn con thì sao, con có cái gì nào? Con giờ đến cả việc xách dép cho người ta cũng không xứng nữa. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Hoàng Thiên Trọng nói mà như đang tuyên thệ. Mẹ đang đợi ngày đó đấy. Lạc Sân nói, hy vọng mẹ có thể đợi được đến ngày đó. Mẹ sẽ đợi được thôi. Nó sẽ không lâu như mẹ nghĩ đâu, con sẽ hát công để cho mẹ phải đợi quá lâu. Vậy bây giờ con đã dậy được chưa? Hoàng Thiên Trọng vẫn còn do dự, không biết có nên dừng lại ở đây không? Đúng vào lúc này thì chiếc di động đặt trên bàn vang lên. Hoàng Thiên Trọng giơ tay ra nhìn vào điện thoại một cái thì lập tức bỏ dậy. Chú Điền, Hoàng Thiên Trọng nói với vẻ trịnh trọng, cung kính. Đến chỗ chú một chuyến đi, một giọng nói già nua nhưng khỏe khoắn vang lên. Nói xong, ông không đợi cho Hoàng Thiên Trọng có bất kỳ phản ứng gì thì đã dập máy. Chú Điền bảo con qua bên chỗ chú ấy, Hoàng Thiên Trọng nói. Trong lúc Hoàng Thiên Trọng nghe điện thoại thì Lạc Sân đã khôi phục lại vẻ dịu dàng khi trước, bà dặn dò, đi đi, nhớ là phải nói ít làm nhiều đấy. Hoàng Thiên Trọng nhìn thân thể ngọc ngà của mẹ mình ở trên ghế salon với ánh mắt tiếc nuối, sau đó thì chỉnh sửa lại quần áo trên người và bước ra ngoài với dáng vẻ nhã nhặn, phong độ như thường ngày. Đợi đến khi tiếng đóng cửa nặng nề truyền đến, trong phòng chỉ còn lại một mình thì Lạc Sân mới đờ đẫn bò dậy từ ghế salon. Nhìn đống vải vụn bị xé nát ở trên mặt đất, thì trong lòng Lạc Sân bỗng có một cảm giác rất kỳ diệu. Bà chẳng nghiến răng nghiến lợi, cũng không tức giận đùng đùng. Lại càng không yêu, cũng chẳng hận. Những gì xảy ra ngày hôm này cũng giống như một trò chơi vậy. Bà là người thao túng trò chơi này, nhưng đồng thời cũng là người tham gia kiêm người đứng xem luôn. Kịch bản của trò chơi rốt cuộc là sẽ đi đến đâu? Lạc Sân lẩm bẩm nói một mình, thật là mong mỏi. Đứng trước gương thay đồ trong phòng, bà cởi bỏ từng chiếc cúc trên chiếc sườn xám của mình ra, rồi tụt hẳn chiếc áo sườn xám bị cành cây kéo rách xuống. Tiếp đó bà lại cởi bỏ nốt chiếc áo chip màu đen đã không thể tiếp tục làm việc được như bình thường nữa, và rồi bộ ngực căng tròn và cặp chân thon dài lõa lổ hiện ra trước gương. Tự nhìn mình lại thấy mình đẹp, nhìn qua gương lại thấy thương mình. Đàn bà trang điểm có chăng cũng là vì muốn cho người mình yêu ngắm. Vậy hằng ngày mình chăm sóc, bảo dưỡng cẩn thận là để vì ai chứ? Bà khẽ ưỡn ngực, khiến cho hai nún vú đỏ hồng nhô hẳn lên, kiêu ngạo nói, có điều, mình vẫn còn có khả năng mê hoặc chúng sinh. Trong một căn phòng chất đầy sách, một ông lão mặc đồ thời nhà Đường đang vun chiếc bút lông của mình lên, vẻ mặt ông ta chăm chú, nghiêm túc, tựa như đang làm một việc gì đó vô cùng vĩ đại vậy. Ông lão viết nét cuối cùng của chữ, nhấn, xong thì đặt bút xuống, sau đó lấy khăn ướt mà người làm đem đến lau đi những giọt mồ hôi trên trán và tay mình, xong đâu đó ông nhìn Hoàng Thiên Trọng đang ngồi đối diện, nói, nghe nói mẹ con cháu hôm nay lại làm một việc ngu xuẩn hả? Cháu và mẹ làm thế là để phối hợp với kế hoạch của chú Điền mà. Hoàng Thiên Trọng từ tốn nói. Thối lắm, ông lão đột nhiên nổi giận. Tao cần sự phối hợp của hai người bao giờ? Đợi đến khi hai người giúp được rồi thì xương của cái thân già này đã bị người ta gặm sạch rồi. Hoàng Thiên Trọng tỏ ra có lỗi, nhưng lại không lên tiếng giải thích bất cứ câu gì. Vì hắn biết rằng, có những cái hắn có thể nói được, nhưng có những cái không nên nói thì hơn. Hắn chỉ cần nói cho ông lão đứng trước mặt mình rằng hắn làm vậy chỉ là muốn giúp ông là được rồi, còn những cái khác thực ra đều không quan trọng. Tao đã nói rồi, đừng có chọc vào người ông ta. Vậy mà hai người lại không nghe, ông lão tức giận nói, con sư tử què thì không còn là sư tử nữa sao? Lão già đó mà điên lên thì đến cả thủ trưởng còn phải nhường cho ông ta mấy phần nữa cơ, vậy mà hai người không tin. Cách tốt nhất để đối phó với sư tử chính là nhắm thẳng súng vào đầu và bắn vỡ sọ nó, làm cho nó chẳng bao giờ còn có cơ hội phản kháng nữa. Hai người lại nổ cả một đống đạn vụn ra bên ngoài, đã không bắn chết được nó lại khiến cho nó nổi điên lên, làm thế là giúp tao ư. Là cháu suy nghĩ không được chu toàn, Hoàng Thiên Trọng cung kính đáp.
Ông lão bưng tách trà lên nhắm một ngụm rồi hỏi, có biết chữ nhẫn viết thế nào không? Dạ, cháu biết. Trên chữ tâm là một con dao. Nếu muốn nhẫn nại, thì ngày nào cũng phải chịu sự dày vò của những lưỡi dao sắc bén. Nhưng, mình càng bị đau bao nhiêu thì đầu óc lại càng tỉnh táo hơn bấy nhiêu. Đến lúc đó, chiến thắng mới có thể nghiêng về phía cháu. Từ hôm nay trở đi, cháu hãy đọc chữ với chú đi. Mỗi ngày viết một chữ rồi đem tới đây. Vâng thưa chú Điền, Hoàng Thiên Trọng đáp lại. Cháu đem theo chữ nhẫn này về đi. Từ hôm nay trở đi, cứ ở nhà mà dưỡng bệnh, đừng có ra ngoài gây chuyện thị phi nữa, cũng để cho người mẹ tự cho mình là thông minh của cháu an phận đi một chút. Hoàng Thiên Trọng bước tới bỏ hai miếng chắn giấy ra rồi cuộn chữ, nhẫn, vừa mới khô mực lại. Hoàng Thiên Trọng đứng trước mặt ông lão, thẳng thắn hỏi, chú Điền, Long Thiên Trượng bao giờ mới rời khỏi Long Tức ạ? Ông lão nhìn hắn với vẻ khó chịu, nhưng vẫn đáp lại, đã giúp ông ta liên hệ với một tổ chức trị liệu ở nước ngoài, đến lúc đó sẽ đưa ông ta đến đó kiểm tra sức khỏe, cũng nhanh thôi. Cháu hiểu rồi, Hoàng Thiên Trọng gập người cúi chào ông lão, sau đó quay người bước ra bên ngoài. Ông lão lại dở một tờ giấy mới ra, rồi dùng cục chặn giấy đè ở hai bên mép. Nhắm mắt tĩnh tâm, đợi đến khi ông mở mắt ra thì ánh mắt trở nên sắc lẹm và bá đạo vô cùng. Ông ta vung cổ tay lên một cái, một chữ, sát, đã hiển hiện trên trang giấy. Chữ xuất phát từ tâm, nên chỉ một đường bút là đã hoàn thành. Long Thiên Trượng, thù mới hận cũ, lần này tính cả một thể đi. Ai sẽ trở thành quân cờ bỏ đi trong ván cờ sinh tử này đây? Chương 952, rồng mắc cạn bị tôm tép ức hiếp. Tại sao trong mắt tôi lại hàm chứa một niềm hy vọng như vậy? Đó bởi là vì trung y yêu dấu của tôi đang gặp phải khó khăn, hoạn nạn. Tần Lạc vừa dứt lời thì một tràng pháo tay nổ lên dập trời. Hàng xa số các bạn sinh viên đều vỗ ta ca ngợi dập trời, bọn họ đã quá yêu vị bác sĩ danh tiếng lẫy lừng, nhưng lại là một thầy giáo vô cùng thân cận, gần gũi với học sinh như thế này. Hôm nay là ngày kỷ niệm 90 năm thành lập trường y khoa thủ đô. Tần Lạc được hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương mời tới tham gia buổi lễ, và với thân phận là một thầy giáo kiệt xuất, dĩ nhiên là hắn được mời lên thuyết trình rồi. Nói thật lòng, Tần Lạc nhận được chức danh nhà giáo kiệt xuất này cũng có phần làm cho hắn cảm thấy hơi hổ thẹn một chút. Bởi vì hắn làm việc tại ngôi trường này trong thời gian rất ngắn, thậm chí còn chưa đầy hẳn một học kỳ ở đây. Hắn có thể thừa nhận bản thân mình là một vị bác sĩ trung y kiệt xuất, nhưng hắn không dám nhận hắn là một người thấy kiệt xuất được. Nhưng Lệ Vĩnh Cương vẫn cứ nhất quyết coi hắn là như vậy, và thực chất thì các học sinh trong trường cũng rất coi trọng hắn, do vậy cũng chẳng có ai phản đối cái danh hiệu người thầy kiệt xuất của Tần Lạc cả. Tần Lạc vừa mới bước xuống từ bậc phát biểu, thì đã có một đám phóng viên xông tới vây hắn lại phỏng vấn. Tần Lạc, là một giáo viên ưu tú của trường đứng lên phát biểu như vậy, anh nghĩ mình thích làm nghề nghiệp nào hơn, là thầy giáo hay là bác sĩ? Tôi thích ngành thầy giáo, nhưng tôi lại thích làm bác sĩ hơn. Thực chất mà nói, tôi chỉ là một thầy giáo dạy cho học sinh làm thế nào trở thành một bác sĩ ưu tú mà thôi. Tần Lạc cười đáp. Tần tiên sinh, anh cho rằng việc trường y khoa thủ đô hôm nay mời anh tới đây tham dự lễ thành lập trường, có phải là muốn lăng xê cái gì đó không? Người có thực tài thì chẳng bao giờ cần phải lăng xê cả. Tần Lạc nói xong liền chỉ tay về phía thầy giáo và học sinh trường y khoa nói, bọn họ đều là những nhân tài của đất nước. Tần tiên sinh, anh và Lâm Hoán Khê tiểu thư bao giờ thành hôn vậy? Cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi, chúng tôi sẽ tổ chức thành hôn với nhau. Tần Lạc đáp, anh khi nào cầu hôn với Lâm Hoán Khê tiểu thư vậy? Có ai nói trước thời gian cầu hôn với bạn gái của mình không? Tần Lạc hỏi vặn lại, đến lúc đó các anh cho đăng bài lên, thế thì còn gọi gì là bất ngờ nữa? Mọi người bị câu trả lời này của Tần Lạc mà phải bật cười ha hả. Rồi cũng chẳng có ai bám vào những câu hỏi này nữa. Tần tiên sinh, ớt can giải độc vương thật không bán sang thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản hay sao? Tần tiên sinh, Hứa Đông Lâm bên Hàn Quốc nói rằng sẽ lại khiêu chiến với anh lần nữa, anh có lời gì muốn nói với anh ta không? Tần tiên sinh, Tần Lạc khoát khoát tay nói, được rồi thưa các vị, buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc tại đây được rồi, nếu như các anh cứ hỏi mà tôi cứ phải trả lời thế này e rằng đến đêm cũng chưa xong mất. Chúng ta hẹn lần sau tiếp tục được không? Tôi hôm nay chủ yếu đến đây chỉ là để thăm bạn bè mà thôi. Có thể cho chúng tôi biết người bạn của anh vừa nói là ai được không? Một phóng viên lên tiếng hỏi. Tần Lạc đưa mắt nhìn về phía đám sinh viên cùng với giáo viên ở đây rồi cười nói, tất cả bọn họ đều là bạn bè của tôi.
Nghe Tần Lạc nói mình là bạn của hắn, thì lập tức đám sinh viên trong lớp Tần Lạc dạy ngày trước, đều nhất tề hét tên Tần Lạc như phát điên. Tần Lạc! Tần Lạc! Tần Lạc! Tần Lạc lúc này tiến tới bắt tay từng người trong lớp ngày xưa mà hắn dạy. Lý Cương, bây giờ không còn ngủ gật trong lớp rồi chứ? Lý Nhất Thiên, môn dấu bé cơ sở lý luận trung y dấu lớn của em đã khá lên chút nào chưa? Nhớ ngày xưa dạy cái này cho lớp, em là người làm chậm tiến độ của mọi người nhiều nhất. Quách Mỹ Mỹ, bệnh đau kinh của em đỡ rồi chứ? Các bạn sinh viên đều không ngờ rằng Tần Lạc không chỉ nhớ tên bọn họ, mà còn nhớ tới đặc điểm của từng người nữa. Đặc biệt hơn nữa, là hoàn toàn nhắc tới vấn đề tế nhị của từng người nữa. Từng thói hư tật xấu của từng người đều bị Tần Lạc nói toẹt ra hết mà chẳng sợ cái gì cả. Đặc biệt là Quách Mỹ Mỹ nổi tiếng là người tính khí hung hăng, chẳng ai dám dây với này cả. Vậy nhưng, tất cả khi nghe Tần Lạc nói vậy, lại cảm thấy hắn và mọi người thân thiết hơn, gần gũi với nhau hơn. Thầy Tần, thầy bao giờ quay lại dạy chúng em? Lên giờ thầy giáo khác bọn em toàn ngủ gật thôi, chỉ có thầy dạy là hay nhất. Thầy Tần, chị Cửu Cửu bây giờ ở đâu rồi? Thầy còn liên lạc với chị ấy không? Thầy Tần, Lý Mãnh và Tiểu Hoa đi Vân Điền trồng thuốc rồi sao? Bọn họ ở đó có cần người không? Cho bọn em tới đó được không? Khi Tần Lạc còn dạy ở đây thì hắn là người được yêu quý nhất trường, mỗi lần hắn lên lớp dạy là lớp học bao giờ cũng đông học sinh nhất. Tần Lạc lại có sở thích mặc áo trường bào, do vậy có lúc trong trường lại nổi lên phong trào mặc áo trường bào giống hắn. Khi danh tiếng của hắn ngày một lớn, thậm chí trở thành một nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới, thì đám học sinh này lại đem thân phận mình là học trò của thầy Tần mà đi chém gió với bao nhiêu người khác để khoe mẽ nữa. Lệ Vĩnh Cương và các vị lãnh đạo trong trường đều ngồi trên hàng đầu tiên, ánh mắt của bọn họ bây giờ đều đổ dồn hết lên Tần Lạc. Khi xưa Lâm Thanh Nguyên đưa Tần Lạc tới giúp bọn họ, Lệ Vĩnh Cương còn lo tên nhãi danh này làm việc không ra hồn. Còn bây giờ ông lại cảm thấy, Tần Lạc vào đây giảng dạy chính là một quyết định sáng suốt, cũng như đắc ý nhất của mình, cho dù bản thân Tần Lạc chẳng có bằng cấp gì cả. Hơn nữa, Lệ Vĩnh Cương cũng thường hay nhắc tới việc chính ông là người đã cho phép Tần Lạc vào trường giảng dạy để nâng tầm mình lên. Dĩ nhiên, trong chuyện Lệ Vĩnh Cương mời Tần Lạc về giảng dạy, cũng được ông sửa đổi kịch bản đi rất nhiều. Giống như Lưu Bị ngày xưa đi mời Khổng Minh, hiệu trưởng Lệ phải 3 lần tới nhà của Lâm Thanh Nguyên, tốn bao nhiêu nước bọt và trí tuệ mới mời được vị danh y Tần Lạc về trường giảng dạy. Thầy Tần là người rất được các bạn sinh viên yêu mến. Lệ Vĩnh Cương mỉm cười khen ngợi. Người tài thì lúc nào cũng có, nhưng người phát hiện ra người ta mới là hiếm, con mắt của lãnh đạo thật là hơn người. Chỉ cần nhìn một cái thôi là biết đâu là nhân tài rồi. Một vị lãnh đạo ngồi hàng ghế đầu tiên gật gù nói. Tôi cũng chỉ làm việc nên làm mà thôi. Lệ Vĩnh Cương nâng tách trà lên nhấp lấy một ngụm, mà trong bụng không ngừng hả hê, nở mày nở mặt. Sau khi từ chối lời mời ăn tối với các vị lãnh đạo trong trường, và chia tay với đám sinh viên xong, thì Tần Lạc một mình ra chỗ để xe trong trường. Đang lúc hắn định lên xe của Giê-xu, thì một chiếc xe màu xanh quân đội vồ tới. Két! Chiếc xe như một con mãnh hổ vồ tới trước mặt Tần Lạc, rồi thắng lại đột ngột, giọng một cô gái lạnh lùng vang lên, lên xe. Đi đâu? Tần Lạc hỏi, hắn phát hiện ra con mắt của Ly tràn đầy sát khí, hắn đoán là đã xảy ra việc gì rồi, hơn nữa việc này là việc mà Ly không thể giải quyết nổi, nếu không thì nàng đã phóng dao tới rồi. Viện điều dưỡng, Ly ăn nói rất tiết kiệm lời. Để làm gì? Tiễn người. Tiễn ai? Nghĩa phụ của tôi, cái kiểu ăn nói nhát gừng thế này, thể hiện rõ ràng Ly đang hết chịu nổi rồi. Nàng dồ ga xe lên nói, có đi hay không? Tần Lạc hiểu tính cách của Ly. Nàng là người yêu ghét rất rõ ràng, nàng không biết giấu giếm cảm xúc của mình. Bây giờ Ly chẳng khác nào thùng thuốc nổ có thể bùng phát bất cứ lúc nào, như thế cũng có nghĩa là nàng đang chịu đựng một sự việc vô cùng khủng khiếp. Nếu như là thường ngày thì Tần Lạc chắc chắn là sẽ bông đùa với Ly khi trông thấy nàng như vậy. Nhưng hôm nay hắn không dám. Sư phụ làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Có người muốn đuổi nghĩa phụ đi? Ly đáp. Tần Lạc lúc này đã nhảy lên xe. Hắn nghiến răng nói, là ai? Tự tới mà nhìn. Lão Long à, cứng quá thì dễ gãy, đã đến lúc nhượng bộ rồi. Hơn nữa, mọi người cũng là vì ông cả, ông là giường cột của nước nhà, quốc gia không thể để ông bệnh như thế này mà không quản được. Cái trình độ y học của chúng ta vẫn còn phải được nâng cao hơn nữa, chữa mãi mà vẫn chẳng có hiệu quả gì cả. Tần Lạc là bác sĩ giỏi như vậy, lại còn chữa trị được cho công chúa Thụy Điển,
thế mà vẫn chẳng chữa trị được cho lão Long đôi chân nữa. Lần này chúng tôi đã liên lạc được với Viện Nghiên cứu Mercedes của Đức rồi, bọn họ nói rằng sẽ có phương pháp đặc trị để chữa trị cho ông. Ông tới đó chữa trị đôi chân của mình, sau khi khỏi rồi thì lại về nước tiếp tục phục vụ cho đất nước. Dương Độ đứng trước mặt Long Vương thái độ vô cùng cung kính, nhưng trong từng lời nói của ông ta thì lại vô cùng thâm độc. Long Vương lúc này cũng nằm trên chiếc ghế dựa bằng mây, nhắm mắt như đang ngủ rất say. Dương Độ chửi thầm trong bụng, nhưng vẫn nhẫn nại khuyên giải, hơn nữa, phương tiện đi lại thuận tiện như vậy, từ Trung Quốc tới Đức cũng chẳng mất thời gian là bao nhiêu. Tới đó chữa bệnh rồi về có khi còn chưa tới một tuần nữa ấy chứ. Long Vương vẫn yên lặng không nói câu gì. Dương Độ lúc này đành phải dở chiêu bài của mình ra nói, mấy vị cấp trên cũng đã đồng ý hết cả rồi. Chúng ta là quân nhân, mà quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh. Lão Long không phải ngày thường đều dạy dỗ thuộc hạ của mình như vậy sao? Ha ha ha, sao bây giờ? Ông lại làm trái với lời của mình như vậy. Long Vương đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt của ông như hai hòn lửa cháy rực, làm cho Dương Độ kinh hãi lùi lại hai bước. Dương Độ thấy bản thân mình như vậy cũng cảm thấy xấu mặt, nên đỏ hết cả mặt gân cổ lên quát, ông định làm cái trò gì thế hả? Thằng chó chết, ông mày khi còn làm lính thì mày vẫn còn cởi chuồng đái dầm trên giường, thế mà mày còn tới đây dạy tao dạy dỗ thuộc hạ ra sao hả? Mày làm gì có tư cách gì mà đứng trước mặt tao nói như vậy? Mày nên cảm thấy may mắn là người cùng một nước với tao. Nếu như trên chiến trường gặp hạng người rác rưởi như mày, thì tao chỉ cần một bàn tay cũng đủ vỗ cho mày lòi óc, chết không kịp ngáp rồi. Chương 953, đánh một trận thì sẽ thế nào? Mày nên cảm thấy may mắn là người cùng một nước với tao. Nếu như trên chiến trường gặp hạng người rác rưởi như mày, thì tao chỉ cần một bàn tay cũng đủ vỗ cho mày lòi óc, chết không kịp ngáp rồi. Đây là câu nói tàn nhẫn nhất, khinh miệt nhất và cũng khó chịu nhất mà Dương Độ từng nghe qua, ông ta bị câu nói này làm cho cứng cả họng lại, mặt đỏ tai thía, khí huyết dâng lên tận đỉnh đầu, có cảm giác như có thể ngất lịm ngay tại chỗ vậy. Long Thiên, Dương Độ chỉ thẳng vào mặt Long Vương, muốn hét tên Long Vương lên, nhưng khi hét được một nửa thì nghĩ đến địa vị của Long Vương trong quân đội và vô số thần thoại mà ông ta tạo ra, thì làm thế nào cũng không thể nói ra từ trượng, được. Hận, quả thật vô cùng hận. Nếu ông ta có thể đánh lại được Long Vương thì chắc phải dìm đánh cho lão già này một trận thừa sống thiếu chết rồi sau đó chiếm trệ đái lên mặt Long Vương, bắt ông ta quỳ xuống lau giày cho mình và bắt ông ta mặc đồ hình cô gái thỏ để múa cột. Nhưng đáng tiếc là những điều này chỉ có thể nằm trong sức tưởng tượng của ông ta mà thôi. Cho dù đôi chân của Long Vương bị tàn phế, thì với sức lực của ông ta cũng đủ san bằng mình ra rồi. Hơn nữa, bên quân đội chỉ bảo mình đến để mời Long Vương ra nước ngoài trị bệnh, chứ không nói mình đuổi ông ấy hay đánh ông ấy. Hoặc giả, đồ tử đồ tôn của ông ta chắc sẽ xé nát mình ra làm trăm mảnh cũng nên. Đến một cấp bậc nhất định nào đó, thì có những điều không thể tùy tiện mà nói ra và cũng có những việc không thể tùy tiện làm được. Bất luận là nói hay làm thì đều phải nghĩ cách chiếm giữ chữ, lý, trước cái đã. Như thế thì mới có thể khiến cho mình đứng ở thế không thể đánh bại được. Mặc dù người ta vẫn nói loạn quyền đánh chết lão sư phụ, nhưng nếu bạn đánh lung tung mà người ta cũng đánh lung tung thì kết quả cũng sẽ rơi vào thế cục hai bên đều bị thương. Tao không phải là Long Thiên, mà là Long Thiên Trượng. Tao chửi thẳng vào mặt mày thế rồi mày đến cả tên tao cũng không dám hét lên à. Đồ bỏ đi như mày sao có thể vào được quân đội thế? Nhiệt huyết của một người quân nhân đi đâu hết cả rồi? Làm lính đi đánh trận mà chỉ cần nói vớ vẫn là xong việc à? Có ra chiến trường thì mày cũng chỉ là một kẻ đào ngũ rác rưởi bị đội ngũ chấp pháp bắn chết tại trận mà thôi. Long Vương trừng hai mắt lên, mái tóc bay trong gió, cả bộ râu cũng rung rung lên xuống theo đúng giọng điệu cao thấp của ông, xấu xí, dư tợn, và còn có khí phách kiêu hùng trong cái thiên hạ rộng lớn này nữa. Long Vương quả là Long Vương, bất kể là lúc đứng được hay khi bị liệt thì vẫn vậy. Dương Độ cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận trong người mình lại, cười khẩy nói, lão Long, ông cũng không thể nói thế được. Quân nhân mà hang máu là chuyện đương nhiên, nhưng cũng không thể lúc nào cũng mở miệng ra là đánh với giết chứ. Hiện giờ đang là thời kỳ hòa bình, liệu có mấy người quân nhân có cơ hội xung trận giết giặc đây? Hơn nữa, tôi là quan văn, việc mà một quan văn phải làm đó là phân tích, tổng kết, cung cấp tin tức, tài liệu và kế hoạch chiến đấu cho những người ra trận. Nếu tôi cũng động một cái là nổi giận, một lời không ưng là động chân động tay với người khác như lão Long đây thì e rằng bộ tham mưu cũng không dám nhận một quân nhân như thế phải không? Ánh mắt của Dương Độ tỏ ra thương xót,
vì ông ta biết chỉ có làm vậy mới chọc tức được một lão già vừa kiêu ngạo lại vô cùng kiên cường này. Thành thực mà nói, lão Long cũng đã chinh chiến cả một đời, đã lập không biết bao nhiêu công lớn cho đất nước, thậm chí đến đôi chân cũng hy sinh luôn rồi, giờ chỉ có thể dựa vào xe lăn và quải trượng để sống qua ngày. Cái Long tức này cũng là do ông một tay sáng lập lên, nó cũng giống như một đứa trẻ mà mình nuôi khôn lớn vậy, nói gì thì nói vẫn có phần tiếc nuối. Bây giờ lại bảo ông rời xa con mình, thì bảo sao mà ông không cảm thấy tủi thân hay cam lòng được, những điều đó tôi đều có thể lý giải được. Nếu có thể, thì tôi cũng rất hy vọng lão Long có thể tiếp tục ở lại Long Tức để hưởng thụ tuổi già. Dương Độ lắc đầu nói, đáng tiếc là tiếng nói của tôi không đủ trọng lượng, nên cũng chẳng nói đỡ được gì. Mời ông ra nước ngoài chữa bệnh là ý của cấp trên, tôi cũng chỉ là người chuyển lời mà thôi. Lão Long nếu không muốn đi thì ông cứ nói một tiếng, tôi sẽ nói lại ý của ông với cấp trên. Những lời nói này của Dương Độ chỉ để nói ra cho hả giận, lúc đầu là cố ý chọc tức Long Vương, nói ông ta cống hiến cho quốc gia bao nhiêu như vậy nhưng lại nhận được một kết quả bị người ta quét hất ra ngoài. Sau đó thì lại, đặt mình vào vị trí của Long Vương, để nghĩ cho Long Vương, nói nếu có thể thay đổi được mệnh lệnh này của cấp trên thì đã nói giúp cho Long Vương vài câu để ông được ở lại Long Tức hưởng thụ tuổi già rồi. Cái, hưởng thụ tuổi già, này thật đáng hận hết sức, một mặt muốn nói Long Vương đã già rồi, không còn sức chiến đấu nữa, giờ đây chỉ có thể ăn mà chờ chết, như đồ bỏ đi. Mặt khác ý lại nói Long Vương cứ giữ chặt lấy cái nhà vệ sinh mà không chịu cho ra, cũng không để cho ai vào, ông đã không còn bất kỳ cống hiến gì cho Long Tức nữa, bây giờ ở lại đây cũng chỉ vì dưỡng già mà thôi. Rừng mà to rồi thì chim gì cũng có. Tần Lạc đẩy cửa bước vào. Đây là lần duy nhất mà hắn bước vào tiểu viện của Long Vương mà không cố gắng đi nhẹ lại. Một tên rác rưởi không cốt khí, không máu me, cũng không có đầu óc, chỉ dựa vào cái miệng dẻo quẹo của mình để kiếm ăn mà lại chạy đến trước mặt một quân nhân thực thụ để nói muốn cứu vớt người khác. Nó không phải là nực cười chẳng khác gì một con cóc ghẻ nói với một con voi lớn bị thương rằng, đừng sợ, tôi sẽ cõng anh qua sông, sao? Ông có cái gì nào? Ông dựa vào cái gì chứ? Lần này thì Dương Độ không thể chịu nổi nữa. Long Thiên Trưởng ông răn dạy tôi vài câu thì thôi cũng bỏ đi, ai bảo ông cấp bậc cao, bối phận lớn, lại quan hệ rộng chứ? Ai bảo ông là ông hoàng của đặc chủng binh chứ? Nhưng một thằng đồ đệ như mày lại chạy đến đây dạy dỗ tao nghĩa là sao? Chó cậy gần nhà quá rồi đấy. Anh là ai? Chỗ này có chỗ cho anh nói chen vào à? Dương Độ phản bác nói. Long Tức đúng là phải cần người đến quản rồi. Người vớ vẩn nào cũng dám chạy vào đây rồi thì còn tính tổ chức nữa không đây? Có còn muốn quốc gia được an toàn không đây? Tần Lạc cười khẩy nói, ông đừng có chụp mũ lên đầu tôi như thế. Mà cho dù ông có đâm đơn kiện lên đến trời thì tôi cũng chẳng sợ đâu. Nhưng một kẻ tiểu nhân lúc thì mặt nọ, lúc lại trở mặt kia quả thực là khiến cho người ta phát buồn nôn. Có gì không vừa ý thì cứ nói thẳng tuẹt ra cho rồi, đừng có cái kiểu vừa cợt nhả nịnh nọt lấy lòng lại vừa đâm trộm người ta một cái như thế. Dương Độ biết Tần Lạc, nhưng không ngờ mồm mép hắn lại lợi hại đến thế. Cả một hiệp qua đi mà mình vẫn không chiếm được lợi thế gì. Ông ta mặt tái xanh tái mét nhìn Long Vương nói, Long Vương, anh ta là gì của ông? Nếu quyết định của anh ta cũng là quyết định của ông thì tôi sẽ lập tức quay về báo lại. Báo lại cái gì? Long Vương khinh rẻ nói. Nói Long Vương ta đây cậy mình tuổi cao khinh thường người khác. Nói Long Vương ta đây dựa thế ức hiếp người ư. Tao thực sự không muốn cho một kẻ tiểu nhân như mày có cơ hội đâu. Tao sẽ tuân theo mệnh lệnh rời khỏi Long Tức, nhưng tao từ chối việc ra nước ngoài để trị liệu. Đây là ý nguyện của cá nhân tao, chẳng ai có thể ép buộc tao được cả. Nói cho những người đứng sau lưng mày, mấy chục năm về trước chúng nó không bằng được tao thì giờ vẫn không thể bằng tao được. Khi trước Long Thiên Trưởng tao quang minh chính đại dẫm nát chúng nó dưới chân mình, thì bây giờ, bọn nó cũng chỉ có chút bản lĩnh thế thôi sao? Thật đáng buồn. Nghe Long Vương nói thẳng ra ý đồ, âm mưu của bọn họ, thì Dương Độ cũng không muốn giấu giếm làm gì, liền hất hất chiếc kính trên sống mũi mình, mặt cười nham hiểm nói, hình như câu nói này vẫn là Long Vương nói phải không? Chỉ có thành bại mới quyết định ai là anh hùng, chỉ cần thành công rồi thì những thứ khác đều không quan trọng. Dương Độ nheo mắt nhìn Tần Lạc nói, người trẻ tuổi có thể ngông cuồng, nhưng không nên ngu xuẩn. Bên ngoài người đông xe nhiều, chú ý an toàn đấy. Uy hiếp. Đây là một lời uy hiếp trần trụi. Long Vương sắp nổi điên lên thì Tần Lạc đã tiến lên trước một bước. Sư phụ, nếu con cho tên này một trận thì sẽ có hậu quả như thế nào? Phải ra tòa án quân đội. Sau đó thì sao?
ta có thể khiến con bình yên vô sự. Long Vương cười như điên nói, con tôm con này lại dám đứng trước mặt mình mà uy hiếp đồ đệ của mình. Điều đó quả đã khiến cho Long Vương nổi giận lôi đình. Là một quân nhân, nếu đến cả thủ hạ của mình mà cũng không bảo vệ được, thì còn nói gì đến chuyện bảo vệ quốc gia nữa. Làm gì còn có ai bằng lòng đi theo mình xông trận nữa đây. Xuyên suốt lịch sử từ cổ chí kim, suốt cả các triều đại thì những danh tướng thường là yêu binh như con mình, Long Vương cũng không phải ngoại lệ. Vì vậy, sau khi Tần Lạc đặt ra câu hỏi này thì ông lập tức hiểu ngay ý hắn là gì. Ông không những không can ngăn lại, mà còn có ý xúi giục thêm nữa. Hơn nữa, đánh trận này chỉ có lợi cho Tần Lạc mà thôi. Tất nhiên là bất lợi cũng có, nhưng chỉ là một chút xíu. Thế thì tốt rồi, Tần Lạc nói, đang định xông lên trước làm vài hiệp với tên mắt bé này thì lại không yên tâm quay người lại hỏi, con đánh lại được ông ta chứ? Long Vương còn cười lớn hơn, nói, không phải vừa rồi con đã nói rồi đó sao? Nó là một tên rác rưởi không cốt khí, không máu me, không đầu óc, chỉ dựa vào cái miệng dẻo quẹo để kiếm miếng ăn đó sao? Con đặt ra câu hỏi như thế mà không sợ Ly sẽ giận à? Nó bỏ biết bao công sức để dạy cho con chỗ công phu đó đấy. Cái gì có thể dạy được thì đều đã dạy hết rồi, chẳng giấu giếm con chút nào. Con chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi, sợ đánh thua rồi thì mất mặt sư phụ. Bị Long Vương giễu cợt như vậy thì Tần Lạc có phần xấu hổ, đành phải lơ sang chuyện khác. Hắn chà sát hai tay vào nhau, chuẩn bị ra tay. Tần Lạc vẫn cho rằng ông ta ít nhiều sẽ phản kháng lại một chút, ai ngờ vừa ra tay đã trúng rồi. Sau đó hai tay ôm ghì lấy cổ ông ta. Lôi cả thân người gầy guộc yếu ớt của ông ta lại phía mình rồi hất tung đầu gối vào bụng ông ta. Dương Độ gào lên một tiếng thảm thiết, người gập hẳn đi mềm nhèo xuống, đầu cúi thấp, chiếc kính trên sống mũi cũng rơi lăn lóc trên mặt đất. Tần Lạc lại giơ chân lên, toàn thân Dương Độ giống như diều đứt dây, không phải, mà giống như một quả cầu lông bị chiếc vợt đánh, bốp, đi một cái đập nhào vào tường, làm vỡ mấy chậu hoa gần đó mới phải. Sau đó ông ta nằm bất động ở đó như một con chó chết. Chương 954, tôi giết nó, thì ai làm gì được tôi chứ? Mặt mày sưng húp, trán bị đập sưng vù đỏ lựng, máu bắt đầu từ đó từ từ chảy dài xuống dưới mũi của Dương Độ. Sao mà gục nhanh vậy? Tần Lạc thầm cảm thấy tiếc nuối, hắn còn chưa kịp thể hiện thân thủ trước mặt Long Vương, thế mà thằng khốn này đã bị gục rồi. Nếu như Dương Độ mà mạnh hơn một chút, hoặc là thực lực cân bằng với hắn một chút, thì trận chiến này mới khốc liệt, mới đáng xem. Nhưng đối thủ lại quá yếu, do vậy Tần Lạc tự cảm thấy chiến thắng của hắn có phần nhạt nhẽo. Nhìn Dương Độ nằm dưới đất giả chết, Tần Lạc liền tiến tới đưa chân đá vào bả vai của ông ta, rồi nói, chưa chết thì mau cút dậy nhanh lên, còn chết rồi thì tao sẽ quăng xác mày ra ngoài kia. Dương Độ không phải giả vờ chết, mà ông ta đúng là muốn chết thật. Cơn đau dữ dội làm cho ông ta không tài nào chịu đựng thêm nổi nữa. Đây là một điều sỉ nhục vô cùng lớn với ông. Dương Độ nói cho cùng cũng là lính cấp tướng, vậy mà lại bị một thằng nhãi danh đánh cho không ngóc đầu lên được. Ông đã từng này tuổi đầu rồi, chưa từng bị ai đối xử như vậy bao giờ, thế mà lại bị thằng danh này. Dương Độ cảm thấy toàn thân mình tê cứng không còn cảm giác, còn cái đầu của ông ta thì như bị ai đó cầm gạch nện thùm thụp vào đầu, đau nhức vô cùng. Dương Độ rên rỉ lồm cồm bò dậy, hai mắt ông tóe lửa nhìn vào kẻ xúi giục Long Vương và Tần Lạc, nở nụ cười đanh ác nói, được lắm, được lắm. Được lắm. Bọn mày dám đánh người hả? Bọn mày dám đánh cán bộ tướng lãnh cao cấp trong quân đội thì cứ chờ chát của tòa án gọi chúng mày nhé. Long Thiên Trượng, mày không phải tự xưng là ông vua nghề binh sao? Tao sẽ xem mày phải ăn nói thế nào về vụ việc này. Mày thật sự đề cao bản thân mày quá đấy, tao Long Thiên Trượng từ khi nào phải quan tâm tới loại mặt hạng như mày. Long Vương rất vừa lòng với biểu hiện của Tần Lạc, mặc dù động tác và chiêu thức của hắn hơi chậm và có phần đê tiện một chút. Nhưng vẫn cho thằng khốn này nằm xuống rồi đó thôi. Lại một lần nữa bị Long Vương sỉ nhục, Dương Độ tức giận vô cùng, nhưng những lời của Long Vương lại hoàn toàn là sự thật. Dương Độ cũng không biết cải lý ra sao, ông ta liền moi di động trong áo mình ra rồi bấm số. Chờ cho đầu dây bên kia có tín hiệu rồi, Dương Độ lập tức ngồi thẳng người dậy thông báo nói, thủ trưởng. Em không có cách nào mời Long Vương rời khỏi Long Tức, ông ấy không những vậy lại còn xúi giục đệ tử đánh em. Em bây giờ bị thương rất nặng. Không thể rời khỏi Long Tức được nữa rồi, xin thủ trưởng cho người tới cứu viện. Bọn mày cứ chờ đấy. Dương Độ gằn giọng dọa nạt. Tuy chỉ là một vài câu nói, nhưng Dương Độ bây giờ như được tiêm thuốc kích thích,
ông ta đưa mắt lên nhìn Tần Lạc với con mắt vô cùng thương cảm cho thằng nhóc dại dột này. Tần Lạc thấy vậy thì không nhịn nổi cười, hắn thấy thương cảm cái tên chó cậy thế chủ này. Nhưng bỗng nhiên Tần Lạc lại cảm thấy ngượng ngượng, hắn vừa chửi người khác là chó cậy thế chủ, nhưng bản thân hắn thì cũng có khác gì. Hắn cũng không phải cậy thế Long Vương để đánh người đó hay sao? Nếu không có Long Vương đỡ lưng, thì hắn có dám đứng ra để đánh thằng khốn này không? Có chứ, Tần Lạc tự trả lời cho bản thân hắn, vì ngoài Long Vương ra thì hắn vẫn còn văn nhân Mục Nguyệt. Cho dù hắn có ra tòa án quân đội đi chăng nữa, thì hắn có thể dùng tiền của văn nhân Mục Nguyệt để ém chuyện này xuống một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, hắn đập Dương Độ một trận như vậy hoàn toàn xuất phát từ tính trượng nghĩa, còn Dương Độ chính là đại diện cho thế lực hắc ám. Do vậy Tần Lạc chẳng khác gì thủy thủ mặt trăng, thay mặt cho chính nghĩa cũng như nhân danh mặt trăng cao quý mà tiêu diệt tên hung đồ Dương Độ. Dương Độ bị hắn đập cho bầm dập như vậy cũng là đáng lắm, còn ý kiến ý có gì nữa. Tần Lạc không thèm để ý tới tên tiểu nhân này, mà đi tới trước mặt Long Vương hỏi, sư phụ, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Hắn tại sao muốn bắt sư phụ rời khỏi Long Tức? Sư phụ đã đồng ý với hắn chưa? Long Vương nhìn Tần Lạc âu yếm nói, Ly xa xôi ngàn dặm tới tìm con mà không nói cho con biết chuyện gì xảy ra hay sao? Cô ấy bảo con tự đến mà xem. Tần Lạc đáp, nhắc tới chuyện này Tần Lạc cũng tự cảm thấy oan ức vô cùng, hắn biết Ly tới tìm hắn là hắn hiểu Long Tức xảy ra chuyện. Trên đường tới đây hắn cũng vô cùng nóng ruột hỏi chuyện Ly, nhưng Ly cậy răng cũng không chịu hé ra nửa lời. Tần Lạc khi đó chỉ muốn bửa đầu Ly ra để biết có chuyện gì xảy ra. Tần Lạc cũng lấy làm lạ, hắn cũng chỉ hỏi chuyện về Long Tức thôi, chứ có hỏi về số đo ba vòng của Ly đâu, mà nàng lại kín mồm kín miệng như vậy cơ chứ. Con danh con này, Long Vương thầm chửi trong bụng, xem ra Tần Lạc bây giờ đã có một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim Ly rồi. Nếu không thì Ly đã không phải tìm tới hắn đầu tiên khi gặp phải khó khăn. Long Vương tuy rất ít tham gia vào tình trường, cả đời ông cũng chẳng có lần nào thành công trong tình trường. Nhưng ông là người kinh nghiệm phong phú, do vậy ông cũng nhận ra được Ly đã có tình cảm với Tần Lạc rồi. Nếu như Tần Lạc chưa có bạn gái, thì ông cũng chẳng tiếc gì mà đưa đứa con gái nuôi của mình cho cái thằng nhóc may mắn này. Nhưng thằng danh Tần Lạc này lại có bạn gái từ lâu, hơn nữa hai người bọn nó còn sống chung với nhau rất lâu rồi. Nếu bây giờ Ly tự nhiên tham gia vào thì thật là không hay cho cả hai chút nào. Long Vương vốn cũng định nói chuyện này với Ly, nhưng ông lại không thể nào mở miệng ra nổi. Vì nói cho cùng thì việc này là phải để mẹ nói cho con gái, còn người làm cha thì sao có thể nói những chuyện này với con gái mình được. Theo tính cách của Ly thì nếu ông nói toạt ra vấn đề, không biết Ly sẽ làm những việc điên rồ gì nữa. Điểm này Long Vương rất hiểu. Việc đã như vậy rồi, thì chỉ còn biết mỗi cách than thần trách duyên số không đến được với nhau mà thôi. Long Vương thậm chí còn không thèm để ý tới Dương Độ thêm một giây một phút nào nữa, cứ như chỉ nhìn Dương Độ thêm một cái là mắt ông sẽ bị vấy bẩn vậy. Nó chạy tới đây làm thuyết khách, nói rằng bên viện nghiên cứu Mercedes của Đức nghiên cứu ra một loại thuốc có thể chữa trị được bệnh chứng của ta. Bộ quân đội đã liên hệ với viện nghiên cứu đó rồi, bọn họ đã đồng ý để ta đi làm phẫu thuật. Nhưng tiền đề là ta phải tới Đức để điều trị. Bởi vì loại thuốc này phải kết hợp với các dụng cụ chữa trị tại đó, mà dụng cụ này thì chỉ có viện nghiên cứu đó mới có thôi. Những nỗi lo từ mấy hôm trước giờ đã thành sự thực, hơn nữa đây lại chính là do sự bất tài không đủ khả năng chữa trị căn bệnh cho Long Vương của Tần Lạc mà làm cho ông phải rời khỏi Long Tức. Tần Lạc tự cảm thấy mặt hắn đỏ dần lên ran rát, hắn cảm thấy bản thân mình vừa bị ai đó tát một cú như trời giáng vào mặt của mình vậy. Tần Lạc nhìn vào Long Vương trịnh trọng, nghiêm túc nói. Sư phụ, người có tin con không? Ta dĩ nhiên là tin con chứ. Long Vương mỉm cười nói. Sư phụ đừng đi Đức nữa, con nhất định sẽ chữa trị được cái chân cho sư phụ. Tần Lạc có phần tủi thân thề non hẹn biển nói. Bọn người kia bị điên chắc, sao họ có thể đưa Long Vương tới Đức điều trị được? Đến Đức rồi thì bọn chúng cày người ở đó hại ông thì sao? Nếu như trong lúc điều trị cho ông có người trà trộn vào tiêm thuốc độc vào thuốc ông điều trị thì sao? Bất kỳ ở đâu bất kể là Trung Quốc hay những nơi nào trên thế giới, thì Long Thiên Trượng là tượng trưng cho thần thánh trong giới quân đội, là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Khi xưa chính là người đàn ông này đã áp chế được Hoàng đế từ châu Âu không thể đông tiến cũng như xâm lược Trung Quốc được. Long Vương bây giờ hai chân bị phế, thế lực của Hoàng đế mới trỗi dậy, và trở thành ông vua đệ nhất trên thế giới trong lĩnh vực chiến đấu. Chỉ cần có chút hiểu biết về nhân vật này, thì sẽ không có bất kỳ ai muốn Long Vương nhảy nhót mà quay về Trung Quốc được cả.
thế cục của thế giới khi đó sẽ có một bước ngoặt vô cùng khủng khiếp, là bạn của ngày hôm nay nhưng có thể sẽ trở thành kẻ địch của ngày mai, do vậy không ai có thể để một nhân vật khủng khiếp như thế này an lành trở về rồi trở thành đối trọng to lớn của mình sau này được. Ta dĩ nhiên là sẽ không đi rồi, Long Vương nói, ta cũng sẽ không ở lại Long Tức nữa, quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên ta không thể chống lại mệnh lệnh được. Nhưng, Long Tức sẽ ra sao ạ? Tần Lạc lo âu nói. Hắn cũng hiểu rất rõ rằng, đám người kia muốn đưa Long Vương sang Đức, cốt chỉ là để chấp cơ hội chiếm đoạt Long Tức mà thôi. Đừng tưởng Long Vương bây giờ hai chân bị liệt nằm yên một chỗ, nhưng chỉ cần một ngày ông ở lại Long Tức, thì sẽ chẳng có thằng hề nào dám tới đây tác oai tác quái cả. Vậy nhưng, nếu Long Vương rời đi rồi thì sao? Phó Phong Tuyết, Long Vương hét lên. Chưa chết đâu, một giọng trầm ổn vang lên, cùng lúc một người ăn mặc đơn giản, vóc người cao lớn xuất hiện ở ngay cửa. Người này mặt như dao gọt, hai mắt sâu lắng như một chiếc hố sâu. Tóc người này dài chấm tới vai, nước da hơi vàng, bước đi khoan thai nhẹ nhàng như người ta đang múa vậy. Trông vóc dáng người này là biết ngay ông ta là một người phong trần, dày dạn xương gió. Ông ta đứng giữa ngay cổng của tiểu viện, trông như một thiên thần dáng thế, che gọn hết cả ánh sáng hắt từ nơi cửa vào. Nói thực lòng, đây chính là lần đầu tiên Tần Lạc chiêm ngưỡng người canh cửa của Long Vương này. Ngày trước mỗi lần hắn muốn quan sát thật kỹ mặt mũi của người đàn ông này, thì ông ta dường như cảm giác được nên mở mắt ra. Một áp lực ngay sau đó lập tức đè nén lên trên Tần Lạc, làm cho hắn không dám nhìn trực diện vào mặt của người đàn ông này. Thì ra là một anh chàng đẹp trai à, Tần Lạc than thầm trong bụng, bộ dạng trông phong độ hơn sư phụ gấp mấy lần, so với mình thì vẫn kém hơn một chút. Cái ông chú cổ quái này mà ra đường, thì có khối cô gái xinh đẹp chết mê chết mệt ấy chứ. Tần Lạc thầm nghĩ. Long Vương trong lúc này cũng chỉ biết bật cười nhìn vào chiến hữu của mình nói, ngủ bao nhiêu năm như vậy đã đủ chưa? Bây giờ Long Tức có nạn, ông cũng phải tỉnh dậy mà lo liệu đi chứ. Luồng sát khí của Phó Phong Tuyết lúc này lập tức bỗng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, đến cả Tần Lạc cũng cảm thấy kinh sợ đến tột độ. Phó Phong Tuyết lúc này chỉ cất tiếng đều đều đanh thép nói. Loại chuột nhắt thế này chỉ cần một đao tiễn về Tây Thiên Cực Lạc là xong, ông cũng có phải chưa giết người bao giờ đâu mà còn nói vậy. Long Vương nghe vậy cười khổ nói, Phong Tuyết à, bây giờ không giống với năm xưa, thời đại thay đổi rồi. Bây giờ không còn là thiên hạ của chúng ta nữa đâu. Thân hình của Phó Phong Tuyết lúc này đột nhiên biến mất nơi cửa, trong nháy mắt ông đã xuất hiện trước mặt Dương Độ rồi. Chỉ trong tích tắc Phó Phong Tuyết đã dùng bàn tay như hai gọng kìm của mình chộp lấy cổ của Dương Độ. Rồi nhấc bổng người đàn ông cao 1m75 này lên một cách dễ dàng như xách một món đồ chơi. Tôi giết nó, thì ai làm gì được tôi chứ? Chương 955, bàn việc nước, bàn chiến sự, người đời ai cười ta? Cũng ngông cuồng như thế, bá đạo như thế, vô pháp vô thiên như thế. Đây chính là Phó Phong Tuyết, một trong ba người sáng lập ra Long Tức. Giống như ông ta nói, nếu tôi giết nó thì ai làm gì được tôi chứ? Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám bước lên trước ngăn lại. Dương Độ ngày thường vẫn tỏ ra là một kẻ đạo đức giả chuyên giễu võ dương oai trước mặt người khác giờ đây giống như một con lợn béo bị treo lên để nướng vậy, nướng chín già nửa hay chín hoàn toàn đều phụ thuộc vào tâm tình của Phó Phong Tuyết. Hai chân Dương Độ rời khỏi mặt đất, đạp phung vẩy ra tứ phía. Cổ ông ta bị bàn tay cứng như kìm sắt kẹp chặt, bất luận cho ông ta có cố gắng thế nào cũng không tài nào thoát ra được. Tim ông ta đập thùm thụp, kịch liệt chưa từng có, sắc mặt tím tái hẳn đi, đến cả câu, cứu tôi với, cũng không hét lên nổi. Trong thời khắc này, ông ta thấy sinh mạng mình thật là nhỏ bé, tử thần cách ông ta gần như không thể gần hơn được nữa. Ông ta biết rằng, người đàn ông đó chỉ cần dùng lực một cái thôi là có thể vặn gãy cổ ông ta rồi. Ông ta biết rằng, Phó Phong Tuyết dám làm vậy lắm. Tách! Dương Độ không chịu nổi thêm nữa, một mùi khai thối lan ra khắp nơi. Ông ta sợ quá mà tè luôn ra quần, đúng quần ướt đến già nửa. Từng giọt nước đái rơi rớt lên trên mặt sàn sạch bóng, trong tích tắc trong nó giống như một cơn mưa mau vậy, lại còn phát ra những tiết tấu âm thanh khó nghe khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Phó Phong Tuyết không ngờ tên Dương Độ này lại kém cỏi đến thế, ông còn chưa động chân động tay gì mà đã sợ đến tè cả ra quần rồi. Ông liền cau mày lại rồi tiện tay quẳng Dương Độ sang một bên, khinh miệt nói, giết mày chỉ tổ làm bẩn tay tao. Long Vương cười lớn, nói, vì vậy nên tôi mới nói thời đại bây giờ không còn giống với khi xưa nữa. Bây giờ những kẻ đó chỉ dám dùng dao đâm từ đằng sau,
phải bất đắc dĩ lắm thì mới tìm đến mấy tên vô dụng để xông lên trước. Cái thể loại sâu bọ côn trùng này không tài nào đếm xuể hết được, ông có thể đuổi hết chúng đi hay giết sạch chúng không? Nếu giết sạch chúng thì lại đúng với ý của bọn chúng quá. Ông mà bị chụp mũ một cái thì lại bị nhốt 20 năm như chơi. Nhốt 20 năm thì đã làm sao? Tôi còn tình nguyện muốn làm người gác cổng không cần phải động não này nữa cơ. Phó Phong Tuyết nói. Được rồi Phong Tuyết, không nói những lời này nữa. Long Vương khuyên nhủ, Thiên Minh mất sớm, chân của tôi lại tàn phế rồi, bây giờ cũng đến lúc bị người ta đuổi đi. Vốn dĩ tôi định để cho quân sư lên cơ, nhưng đáng tiếc là giờ nó lại đang thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Ly thì không đảm đương được việc lớn, còn mấy người tiểu lý, hòa thượng, hỏa dược thì tính cách vô cùng lạnh lùng và không tập trung, người thì không biết xử lý các mối quan hệ, người thì không biết dùng âm mưu quỷ kế. Cả đống việc này cũng chỉ có thể giao lại cho ông thôi. Ông đi đâu? Phó Phong Tuyết hỏi, đây là địa bàn của chúng ta, ai dám đuổi ông đi? Phong Tuyết, Long Vương nghiêm nghị nói, vấn đề không phải là bọn họ đuổi tôi đi hay không, mà vấn đề là tôi có nên rời khỏi đây hay không? Chân tôi đã bị liệt nhiều năm rồi, những năm trở lại đây mặc dù vẫn là chủ nhân của Long Tức, nhưng lại chẳng có bất kỳ cống hiến gì cho Long Tức cả. Tôi không thể cứ nằm trên công lao của ngày trước ăn không ngồi rồi chờ chết như tên khốn kia nói, tôi không làm thế được. Quả thực, Long Vương vô cùng kiêu ngạo, ông không chịu được vẻ khinh thị từ người khác, lại càng không muốn nghe người ta nói này nói nọ. Lý ngay thì khí sẽ mạnh, ông bị liệt nhiều năm, đến cả bản thân ông cũng cảm thấy giờ là lúc nhường lại cái ghế này cho người tài khác. Cứ chiếm lấy cái nhà vệ sinh mà không chịu đi, người khác không chịu nổi, bản thân ông cũng không chịu nổi. Cả đời này ông không hận kẻ ngu ngốc mà hận nhất là kẻ bất tài vô dụng. Ông không bị người ta đuổi đi, mà là bị lòng tự tôn và kiêu ngạo của ông làm cho phải ra đi. Ông chống lại như thế là vì rất có thể chủ nhân mới của Long Tức không giống với người mà ông lựa chọn. Phó Phong Tuyết trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ông muốn đi đâu? Trời đất to lớn thế này, lẽ nào lại không có chỗ cho tôi ư? Long Vương hào sảng nói, chẳng một chút gì gọi là bận tâm về vấn đề này. Nơi ở của sư phụ thì hãy giao cho tôi đi. Tần Lạc vội bước lên trước nói, tôi biết một nơi rất tốt, thích hợp cho sư phụ dưỡng bệnh. Được, vậy cứ giao cho đồ đệ của tôi đi. Long Vương vui mừng nói. Tôi đi với ông, phải có người bảo vệ ở bên cạnh ông mới được. Phó Phong Tuyết nói. Không được, Long Vương dứt khoát từ chối. Long Tức cần đến ông hơn. Hơn nữa, nếu có kẻ muốn lấy đi cái mạng sống của Long Thiên Trượng này thì cứ việc đến đây. Nghĩa phụ, con đi cùng cha. Ly nói, Long Vương tuy chỉ là nghĩa phụ của nàng. Nhưng tình cảm hai người lại chẳng khác gì cha con ruột thịt, Long Vương chính là cha đẻ của nàng, còn Long Tức thì là nhà của nàng. Long Vương không còn ở đây nữa thì nhà còn là nhà nữa không? Vì vậy mà nàng cũng có ý định rời khỏi Long Tức. Thủ trưởng, tôi đem theo huynh đệ đi bảo vệ cho thủ trưởng. Kiều Mộc đẩy cửa bước vào, mắt đỏ hoe nói, chúng tôi là đội bảo vệ của thủ trưởng mà tôi lại là đội trưởng đội bảo vệ đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ an toàn cho thủ trưởng. Nếu thủ trưởng không còn ở đây nữa thì chúng tôi ở lại cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Hãy để chúng tôi đi theo thủ trưởng. Tôi cũng muốn đi, tiểu lý thám hoa từ bên ngoài bước vào, nói với vẻ nghiêm túc. Thêm cả tôi nữa, hỏa dược lạnh lùng nói. Ha ha, hình như tôi cũng chẳng có tác dụng gì, có điều là. Nếu mọi người đi cả rồi thì tôi tất nhiên cũng sẽ đi theo chứ. Hòa thượng sờ sờ lên cái đầu bóng lộn của mình cười nói. Những tinh anh trấn thủ ở đây của Long Tức có thể đã nhận được tin tức, toàn bộ đã bỏ giờ luyện tập để chạy đến đây. Hỗn láo, Long Vương đập tay lên chiếc ghế mây đánh bốp một tiếng, chiếc ghế không chịu nổi sự tức giận của ông nên đã đổ rầm xuống vỡ tan. Còn đôi tay ông trong lúc ghế bị đổ xuống thì đã kịp nắm chắc chiếc quải trượng ở bên cạnh, dùng lực một chút thì toàn thân ông đã bay giữa không trung, cao hơn những người khác cả một cái đầu. Ai cho mấy người đến đây? Ai cho mấy người đến đây thế? Bây giờ là thời gian luyện tập, nếu không hoàn thành nổi nhiệm vụ thì sẽ phải chịu hình phạt thế nào chẳng lẽ các người không biết sao hả? Tôi chịu phạt, tiểu lý thám hoa mặt đanh lại, chẳng chút sợ sệt nói. Tôi nguyện đi theo sau Long Vương, mỗi ngày sẽ hoàn thành lượng huấn luyện là gấp đôi, bất kể lúc nào cũng có thể tiếp nhận sự kiểm tra của Long Vương. Tôi cũng vậy, chỉ cần Long Vương cho tôi đi theo thì gấp 3 lần, hay gấp 4 lần đều được cả. Hòa thượng nói, thân thủ của anh ta không được tốt cho lắm. Vì vậy mà gấp đôi lần huấn luyện thôi cũng đã là giới hạn của anh ta rồi, vậy mà còn gấp 3, gấp 4 lần nữa chứ, không chết thì cũng sẽ chóc hết một lớp da.
Tôi cũng vậy, Hỏa Dược nói theo, lời nói của anh ta lúc nào cũng đơn giản như vậy, nhưng lúc nào cũng đầy hiệu lực và khó mà sửa đổi được. Thối lắm, Long Vương chỉ thẳng vào mặt bọn họ mắng. Mấy người coi Long Thiên Trưởng tôi là loại người gì chứ? Tôi là một quân nhân, chứ không phải quân phiệt. Mấy người cũng không phải là những người bảo vệ riêng cho cá nhân tôi, mà là vũ khí của quốc gia. Mấy người mà đi rồi thì cái Long Tức này còn là Long Tức nữa không? Quân nhân còn là quân nhân nữa không đây? Nhưng, Kiều Mộc vừa định giải thích thì giọng nói của ông bị Long Thiên Trưởng cắt ngang một cách thô bạo, nói, không có nhưng nhiếc gì hết. Mấy người không ai được rời khỏi đây. Đây là mệnh lệnh, người nào chống lại thì cứ xử lý theo quân pháp. Mấy người Tiểu Lý Thám Hoa và Hòa Thượng quay ra nhìn nhau, không ai dám nói thêm lời nào. Bọn họ nhìn ra được, Long Vương nổi giận thật rồi. Long Vương cũng hiểu được tâm trạng của mọi người, rất cảm kích trước tấm lòng của họ, ông chỉ vào Tần Lạc cười nói, Tần Lạc cũng coi như một nửa là người của Long Tức chúng ta, sao, tôi đi theo cậu ấy thì mọi người không yên tâm à? Mọi người đều quay ra nhìn Tần Lạc, ánh mắt quả có chút nghi ngờ. Điều này thực sự làm cho Tần Lạc mất hết cả lòng tự tôn, liền chửi thầm, cái đám người này, xem ngày sau tôi còn đem đồ ăn ngon đến đây cho mấy người nữa không? Hắn ưỡn ngực mình lên, đáp lại ánh nhìn của những người này, nói, tôi còn thì Long Vương còn. Tôi không còn thì Long Vương vẫn còn. Nói xong những lời này thì bản thân hắn bỗng cảm thấy vinh dự vô cùng. Trong chốc lát hắn liền hiểu ra câu nói này của hắn ý nghĩa như thế nào. Hắn không chỉ bảo vệ được sư phụ của hắn và cũng là nghĩa phụ của Ly, mà còn giữ vững được tia hy vọng của hàng ngàn, hàng vạn những đặc chủng tinh anh này. Tôi sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu, nhất định là không, Tần Lạc nhắc lại lần nữa. Tiểu Lý Thám Hoa bước lên trước vỗ vỗ vào vai Tần Lạc, cười nói, cậu luôn là một thành viên của chúng tôi. Chúng tôi luôn coi cậu như anh em một nhà, chúng tôi tin tưởng ở cậu. Hỏa Dược nhìn Tần Lạc một cái nói, thương pháp mà tôi dạy cậu có thể dùng đến đấy, đừng sợ giết người. Hòa Thượng cười hì hì nói, cậu không được thì có thể gọi cứu viện mà. Thân thủ của đại đầu không tệ chút nào. Tần Lạc suýt chút nữa không chịu được định đá bay anh ta đi. Được rồi, Long Vương nói, đâu phải là sinh ly tử biệt, có gì mà đáng sợ chứ. Nam Nhi đại trượng phu đừng có làm những thứ như đàn bà con gái thế. Tần Lạc, chúng ta đi thôi. Thủ trưởng ngồi lên ghế đi, tôi đẩy ra ngoài cho. Kiều Mộc nói. Không cần đâu, Long Vương nói, khi tôi vào trong này thì là bước vào, bây giờ ra khỏi đây thì cũng phải tự mình đi ra. Mấy người đều không được đưa tiễn gì hết, chúng tôi tự đi ra ngoài được rồi. Ông dùng hai chiếc quải trượng thay cho đôi chân, bước ra bên ngoài với dáng vẻ hào hùng, anh dũng. Bàn việc nước, bàn chính sự, người đời ai cười ta. Mặc gió táp, mặc tuyết phủ đầy mái tóc xanh, ai làm gì được. Khắp trên thiên hạ, anh hùng hào kiệt, có ai thắng được mệnh trời. Long Vương vừa đi vừa hát, hùng dũng vô cùng. Tần Lạc chạy theo sau ông tiến ra ngoài cổng. Long Vương vốn đã cao hơn hắn không ít, giờ đây còn chống thêm quải trượng nữa thì lại càng vượt xa khoảng cách đó hơn. Nhưng Tần Lạc cam tâm tình nguyện làm một nhân vật phụ bé nhỏ bên cạnh Long Vương. Phía sau lưng, Tiểu Lý Thám Hoa, Hỏa Dược, Hòa Thượng, Kiều Mộc những người khác rút súng ra bắn lên trời. Đây là lễ nghi cấp cao nhất trong Long Tức. Bọn họ đang tiễn biệt ông hoàng của bọn họ, tiễn biệt trụ cột của bọn họ. Chờ mong sự trở lại của chiến thần. Chương 956, to gan. Dương Độ bị quẳng sang một bên sống dở chết dở, nhìn thấy Long Vương và người đánh mình là Tần Lạc bước qua trước mắt, mà đến cả một câu ngăn lại cũng không dám nói ra. Chỉ vì một bãi nước tiểu nên mới có thể trở về được từ cõi chết, ông ta hiện giờ vẫn còn đang thầm tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát và Phật Tổ Như Lai phù hộ, thì làm sao dám để mình rơi vào cảnh nguy hiểm lần nữa chứ. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân trầm ổn truyền tới. Sau đó là một đôi chân to lớn dừng lại ở ngay chỗ mà Dương Độ ngã sóng xoài. Quay về nói với chủ của mày, Phó Phong Tuyết đang chờ ông ta đến. Dương Độ biết là ông ta rất rõ mình vẫn còn tỉnh táo, nên đành bò lổm ngổn dậy, nói, lão phó, tôi chỉ là đến chấp hành mệnh lệnh cấp trên, chứ không có ý gì khác đâu. Làm gì có chủ nào ở đây? Phó Phong Tuyết trừng mắt lên, lạnh giọng quát, là mày ngu hay là mày coi tao là một thằng ngu thế? Là tôi ngu. Là tôi ngu, Dương Độ trong lòng hoảng hốt, cuống quyết nhận sai. Cút, Phó Phong Tuyết cũng chẳng còn tâm trí nào mà nói thêm bất cứ điều gì với một kẻ chỉ biết đầu cơ, vụ lợi này. Vâng, tôi cút ngay bây giờ đây.
Dương Độ cũng chẳng để ý đến những chỗ đau trên người mình nữa, vội vàng bò dậy chạy ra ngoài. Đồ rác rưởi, Phó Phong Tuyết chửi. Nếu để cho một người như thế vào trong Long Tức thì Long Tức coi như là hết. Ly lạnh lùng nói, Long Vương rời đi, nàng có cảm giác như mất đi trụ cột của mình, vì vậy mà trong lời nói của nàng vẫn có lẫn một chút tâm tình. Đừng có mơ, Phó Phong Tuyết nhìn ra xa xăm, nơi bóng của Long Vương đã khuất từ lâu, nói với giọng quyết đoán. Thấy Long Vương hát lên vui sướng, thì Tần Lạc cũng hăng hái hẳn lên, hỏi, sư phụ, người đang hát bài gì thế? Nghe có vẻ rất phấn chấn. Ta không phải là đang hát một bài hát, mà đó là chí khí. Long Vương cười hề hề nói, hai tay dùng quải trượng lần lượt chống lên mặt đất. Cái giọng Việt đực này của ta thì còn hát cái gì chứ? Ta chỉ là cố tình giả bộ phong trần, để cho mấy tên tiểu nhân khỏi coi thường ta. Một trong những người sáng lập ra Long Tức, chỉ vì áp lực này nọ mà bị ép rời khỏi nơi sống và chiến đấu của mình, rời khỏi những chiến hữu đã sát cánh bên mình, vì vậy mà tâm tình của ông không hề thoải mái, dễ chịu như vẻ bề ngoài ông thể hiện ra chút nào. Tần Lạc không ngờ Long Vương lại trả lời một cách thẳng thắn và khôi hài như vậy, liền cười an ủi nói, sư phụ cứ yên tâm. Có lão phó ở đây rồi thì Long Tức sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, cho dù Long Tức có bị lấy đi đi chăng nữa, thì đợi đến khi chân của sư phụ khỏi rồi vẫn có thể lấy lại nó bất kỳ lúc nào mà. Lòng người đã vậy, thì ngay cả mấy cấp cao kia cũng không thể không để tâm đến tâm tình của những thành viên Long Tức chứ. Đúng vậy, Long Vương nói, Tần Lạc, từ hôm nay trở đi, cả trăm cây di này đều giao cho con. Ăn ở gì đều nghe theo con hết. Sư phụ, con biết một nơi rất thích hợp để sư phụ dưỡng bệnh. Về mặt an toàn thì sư phụ có thể hoàn toàn yên tâm. Tần Lạc đầu tiên nghĩ ngay đến viện điều dưỡng cao cấp của văn nhân Mục Nguyệt. Ở đó điều kiện trị liệu và hoàn cảnh sống đều không kém gì so với viện điều dưỡng Long Tức. Hơn nữa, cũng khá là an toàn. Mặc dù không đến mức chắp cánh cũng không lọt vào được bên trong như Long Tức, nhưng nếu Tần Lạc nói trước với văn nhân Mục Nguyệt một tiếng, thì chắc cũng không đến nỗi nào. Văn nhân Mục Nguyệt hàng ngày phải đối mặt với vô số kẻ địch ẩn núp khắp nơi, chỉ nhằm nàng sơ hở để tấn công. Vì vậy nếu vệ sĩ bên cạnh nàng đều là những kẻ bất tài vô dụng thì rất có thể nàng đã ra đi tự bao giờ rồi. Nghĩ đến đây thì trong lòng Tần Lạc lại cảm thấy có chút gì đó thương tâm, buồn bã. Mình vốn là có sứ mệnh bảo vệ nàng, nhưng duyên phận của hai người chưa tới. Cuộc sống của hai người giống như hai đường thẳng thỉnh thoảng giao nhau, còn đại đa số là giữ trạng thái song song với nhau. Khi Tần Lạc gọi điện cho văn nhân Mục Nguyệt thì vẫn có phần do dự. Vì hắn còn đang nghĩ xem có nên kéo nàng, thậm chí là cả gia tộc văn nhân vào trong cuộc tranh đấu này hay không. Một mặt thì Tần Lạc hy vọng văn nhân Mục Nguyệt có thể gia nhập liên minh. Vì dù gì về mặt chính trị thì gia tộc văn nhân vẫn còn kém Tần gia, thậm chí có khi còn không bằng được Bạch gia nữa. Nếu trong lúc Long Vương cùng quẫn mà văn nhân Mục Nguyệt có thể giơ tay cứu giúp, thì với tính cách của Long Vương mà Tần Lạc biết, ông nhất định sẽ trả ơn hậu hĩnh cho người đã giúp đỡ mình. Không chỉ có riêng có Long Vương, mà cả cái Long Tức và hàng nghìn hàng vạn con cháu Long Vương đều nhớ đến mối ân tình này. Đây là một tài nguyên vô cùng rộng lớn, nên Tần Lạc không muốn để cho người khác được lời từ chuyện này ngoài nàng. Nếu hắn gọi điện cho Bạch Phá Cục, nói là cấp cho tôi một nơi an toàn để tôi thu xếp chỗ ở cho sư phụ tôi, thì liệu Bạch Phá Cục có từ chối không? Năm đó cũng chính là vì hắn nhận ra minh bài của Long Tức, Tần Lạc vì cứu Tôn Nhân Diệu nên đã đánh vỡ đầu Bạch Tàn Phổ, vậy mà hắn vẫn nhẫn nhịn không ra tay. Như thế đủ để biết rằng uy lực của tấm bài này cùng với nỗi kính sợ của các công tử nhà giàu đối với Long Tức là lớn chừng nào. Nhưng Tần Lạc cũng rất lo. Sự việc tranh quyền đoạt thế lần này còn chưa biết sẽ phát triển theo hướng nào, sẽ đi đâu về đâu. Phó Phong Tuyết liệu có giữ được Long Tức hay không? Long Tức liệu có bị đổi chủ không? Chân của Long Vương rốt cuộc là có trị khỏi được không? Bất kể lúc nào cũng phải chú ý tới việc đứng theo phe phái. Nếu văn nhân Mục Nguyệt đứng nhầm phe, thì những đối thủ của Long Vương làm sao có thể bỏ qua được một con cá lớn trong giới kinh doanh chen chân vào như nàng được. Nhưng cuối cùng thì Tần Lạc vẫn gọi cho văn nhân Mục Nguyệt. Không vì cái gì khác, chỉ vì trong tiềm thức của Tần Lạc luôn cho rằng bọn họ vốn cùng trên một chiếc thuyền. Lập trường của mình cũng là lập trường của văn nhân Mục Nguyệt. Cũng giống với khi xưa văn nhân Mục Nguyệt và Tần gia chiến đấu với nhau thì lập trường của nàng cũng là lập trường của Tần Lạc. Đây chính là nói hai người bọn họ giống như hai đường thẳng thỉnh thoảng giao nhau. Mặc dù ngắn ngủi nhưng lại lâu bền, không phải lúc nào cũng để tâm nhưng lại thực sự quan tâm đến nhau. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người bắt máy,
giọng nói chẳng có lấy một chút tình cảm vào bất kỳ khúc nào của Mã Duyệt cất lên. Tôi là Mã Duyệt, tiểu thư đang họp, Mã Duyệt lúc nào cũng nói rất ngắn gọn nhưng lại nói ra được trọng tâm của vấn đề. Thứ nhất, nàng nói cho hắn biết thân phận của mình. Thứ hai, nàng nói cho hắn biết tiểu thư đang họp. Tần Lạc Trần chờ một chút rồi hỏi, khoảng lúc nào thì kết thúc? Có việc gấp sao? Có, Tần Lạc khẳng định nói. Hiện tại hắn và Long Vương sắp rời khỏi viện điều dưỡng Long Tức, phải nhanh chóng sắp xếp nơi ăn trốn ở cho Long Vương mới được, chứ hắn không thể cứ để Long Vương ở trên xe rồi cho xe chạy lòng vòng quanh thành phố Yến Kinh chứ. Đợi một lát, Mã Duyệt nói. Tần Lạc thấy tiếng bước chân bước lại gần, rất nhanh điện thoại đã được chuyển vào tay một người khác. Là em đây, giọng của văn nhân Mục Nguyệt vang lên. Giọng của nàng cũng lạnh lùng không khác gì của Mã Duyệt, nhưng cái lạnh này lại có điểm khác nhau. Mã Duyệt là lãnh đạm và điềm tĩnh, còn văn nhân Mục Nguyệt là lạnh lùng và bình thản một cách trời sinh, như thể núi Thái Sơn sắp sụp ngay dưới chân nàng, nàng cũng bình yên như vậy vậy. Một giọng nói dễ nghe là tố chất cốt lõi của một nữ thần, cũng may mà nàng lại mang trong mình điểm này. Tần Lạc đột nhiên phát hiện ra thời gian vừa rồi mình không liên lạc gì với văn nhân Mục Nguyệt, sau khi nghe được giọng nói của nàng thì trong lòng hắn cảm thấy vui sướng một cách lạ thường. Có chuyện này anh phải phiền đến em. Tần Lạc ngại ngùng nói, đây không phải là lần đầu tiên hắn muốn đưa người đến viện điều dưỡng cao cấp của gia tộc văn nhân. Khi ông nội bị thương cũng ở trong đó, mình sau khi bị ngất thì cũng vào trong đó, đại đầu bị bỏng lửa cũng vào ở trong đó. Bây giờ lại nhét thêm cả Long Vương vào đó nữa, hình như mình dùng cái viện điều dưỡng này còn thường xuyên hơn cả những thành viên chủ chốt trong gia tộc văn nhân. Không biết những người chú, bác, thậm chí là người cha cực phẩm của nàng có nói này nói nọ gì không nữa. Nói, sức khỏe của sư phụ anh không được tốt, muốn ở trong viện điều dưỡng của em để tĩnh dưỡng một thời gian. Tần Lạc nói, hắn không thể nói rằng sư phụ của anh bị đuổi ra khỏi Long Tức, rồi thì em có thể cung cấp cho anh một chỗ ở ngay trước mặt Long Vương chứ. Quả nhiên, độ thông minh của văn nhân Mục Nguyệt còn cao hơn dự tính của Tần Lạc nhiều. Sư phụ của anh á, có phải là Long Vương không? Em sẽ lập tức phái xe đến đón. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Nghe thấy văn nhân Mục Nguyệt nói vậy thì Tần Lạc cũng yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra nàng đã hiểu được vì sao mình lại muốn làm vậy, hơn nữa nàng còn đồng ý luôn. Không cần đâu, Tần Lạc nói, anh có xe, anh sẽ trực tiếp đưa sư phụ anh tới đó. Vâng, thế em ở cổng viện điều dưỡng nghênh đón, văn nhân Mục Nguyệt nói. Phiền em rồi, Tần Lạc cười hề hề nói. Hắn cứ đinh ninh rằng, khi thấy mình nói vậy thì văn nhân Mục Nguyệt sẽ nói không phiền đâu, không phiền đâu. Anh làm vậy cũng là muốn tốt cho em mà, nếu không phải anh đứng ra làm cây cầu nối thì em làm sao có thể có được mối quan hệ với Long Vương đây. Tút tút tút, Tần Lạc cầm chiếc di động trên tay mà mặt đần thối ra, người phụ nữ này. Nàng đến cả một lời, chào anh, cũng không nói mà cúp luôn điện thoại. Sư phụ, nơi ở đã sắp xếp xong rồi, Tần Lạc cười nói với Long Vương, là một viện điều dưỡng của gia tộc của một người bạn con. Điều kiện rất tốt. Về vấn đề an toàn thì sư phụ cứ yên tâm. Hiện tại đại đầu cũng đang ở trong đó, có việc gì thì cũng gọi cậu ấy được luôn. Được, Long Vương cười nói, có chỗ trú chân là được rồi. Ta không kén đối với những thứ như thế này đâu. Bạn của con sẽ sắp xếp đâu vào đó. Cô ấy đã ra đến cổng để nghênh đón rồi. Long Vương nhìn đăm đăm vào mắt Tần Lạc, làm cho Tần Lạc ngượng ngùng nói tiếp. Con cũng muốn để cô ấy gặp mặt sư phụ một lần. Về sau có việc gì thì sư phụ cũng có thể giúp đỡ hỗ trợ. Là con gái à? Long Vương cười lớn. Tần Lạc không biết đáp lại ra sao, trong lòng thầm nghĩ, mình là một người đàn ông giữ mình trong sạch hết sức, người đẹp có chủ động vồ lên người mình mà sàm sỡ thì cũng bị mình từ chối một cách thẳng thừng, vậy sao cái tiếng đào hoa vẫn vang xa đến thế chứ? Thấy Tần Lạc và một ông lão chống quải trượng bước tới, thì Giê-xu không lập tức khởi động xe, mà đứng bên cạnh xe nhìn với vẻ cảnh giác. Anh ta có thể cảm nhận được ông lão này rất mạnh, vô cùng mạnh, là một cao thủ có khí phách hơn người lộ ra bên ngoài mà anh ta từng gặp. Giê-xu lái xe, Tần Lạc lên tiếng nói. Giê-xu cười với Long Vương, sau đó liền chui vào bên trong và khởi động xe. Khi Long Vương bước lên xe thì quay ra nói với Tần Lạc, người bạn ngoại quốc này của con cũng có chút thú vị đấy. Giê-xu vừa lái xe ra khỏi viện điều dưỡng vừa nói, không, tôi rất thú vị, chứ không phải là chỉ có chút đó thôi đâu. Chỉ là ông không nhìn ra được từ trên mặt của tôi mà thôi. Ba người cười lớn, giống như là những anh hùng gặp được nhau vậy.
Nhưng không ngờ, xe của Tần Lạc vừa mới ra khỏi cổng của viện điều dưỡng thì bị chặn lại. Từ sau khi hắn có được tấm minh bài của người sáng lập ra Long Tức thì đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. To gan thật, Long Vương sa sầm mặt xuống nói. Chương 957, đánh cho sướng thì thôi. Súng. Có rất nhiều súng. Những họng súng đen xì nhắm thẳng vào xe của Tần Lạc, vây kín ba người bọn họ vào trong tình thế khó lòng thoát khỏi. Những người này không mặc quân trang, mà đều mặc những bộ đồ vest đen vừa người, nhưng khí chất quân nhân trên người bọn họ thì lại toát ra bên ngoài, cả đám người tụ lại một chỗ khiến cho người ta có một áp lực lớn vô cùng. Đứng trước tiên là một người đàn ông mặc đồ đen có mặt hình chữ điền, mắt to mày rậm, miệng rộng môi dày, trông có vẻ rất đôn hậu, thật thà. Anh ta không cầm súng như những người trong đội mình, mà dùng thân hình to lớn của mình để chặn lại trước mũi xe. Giê-xu cho tay vào lồng ngực, ở đó có khẩu súng lục hoàng kim của anh ta. Anh bạn nhỏ, đừng động đậy. Long Vương lên tiếng ngăn lại. Ông biết rõ lai lịch của những người này, nếu Giê-xu mà nổ súng thì việc này sẽ trở nên vô cùng phức tạp, cho dù Long Vương có lộ diện thì cũng không thể giúp gì được. Giê-xu nghe vậy liền nhún nhún vai. Sau đó rút tay ra khỏi lồng ngực rồi nắm chặt vào vô lăng, những ngón tay gõ nhẹ theo nhịp lên trên đó. Tên này không hổ danh xuất thân là một sát thủ, bị bao nhiêu súng đạn chĩa thẳng vào người thế mà cũng chẳng có một chút hoảng loạn gì cả. Tần Lạc cau mày nhìn ra ngoài, nói, sư phụ cứ ngồi trên xe nhé, để con ứng phó với bọn họ. Cạch! Tần Lạc còn chưa nói dứt lời thì Long Vương đã đẩy cửa bước xuống xe. Cộc cộc cộc! Chiếc quải trượng trên tay Long Vương điểm trên mặt đất vài cái thì ông đã đến sát gần những binh sĩ kia. Một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi ông bước đến trước mặt người đàn ông mặt chữ điền kia thì mới dừng lại. Soạt, người đàn ông mặt chữ điền hành lễ với Long Vương, nhanh chóng, dứt khoát, hơn nữa vẻ mặt anh ta vô cùng nghiêm túc, chẳng có chút gì gọi là ứng phó lấy lệ cả. Có thể nhìn ra được là anh tôn trọng, kính nể Long Vương tự đáy lòng. Lý Quốc Phong, cậu muốn ngăn tôi lại à? Long Vương trợn trừng mắt lên nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặt chữ điền hỏi. Không dám, Lý Quốc Phong nói với giọng khàn khàn. Chỉ có trời mới biết sau khi anh ta nhận được nhiệm vụ này thì đã đau khổ thế nào. Nhưng thiên chức của một người quân nhân đó là phục tùng mệnh lệnh. Nếu anh ta không đến tức là đã kháng lệnh, kết quả của việc làm trái lại mệnh lệnh là gì? Điều này đối với bất kể một người quân nhân nào mà nói thì đều là ta họa giáng xuống đầu. Nhưng đến rồi thì sao chứ? Anh ta cũng là con cháu Long Vương, được Long Vương một tay cất nhắc mà lên. Nếu bây giờ anh ta đưa Long Vương đi thì những chiến hữu của anh ta sẽ nhìn anh ta với ánh mắt thế nào đây? Con cháu của Long Vương rải rác trên khắp cả nước, thậm chí trên toàn thế giới sẽ thù anh ta đến mức độ nào? Không dám, Long Vương lớn tiếng quát. Không dám, không dám, vậy cậu đang làm cái gì thế? Cậu dẫn theo bao nhiêu người bọn họ tới đây để làm gì? Nhận được mệnh lệnh nói rằng có người đánh thương chủ nhiệm Dương, cấp trên ra lệnh cho chúng tôi đến để đưa hung thủ đi. Lý Quốc Phong nói đâu ra đấy. Không biện hộ, cũng không thêm mắm dặm muối, càng đáng khen hơn nữa đó là anh ta không hề chủ động nói ra nỗi khổ sở, hay khó xử của mình. Người đánh người là tôi, cậu đưa tôi đi đi. Long Vương bao che nói. Bảo vệ, che chở cho con cháu là bản tính của mỗi một người làm quan, về mặt này thì Long Vương thể hiện rất rõ rệt. Chủ nhiệm Dương nói rằng người đánh ông ấy tên là Tần Lạc, là một người trẻ tuổi. Tôi phải đưa anh ta đi. Lý Quốc Phong nhìn chiếc Việt dã ở trước mặt, nói. Anh ta biết người trẻ tuổi đó đang ở trong xe. Có thể làm cho Long Vương yêu mến như vậy, thậm chí còn nhận tội thay như thế thì không thể không nói rằng, đây là một tên tiểu tử khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Nó nói cái gì thì là cái đó sao? Nó là cái thá gì chứ? Long Vương lại nổi điên lên. Lần này Lý Quốc Phong không đáp lại, anh ta chỉ cần nói rõ những điều cần nói là được, còn về phần quyết định thế nào thì đó là việc của Long Vương. Bất luận Long Vương muốn đi hay ở thì anh ta đều không thể lên tiếng, mà cũng không có quyền lên tiếng. Thấy Lý Quốc Phong không nói gì thì Long Vương cũng im lặng theo. Quốc Phong, bọn họ làm thế là để tôi phải khó xử đây mà. Long Vương nói, Lý Quốc Phong là thuộc hạ được một tay ông đề bạt lên, tất cả mọi người đều biết anh ta là người của Long Thiên Trượng. Nhưng giờ đây anh ta lại bị cấp trên phái tới bắt đồ đệ của Long Vương. Anh ta hiểu rất rõ người đó nghĩ gì. Nếu anh ta động thủ bắt người, thì anh ta sẽ bị người đời chỉ trích. Nhưng nếu anh ta thả người đi, thì anh ta coi như đã kháng cự lại mệnh lệnh, sẽ phải ra tòa án quân đội.
Đây là một thủ đoạn hèn kém nhất, và cũng là hữu hiệu nhất. Xin lỗi đã làm cho thủ trưởng phải khó xử. Lý Quốc Phong thấp giọng đáp, trong lòng anh ta cũng cảm thấy hết sức áy náy và tự trách bản thân mình. Mình không nên đến đây mới phải, đáng lẽ phải tìm một cái cớ để thoái thác, đáng lẽ phải nói là mình không được khỏe, đáng lẽ phải nói là mình đau bụng, đáng lẽ phải nói là mình đến nhà bà gì. Nói tóm lại là không nên đến đây để Long Vương phải khó xử. Nhưng bọn họ làm sao có thể để cho mình được toại nguyện chứ? Nếu mình không đến thì những người như Trương Khải La, Phách Đạo hay Đoạn Quốc Siêu phải làm sao đây? Bọn họ cũng có thể dùng những lý do như thế để thoái thác ư. Bọn họ cũng là những thuộc hạ cũ của Long Vương. Long Vương đối mặt với bọn họ thì không khó xử sao? Tần Lạc, Long Vương lớn tiếng gọi. Con đến đây rồi, Tần Lạc đẩy cửa xe bước xuống. Thấy Tần Lạc đi ra, Giê-xu cũng đẩy cửa xuống xe, đi sát theo sau Tần Lạc. Con đi theo bọn họ một chuyến đi. Long Vương nhìn Tần Lạc nói. Vâng, thưa sư phụ. Tần Lạc cười đáp. Khi đánh người thì hắn cũng đã rõ được cái kết cục này, chỉ có điều là không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy. Hắn những tưởng, bọn họ ít nhất thì cũng cho hắn đủ thời gian để lo liệu chỗ ăn chỗ ở cho Long Vương xong. Yên tâm, Long Vương nhìn Tần Lạc nói. Bọn họ không dám động đến con đâu. Sư phụ không phải lo đâu. Tần Lạc cười nói, con biết phải tự bảo vệ mình thế nào mà. Hắn biết rằng Long Vương khuyên mình yên tâm, nhưng kỳ thực ra thì bản thân Long Vương rất không yên tâm. Nếu không thì ông đã không nói ra câu nói này rồi. Long Vương vui mừng gật đầu, nói, Lý Quốc Phong, tôi giao cậu ta cho cậu. Ai dám động đến một đầu ngón tay cậu ta, thì tôi sẽ lấy đi cả bàn tay của người đó. Cậu cứ về nói thẳng với tên họ Điền đó, cứ nói là đây là tôi nói đấy. Vâng, Lý Quốc Phong đáp lại, sau đó lại hành lễ với Long Vương một lần nữa, nói, cảm ơn thủ trưởng. Đi đi, Long Vương phất tay nói. Hai người mặc đồ đen ở sau lưng Lý Quốc Phong tiến đến bắt Tần Lạc, vừa mới chạy đến trước mặt Tần Lạc, đang định ra tay thì thấy có một người đàn ông mắt xanh tóc vàng mặc đồ đen đứng sau lưng Tần Lạc và nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt đầy sát khí. Bọn họ trước giờ chưa từng gặp kiểu khiêu khích nào thế này. Một người giơ nắm đấm hướng vào mặt Giê-xu, còn người kia thì đá xuống bên dưới của Giê-xu. Giê-xu không lùi lại, tay anh ta đập thẳng vào tay của người đàn ông mặc đồ đen, còn chân thì đụng vào chân của người đàn ông định đá vào háng anh ta. Bốp, bịch, hai âm thanh phát ra, hai người đàn ông mặc đồ đen bị anh ta đập cho bay ra xa. Toàn thân bọn họ lùi hết ra sau, cho đến khi lùi đến trước mặt Lý Quốc Phong, được anh ta dùng tay giữ lại mới đứng vững được. Một người thì cánh tay run lẩy bẩy, còn một người thì chân cũng lập cà lập cập, gần như không thể đứng vững. Bọn họ nhìn người đàn ông ngoại quốc với ánh mắt hoảng sợ, không ngờ anh ta lại mạnh đến vậy. Anh bạn nhỏ, tránh sang một bên đi, việc này không liên quan gì đến cậu, Long Vương nói. Việc này rất có liên quan đến tôi, Giê-xu cười nói, tôi là vệ sĩ của Tần Lạc tiên sinh, có người muốn đem ông chủ của tôi đi, thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho người đó. Long Vương không ngờ người đàn ông ngoại quốc này đến cả mình cũng không nể mặt, đành phải quay ra nhìn Tần Lạc nói, hay là con nói đi. Tần Lạc vỗ vỗ vào vai Giê-xu, nói, không sao đâu. Tôi đi với bọn họ một chuyến, nếu anh ngăn cản thì sự việc trở nên rất phiền phức. Nhiều lúc tôi thực sự hy vọng mình có thể quay về nghiệp cũ. Giê-xu đùa giỡn nói, dứt lời, anh ta liền trách sang một bên. Nếu giờ anh ta vẫn còn là một sát thủ thì sẽ không cần phải khoanh tay chịu trói như trong trường hợp này rồi. Nếu thế thì sẽ không tiện cưa cẩm người đẹp nữa. Tần Lạc cười nói, hắn biết gần đây Giê-xu và Lữ Hàm Yên đang tiến rất gần lại với nhau, chỉ là vẫn chưa có chiến quả thực sự trong giai đoạn hiện tại mà thôi. Tôi đi với bọn họ, anh đưa sư phụ tôi đến chỗ đại đầu. Có một vị tiểu thư họ Văn Nhân sẽ đứng ở cổng đợi, anh giao sư phụ cho cô ấy là được rồi. Cô ấy sẽ sắp xếp tốt mọi thứ. Tôi sẽ làm vậy, Giê-xu nói. Tần Lạc dặn dò xong đâu đấy thì quay ra nói với Long Vương, sư phụ, thế con đi đây. Ừ, đi đi, Long Vương cười nói, trông ông giống như một người ông hiền từ nhìn theo bóng dáng của con cháu mình vậy. Đi mài giũa một phen cũng tốt, mối ân tình này, bọn họ sẽ ghi nhớ trong lòng. Con hiểu rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Long Vương để hắn đi cùng với Lý Quốc Phong, một phần là để cho Lý Quốc Phong biết đường mà ăn nói với cấp trên. Một phần là vì muốn tác thành cho Tần Lạc. Ngày trước Tần Lạc ra vào Long Tức với thân phận là đồ đệ của Long Vương, mặc dù vẫn tận tâm tận lực giúp Long Vương điều trị đôi chân,
nhưng lại chẳng có tiến triển gì mang tính chất đột phá cả. Những người khác có biết một người như hắn, nhưng chưa chắc đã xem trọng hắn. Nhưng nếu Tần Lạc bị bắt đi vì đánh cho tên đã xúc phạm Long Vương một trận nên thân, thì con cháu của Long Vương đều phải nợ hắn một mối ân tình. Đến lúc đó, bất luận Long Vương đối đãi với Tần Lạc ra sao, làm cho hắn những gì thì vẫn không có hiện tượng nói ra nói vào gì cả. Tần Lạc quay người ra nhìn Lý Quốc Phong, nói, chúng ta đi thôi. Lý Quốc Phong lại thi lễ với Long Vương một lần nữa, đang chuẩn bị rời khỏi đây thì Dương Độ Tập Tà Tập Tĩnh chạy từ trong viện điều dưỡng ra. Đợi tôi với, tôi đi cùng với các anh. Dương Độ la lớn. Ông ta chạy đến trước mặt Lý Quốc Phong, cười hề hề nói, là lão lãnh đạo phái các anh đến phải không? Anh ta chính là hung thủ đánh người. Anh nhìn mặt tôi xem, nhìn cánh tay tôi này, và còn cả chân nữa, giờ còn không đi được nữa cơ. Thấy Tần Lạc bị đưa đi mà Long Vương phải khoanh tay đứng nhìn mà không còn biết làm gì hơn, thì Dương Độ đắc ý lắm, cười khẩy nói, ác giả ác báo mà, không phải không báo mà là thời cơ chưa tới mà thôi. Bây giờ không phải đã chịu báo ứng rồi đó sao? Đừng cho rằng dựa vào ai đó mà có thể thích làm gì thì làm nhé, đợi khi nào quay về tao sẽ làm cho mày sống cũng không được mà chết cũng không xong. Tần Lạc cảm thấy phiền phức liền đưa mắt nhìn tên cặn bã này một cái, rồi quay qua nhìn Long Vương hỏi, sư phụ, còn đánh một trận thì phải ra tòa án quân đội, thế nếu đánh hai trận thì sao? Cũng là ra tòa án quân đội. Long Vương biết Tần Lạc định làm gì, liền cười đáp. Thế à, Tần Lạc cân nhắc một hồi rồi nói, thế thì để con đánh cho sướng tay cái đã. Tần Lạc cho luôn một quyền vào sống mũi của Dương Độ. Tiếp đó lại thêm một quyền ở dưới cằm nữa. Rắc, một âm thanh cất lên, cằm của Dương Độ bị chật khớp, chẳng còn cách nào để thở ra những lời khiến người ta chán ghét, khó chịu nữa. Bốp bốp bốp, bụp bụp bụp, a a a a a. Lý Quốc Phong như thể chẳng chú ý gì đến cảnh tượng diễn ra trước mắt mình, lớn tiếng hạ lệnh cho những thuộc hạ đứng sau lưng mình xếp thành hàng, đứng nghiêm. Nghỉ một chút, đằng sau quay. Chương 958, Thái độ và trí tuệ. Cổng của viện điều dưỡng được canh chừng nghiêm ngặt, khắp một con đường đều được bày bố đầy những vệ sĩ, hoặc ở trong bóng tối, hoặc ở ngoài ánh sáng. Văn nhân Mục Nguyệt mặc một bộ đồ trắng đứng ở trước cổng đợi, giống như chị Hằng trên mặt trăng hay nàng tiên dưới hồ vậy. Trên đầu còn có một chiếc mũ ren nhỏ, vừa không làm cho toàn thân chỉ hiện lên một màu trắng, lại với một điểm nhấn này đã khiến nàng trở nên tinh tế, thời thượng hơn. Dung mạo, khí chất của nàng giống như một nữ thần, nhưng kiểu cách ăn mặc trang điểm của nàng thì lại rất giống một người phụ nữ. Mã Duyệt mặc một bộ đồ công sở màu đen như ngày thường, nàng còn đeo thêm một chiếc kính màu đen cỡ lớn, bộ ngực căng mẩy, cặp mông tròn trịa, vì đeo chiếc kính này mà vẻ trói lào của nàng bị che đi không ít, hiện giờ trông nàng lý trí hơn rất nhiều, giống với một trợ lý cao cấp của một tập đoàn lớn. Nàng đứng ngay sau lưng văn nhân Mục Nguyệt, chỉ cách nàng có nửa bước chân, vừa có thể căn cứ theo những lời nói hay hành động của văn nhân Mục Nguyệt mà cung cấp các loại dịch vụ, lại vừa có thể nâng cao địa vị đặc biệt của văn nhân Mục Nguyệt lên. Văn nhân Chiếu với một bộ đồ kẻ ô trên người thì lại tỏ vẻ khó chịu, cậu ta đứng sau lưng văn nhân Mục Nguyệt nói, chị ơi, rốt cuộc là chúng ta đang đợi ai vậy? Sao cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa tới thế? Văn nhân Chiếu hôm nay vô công rồi nghề liền lái chiếc xe đua của mình đến công ty để tìm văn nhân Mục Nguyệt, nhưng đúng lúc nàng có chuyện phải ra ngoài nên cậu ta đã đi theo cùng tới đây. Suốt dọc đường cậu ta không ngừng tìm chủ đề để nói chuyện với Mã Duyệt. Nhưng Mã Duyệt căn bản không vì cậu ta là đại thiếu gia của gia tộc văn nhân mà để ý đến cậu ta. Mãi không thấy tiến triển gì thì cậu ta cũng cảm thấy vô vị, đành phải từ bỏ hành vi mê gái này của mình. Có điều, thỉnh thoảng ánh mắt lướt nhìn Mã Duyệt từ cậu ta vẫn thổ lộ rõ tâm tư cậu ta. Em có thể đợi, và cũng có thể đi. Văn nhân Mục Nguyệt lạnh tanh nói. Nàng đứng đó trông giống như cây bạch dương vậy, thẳng tắp, yên lặng, không vì đã đứng đợi cả nửa giờ đồng hồ mà tỏ vẻ khó chịu. Dù chỉ là một chút. Thế thì em vào bên trong ngồi nhé. Văn nhân Chiếu cười hì hì nói. Đợi anh rể đến rồi thì em lại ra. Sau đó cậu ta lại quay sang Mã Duyệt nói. Mã Duyệt, chị cũng vào đi. Dù sao thì chị tôi lúc này cũng không bận. Chị qua bên này nghỉ chân một chút. Mã Duyệt còn chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái. Vẫn đứng nguyên ở sau lưng văn nhân Mục Nguyệt mà không đáp lại lời nào. Hề hề, văn nhân Chiếu cảm thấy ngượng ngượng bèn vò vò đầu mình. Sau đó thì chạy đến phòng bảo vệ ở cạnh cổng lớn để uống trà ăn hoa quả. Những thứ này vốn dĩ là đội trưởng đội bảo vệ chuẩn bị cho văn nhân Mục Nguyệt, giờ lại để cho tên lười nhác này hất tay trên.
Đúng vào lúc này thì một chiếc xe Chevrolet màu đen từ từ tiến đến. Những vệ sĩ được gài khắp con đường gần đó đều từ từ tiến lại cùng với sự di chuyển của chiếc xe. Két! Chiếc Chevrolet dừng ngay trước mặt văn nhân Mục Nguyệt, sau đó một đám vệ sĩ từ tứ phía xông thẳng tới vây kín chiếc xe, không còn sót một lỗ hổng nào cả. Giê-xu tắt máy đi, nhảy ra khỏi ghế điều khiển, đang chuẩn bị kéo cánh cửa sau ra thì không ngờ cánh cửa đã bị người ngồi bên trong đẩy ra rồi. Long Vương hai tay chống quải trượng bước xuống xe, sau đó ánh mắt lướt nhìn văn nhân Mục Nguyệt đang nhanh chân bước tới, cười nói, cô chính là người bạn của Tần Lạc phải không? Văn nhân Mục Nguyệt hoan nghênh lão Long vào ở đây. Văn nhân Mục Nguyệt từ tốn nói. Long Vương gật gật đầu rồi lướt nhìn đám vệ sĩ một lượt, cười nói, chỉ là một người bỏ đi thôi mà, làm gì mà phải long trọng đến thế? Tần Lạc dặn dò, nhất định phải lo liệu cho tốt nơi ăn trốn ở của lão Long. Văn nhân Mục Nguyệt điềm tĩnh đáp lại, nàng không nói rằng những người này để lo bảo vệ an toàn cho ông, vì làm vậy sẽ khiến một số người tự kiêu tự đại cảm thấy bất mãn trong lòng. Sự an nguy của tôi lại còn cần đến mấy người bảo vệ ư? Chỉ với hai câu nói ngắn ngủi thôi mà Long Vương đã thấy rất có thiện cảm với văn nhân Mục Nguyệt rồi, nói, cô biết lão phu họ Long. Biết ạ, văn nhân Mục Nguyệt thẳng thắn nói. Tần Lạc nói cho cô biết ư? Không, văn nhân Mục Nguyệt đáp. Ánh mắt Long Vương bỗng trở nên sắc lẹm, nếu không phải Tần Lạc nói thì có nghĩa là cô đã ngầm điều tra tôi rồi sao? Tất cả những người bạn ở bên cạnh anh ấy thì tôi đều biết cả. Văn nhân Mục Nguyệt nói, tôi nghĩ, lão Long chắc cũng biết đến Mục Nguyệt chứ. Ha 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 ha, Long Vương cười lớn, ông nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói, cô quả là một cô gái thú vị. Hay, hay lắm, năm đó văn nhân Đình đại nạn mà không chết, quả nhiên bây giờ đã có một cô cháu gái tốt đây. Lão Long quá khen rồi. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Giê-xu một cái, hỏi, Tần Lạc đâu? Nụ cười trên mặt Long Vương bỗng biến dần đi, nhưng ông vẫn mỉm cười nói, bị bắt đi rồi. Ai? Văn nhân Mục Nguyệt khẽ sững người lại, có một vẻ bức bách, không giận mà uy. Long Vương thấy vậy thì thầm kinh ngạc, cái khí thế này bản thân mình có, Phó Phong Tuyết cũng có, nhưng ông lại thấy được nó trên người của một cô gái mới hơn 20 tuổi thì quả khiến cho người ta cảm thấy mới lạ vô cùng. Có thể tưởng tượng ra được, cô bé là một nhân vật mạnh mẽ rất có tiếng nói trong gia tộc văn nhân hay trong công ty tập đoàn dưới trướng gia tộc văn nhân. Nếu không thì khó mà có thể có được cái khí thế này. Long Vương nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói, cô bé, tôi hiểu ý của cô. Cô muốn cứu người, tôi cũng có thể hiểu được, nhưng nếu tôi nói cho cô biết, nếu cậu ta cứ ở trong đó thêm một phút thì lại có lợi thêm một phút. Cô hiểu ý tôi muốn nói không? Văn nhân Mục Nguyệt không nghĩ ngợi nhiều liền đáp, hiểu. Hiểu. Ông là sư phụ của anh ấy. Ông sẽ không hại anh ấy. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Long Vương nhìn văn nhân Mục Nguyệt mà như nhìn một con quái vật, một lát sau mới nói tiếp, Tần Lạc có thể quen được một người bạn như cô quả là phúc phận của cậu ta. Còn một câu nói nữa mà ông không nói ra, đó là có sự tồn tại của một người phụ nữ như văn nhân Mục Nguyệt đây thì chẳng phải chuyện tốt đẹp gì với Ly cả. Vì Long Vương chỉ là đến đây ở nhờ, chứ không phải là điều trị gì cả. Vì vậy mà nàng không xếp ông vào lầu trung tâm phục hồi chức năng, mà lại ở trong một căn biệt thự độc lập trong khu vực nghỉ ngơi. Kiểu biệt thự độc lập này tổng cộng là có 8 căn, văn nhân Đình 1 căn, văn nhân Mục Nguyệt 1 căn, cha của văn nhân Mục Nguyệt và chú bác của nàng mỗi người 1 căn. Những căn còn lại thì, dùng để dành cho khách, thậm chí đến cả văn nhân Liệt, văn nhân Hữu Chí, văn nhân Nhã Ca và những người khác đều không có căn biệt thự độc lập nào cả. Chỉ khi nào họ mắc bệnh nặng thì mới có cơ hội được vào ở một trong những căn biệt thự đó. Lão Long, nếu có gì không vừa lòng thì xin cứ nói. Ông là sư phụ của Tần Lạc, cũng là trưởng bối của tôi. Xin đừng khách khí, văn nhân Mục Nguyệt sau khi đích thân giới thiệu cho Long Vương những trang thiết bị trong căn biệt thự xong thì cung kính nói. Tốt lắm, Long Vương nói, ông không để ý đến hoàn cảnh sống cho lắm, cho dù có cho ông một căn nhà rơm thì ông cũng có thể sống được. Tôi muốn đi thăm một anh bạn nhỏ trong này. Khi đại đầu thấy Long Vương đích thân đến tận đây thăm mình thì lập tức nhảy từ trên giường xuống, tuy mặc quần áo bệnh nhân nhưng vẫn chào Long Vương đúng theo tiêu chuẩn nghi lễ trong quân đội. Nội thương của đại đầu đã khỏi từ lâu rồi, cậu ta vẫn còn nằm trong này đến giờ là vì đợi lớp da mới được cấy vào hình thành. Vì bên ngoài vi khuẩn khắp nơi, nếu trong thời gian hình thành lớp da mới mà không cẩn thận bị nhiễm khuẩn thì có lẽ phải đối mặt với lần phẫu thuật nữa. Xác suất thành công còn thấp hơn lần này rất nhiều. Thủ trưởng, đại đầu xúc động nói. Cậu làm tốt lắm, Long Vương mỉm cười nói với đại đầu.
Cảm ơn thủ trưởng. Dưỡng bệnh cho tốt, Long Vương nói. Bây giờ tôi với cậu đã trở thành hàng xóm của nhau rồi, có thời gian thì đến chỗ tôi ngồi nói chuyện phiếm nhé. Vâng thưa thủ trưởng, đại đầu đáp lại. Thủ trưởng, lần này nhất định không thể tha cho bọn chúng được. Long Thiên Trưởng rõ ràng là biết em là đại biểu của thủ trưởng, thế mà ông ta lại xúi giục đồ đệ của mình đánh em. Còn Phó Phong Tuyết thì lại vô cùng sắc láo, ngang ngược, ông ta còn đe dọa là giết em cũng chẳng có ai dám là gì được ông ta cả. Thằng Tần Lạc đó đánh người ta trong viện điều dưỡng thì cũng chẳng nói làm gì, nhưng khi Lý Quốc Phong đem người tới thì hắn lại một lần nữa ra tay đánh người. Lý Quốc Phong khi đó lại giả như làm ngơ, cho người quay sang hướng khác coi như không có chuyện gì xảy ra. Dương Độ mặt mày tím bầm, hai mắt sưng húp đến nổi không mở được ra nữa. Hai chân của Dương Độ lúc này không thể đứng lên nổi nữa, bắp chân dưới của ông ta cứ như bị ai đó chém cho hai nhát dao, khập khiễng không thể đứng vững nổi. Dương Độ mặt mày ủ rũ đứng trước một cái bàn lớn không ngừng đem những uất ức của mình ra sổ cho Trương Đại Trác nghe. Chát! Người đàn ông cao tuổi lập tức tát thẳng vào mặt Dương Độ không hề thương tiếc, làm cho Dương Độ nổ đom đóm mắt, in hẳn năm hình ngón tay đỏ chói lọi. Thằng ngu, ông lão nhìn Dương Độ quát lớn, khi đi tao nói với mày thế nào hả? Ta nói là bảo mày mời Long Thiên Trượng đi dưỡng bệnh. Thế mà mày lại làm cái trò gì thế hả? Mày cứ tưởng mày châm biếm đả kích ông ta một vài câu là tao sẽ xem trọng mày sao? Thằng ăn hại, đúng là một thằng ăn hại. Long Thiên Trượng rời đi là lẽ đương nhiên, mày tự nhiên tới đó gây chuyện, chỉ làm cho người khác thông cảm thêm cho Long Thiên Trượng mà thôi. Bây giờ người ngoài sẽ nhìn tao thế nào đây? Tiểu nhân lợi dụng cơ hội đục nước béo cò, qua cầu rút ván, hay là nén đá giấu tay? Mày không phải là đang giúp tao, mà mày đang hại tao, biến tao thành kẻ tiểu nhân. Dương Độ không ngờ rằng, bản thân ông chịu bao nhiêu tủi nhục, ăn đòn hết trận này đến trận khác như vậy. Mà vẫn còn bị sếp của mình chửi rủa một cách không thương tiếc. Thủ trưởng, em, về mà suy nghĩ lại những hành động ngu dốt của mình đi. Người đàn ông cao tuổi phẩy tay, cự tuyệt một cách vô tình. Chờ cho Dương Độ hai chân khập khiễng rời khỏi phòng làm việc. Lúc này cánh cửa trong căn phòng được mở ra, một thanh niên anh tú đẹp trai từ trong đó bước ra. Chú Điền, Dương Độ làm việc không tốt là do trí tuệ của ông ta. Nhưng nói cho cùng thì ông ta cũng chỉ vì chú nên mới làm những việc như vậy. Cháu thấy thái độ của ông ấy là rất tốt, có những lúc thái độ tốt lại hơn cả một trí tuệ tốt. So với Lý Quốc Phong, thì Dương Độ có vẻ lo lắng cho chú nhiều hơn. Nếu như không giúp cho ông ta chút được nỗi nhục này, thì e rằng người khác sẽ nhìn chúng ta với con mắt khác. Hoàng Thiên Trọng cười nói. Chương 959, dùng cách mà ông ta đối phó với người khác để đối phó với chính bản thân ông ta. Ông lão trầm ngâm một lúc, hỏi, cháu cho rằng nên giúp ông ta chút nỗi nhục này thế nào đây? Dùng cách mà ông ta đối phó với người khác để đối phó với chính bản thân ông ta. Ông ta đối xử với người của chúng ta thế nào thì giờ chúng ta đối xử lại với người của ông ta như thế. Hoàng Thiên Trọng thấy ông lão có ý nghe theo lời mình thì cố ghìm sự đắc ý trong lòng mình lại, thận trọng nói. Tần Lạc không phải đang ở trong tay chúng ta hay sao? Ông lão cau mày lại nói, làm việc chứ không phải kéo bè kết phái. Hắn ta bị đội thanh tra bắt về thẩm vấn điều tra về việc đánh người, liên quan gì đến chúng ta cơ chứ? Vâng, chú Điền nói phải lắm. Là Thiên Trọng lỗ mãng quá. Hoàng Thiên Trọng cuống quýt cúi đầu nhận lỗi. Một mặt hắn thấy ông già này có phần bé xé ra to, mặt khác thấy trình độ nói năng của mình quả thực là không thể bằng được mấy con cáo già đã dấn thân mình vào trong cuộc đấu tranh về chính trị nhiều năm này. Bất luận là ở lúc nào và ở đâu, bất luận cho họ có đối mặt với ai, cho dù đó là người tâm phúc hay người thân của mình thì những cái họ nói, những việc họ làm đều không thể có bất kỳ sơ hở nào cả. Ví dụ như chuyện lần này Long Vương bị đuổi ra khỏi Long Tức thì rõ, nếu không phải hai chân Long Vương bị tàn phế nhiều năm, không lập thêm công gì cho Long Tức, thì ông ta làm sao có thể một tay bày ra kế sách ép cung, này được chứ? Còn những lời nói của Hoàng Thiên Trọng thì lại rất dễ bị người ta nắm đằng đuôi, nếu có ai nghe được thì rất có thể sẽ dẫn đến một thảm họa lớn. Ông lão hứ lên một tiếng nói, bùn dở thì không thể chát lên tường được. Dạy dỗ bao nhiêu năm như thế mà chẳng có chút tiến bộ gì cả. Cháu không sợ mất mặt ông nội mình ư? Ngày sau cháu sẽ chú ý hơn. Hoàng Thiên Trọng cam đoan thêm lần nữa. Lúc này thì sắc mặt ông lão mới giãn ra được đôi chút, nói, cháu không nghe thấy khi Lý Quốc Phong đến báo cáo lại sao? Long Thiên Trưởng đã nói rồi, nếu ai động đến một ngón tay của Tần Lạc thì ông ta sẽ chặt đứt cả bàn tay của đối phương.
không nên sinh chuyện vào lúc này, chứ nếu làm cho lão già mãi không chết đó tức điên lên rồi ông ta làm chuyện gì quá khích, thì đều không có lợi cho việc cháu lên nhiệm chức sau này. Chú Điền, có điều này cháu không biết có nên nói ra hay không? Hoàng Thiên Trọng thấp giọng nói. Cứ nói đi, không sao. Long Thiên Trượng nói nếu ai động vào Tần Lạc một đốt ngón tay thôi thì ông ta sẽ chặt đứt cả bàn tay người đó. Lời nói của ông ta mang đậm hàm ý uy hiếp, Lý Quốc Phong là người thân tín của ông ta, câu nói này e rằng đã được anh ta truyền miệng cho mọi người nghe hết rồi. Chúng ta biết thì người khác cũng biết, hiện giờ đang trong giai đoạn xem ai thế cao hơn ai. Long Thiên Trượng bị ép rời khỏi Long Tức, thì chúng ta vốn đã chiếm thế thượng phong, nhưng nếu chúng ta dừng tay lại vì lo sẽ gây nên chuyện, thì người ta nhất định sẽ cho rằng chúng ta sợ câu nói đó của Long Thiên Trượng. Nếu mà như thế thì tình hình lại trở nên bất lợi cho chúng ta. Những kẻ đang theo dõi thái độ đôi bên khi thấy Long Thiên Trượng uy phong không bị thuyên giảm thì chưa biết chừng lại nhảy ra nói giúp cho ông ta cũng nên. Chứng cứ Tần Lạc đánh quan chức cấp cao trong bộ quân đội rõ mồn một ra đấy, bao nhiêu người của Long Tức và đội thanh tra đều nhìn thấy. Hơn nữa, Dương Độ bị trọng thương nghiêm trọng như vậy, thì cũng nên nhập viện để kiểm tra điều trị chứ. Lấy chứng cứ việc Tần Lạc đánh người từ trên người ông ta cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nếu hắn ta không chịu khai ra, thì dùng chút hình phạt cũng là lẽ thường tình thôi. Người ngoài còn có thể nói gì được chứ? Ông lão nhì Hoàng Thiên Trọng, cười hề hề nói, không tệ chút nào. Vẫn coi như có chút hiểu biết đấy. Chú lại cứ lo là cháu một lòng vì muốn ngồi vào vị trí đó mà bỏ qua cả những việc này cơ đấy. Phải biết rằng cái xã hội này chính là như thế đó, không phải gió đông áp đảo gió tây, thì là gió tây chèn ép gió đông. Bất kể cho cháu là gió đông hay gió tây thì chỉ cần cháu áp đảo được đối phương thì những luồng gió khác sẽ tự khắc thuận theo chiều gió của cháu. Lần này chúng ta không thể khoan nhượng được. Hoàng Thiên Trọng không phải là vì gió đông áp đảo gió tây hay gì cả, mà chỉ là hắn đang muốn thu lại chút lợi tức từ trên người Tần Lạc mà thôi. Hắn hận Tần Lạc, hận đến thấu xương. Hắn luôn cho rằng Long Tức vốn là của hắn, hắn mới là người thừa kế Long Tức hợp pháp nhất và cũng là người duy nhất. Nhưng kết quả cuối cùng lại là hắn bị trục xuất ra khỏi cửa, còn một tên vô lại vốn dĩ vô danh tiểu tốt mà trong mắt mình thì có thể bỏ qua, lại trở thành cục cưng của Long Tức. Lại càng làm hắn tức hộc máu mồm đó là, mẹ hắn đã từng tìm đến Phó Phong Tuyết mà không lấy được tấm minh bài của ông ta, vậy mà ông ta lại tặng nói cho Tần Lạc. Tần Lạc đi đứng thoải mái trong Long Tức, hắn xưng huynh gọi đệ với những thành viên trong Long Tức, hắn còn cứu cả Ly và quân sư nữa. Hắn có thể điều động lực lượng trong Long Tức để phục vụ mục đích riêng của mình. Mỗi lần nghe thấy tin này thì Hoàng Thiên Trọng lại đau khổ như bị con gì cắn xé cõi lòng vậy, tựa hồ người phụ nữ vốn thuộc về mình mà lại bị một người đàn ông khác đưa đi khắp nơi khoe khoang vậy. Hắn hận Long Vương nhưng lại khát khao được Long Vương yêu mến, vì Long Vương là người anh em tốt của cha hắn, là bậc chú bác của hắn. Nhưng Long Vương như thể chưa từng coi hắn ra gì, không những không giúp đỡ hắn, mà còn đạp bay hắn đi. Điều này đối với một người đàn ông kiêu căng ngạo mạn mà nói thì quả là một sự sỉ nhục đến tột độ. Hắn không đoạt được thì thôi, nhưng người khác lại đoạt được, hơn nữa lại là người mà hắn khinh rẻ, coi thường. Điều đó khiến cho Hoàng Thiên Trọng nổi giận từng cơn. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì chứ? Hắn ta cướp đi vinh quang của mình, cướp đi quyền lợi của mình, cướp đi sự tôn sùng mà đáng lẽ ra thuộc về mình. Hắn còn muốn cướp đi cả mẹ của mình nữa. Lần trước thấy Lạc Sân dùng chiếc áo trường bào của Tần Lạc để che ngực về, khiến cho hắn có cảm giác như muốn phát điên lên. Mà hắn còn nhìn rõ được cổ ngực áo phía trước của bà bị xé rách. Là ai đã làm chuyện này? Là ai đã làm thế? Là ai? Long Thiên Trượng không bao giờ làm vậy. Những người khác thì không dám làm. Có thể làm và dám làm chuyện đó chỉ có Tần Lạc. Và chỉ có con sắc lang hạ lưu đê tiện khốn kiếp này mới đi làm chuyện đó. Nhưng điều làm cho hắn tức nhất, đó là khi hắn có ý định kéo cái áo ngoài đó trên người Lạc Sân xuống, thì bà lại giữ chặt lấy nó. Như thế là có ý gì chứ? Hoàng Thiên Trọng không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ nữa. Thật kinh khủng. Nếu cứ để cho sự việc phát triển theo chiều hướng của nó, thì liệu có phải hắn sẽ có một người cha dượng không? Hắn thà tự tay giết chết Tần Lạc hoặc mẹ mình. Chứ hắn không hy vọng xảy ra chuyện này chút nào. Hắn sẽ không bao giờ ra tay giết chết mẹ mình, vì vậy mà. Tần Lạc chính là vật hy sinh thích hợp nhất. Và càng kỳ diệu hơn đó chính là giờ đây cơ hội đã đến rồi. Chú Điền, việc này cứ giao cho cháu làm đi. Hoàng Thiên Trọng chủ động nhận việc về mình. Cháu nhất định sẽ làm thật chu toàn,
sẽ không để bất cứ người nào nắm đằng chui đâu. Ông già có chút bực bội, bất mãn vì việc hắn vẫn không hề có chút tiến triển gì, ông nhìn Hoàng Thiên Trọng, thở dài nói, Thiên Trọng, chú vừa mới khen cháu có cái nhìn đại cục, không ngờ cháu lại đi vào lối mòn rồi. Lòng thù hận trong con người cháu lớn quá, như thế thì chưa làm thương đến người khác thì đã tự làm thương đến mình rồi. Nếu cháu có thể ghìm cơn thịnh nộ trong người mình xuống một chút, thì cháu sẽ hiểu cháu không phải là người thích hợp nhất trong việc này. Vâng, Hoàng Thiên Trọng bị ông lão giáo huấn cho một phen thì trong lòng có phần không thoải mái, nhưng vẫn phải cố kìm nén bản thân, giả bộ tỏ ra cảm kích đến rơi nước mắt. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo ông nội mình mất sớm, ai bảo cha mình mất còn sớm hơn chứ. Để Dương Độ đi làm việc này đi, ông lão nói. Cháu hiểu rồi ạ, Hoàng Thiên Trọng gật đầu nói. Hơi cân nhắc một chút thì hắn cũng hiểu vì sao ông lão lại làm vậy. Bây giờ thì hắn cũng cho rằng Dương Độ đúng là người thích hợp nhất. Thứ nhất, Dương Độ bị Tần Lạc đả thương, ông ta ôm hận báo thù cũng là lẽ thường tình. Thứ hai, nếu Tần Lạc bị đánh thương hoặc bị đánh chết, có người nhảy ra nói đỡ cho Tần Lạc, thì chú Điền hoàn toàn có thể gạt phăng mối quan hệ, sẽ không để người ta thấy rằng Dương Độ làm thế là do bị người ta sai khiến. Thứ ba, và cũng là điểm mấu chốt, Dương Độ như một quân cờ có thể bỏ đi khi tình hình trở nên xấu, còn hắn thì không thể. Đây mới là bước đi trí tuệ, đi một bước thì nhìn ba bước, sớm dự trù đường lui trước. Đi đi, ông lão khoát tay nói, bộ dạng nhìn có vẻ uể oải. Người xưa vẫn nói, gia đình đạo đức thì được truyền cả 10 đời trở lên, tiếp đó là gia đình làm ruộng, tiếp nữa là gia đình học thức, còn gia đình phú quý thì sẽ không vượt quá được 3 đời. Rất ít người biết được những câu phía trước, những câu nói, phú quý không quá 3 đời, thì lại được lưu hành rộng rãi. Đại ý muốn nói rằng con cháu đời sau được sống an nhàn sung sướng, nhưng không có ý chí phấn đấu như những bậc tiền bối đi trước thì gia tài sẽ dần bị thuyên giảm, cuối cùng sẽ cạn kiệt mà hết. Vương Cửu Cửu xuất thân từ một gia đình quân đội, ông nội là quân nhân, chú bác cũng là quân nhân, thậm chí đến cả cô, thím hay bà nội cũng đều là quân nhân hết cả. Tính ra thì nàng là đời thứ 3 trong một gia đình quân nhân thực thụ. Mặc dù tiền trong nhà nàng không lên đến hàng chục tỷ nhân dân tệ như những gia tộc giàu có khác, nhưng từ nhỏ tới lớn nàng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác thiếu tiền bao giờ. Có thể là vì cách giáo dục đặc biệt của gia đình hoặc do di truyền về mặt tình trường từ người mẹ có 102 của mình mà tính cách nàng vẫn luôn độc lập, tự chủ, đơn giản, lương thiện, tự nhiên nhưng lại cứng cỏi, mạnh mẽ. Vì ông nội lo rằng nàng khi ở khu quân đội phía Bắc thì sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt, nên đã cho nàng đến khu quân đội phía Nam, một nơi hoàn toàn xa lạ đối với nàng. Như thế thì chỉ ngoài một số ít người biết nàng ra thì gần như không ai biết Vương Cửu Cửu là đại tiểu thư nhà họ Vương ở Yến Kinh. Từ một sinh viên trở thành một quân nhân, điều đó đối với một cô gái mà nói thì quả là một sự thách thức cao độ. Nhưng nàng đã cắn răng kiên trì đến tận giờ. Để gìn giữ tình yêu của mình, để thực hiện lời hứa với ông nội, để không cho những người biết nàng là họ Vương kia chê cười. Nàng không những phải làm mà còn phải làm cho thật tốt, tốt hơn những người khác nữa. Để đủ tư cách trở thành một quân nhân, thì ban ngày nàng phải học kiến thức về quân sự, buổi tối còn phải tham gia những buổi huấn luyện nghiêm khắc thậm chí là hà khắc là đằng khác. Vì thế mà mỗi ngày, khi nàng quay trở về phòng ngủ thì đều ngã vật ra giường, thậm chí đến cả sức để bò dậy để đi vệ sinh hay rửa ráy cũng không có nữa. Nàng vừa mới nằm ngã rụi xuống giường thì chiếc di động trong túi vang lên. Nàng bấm nút nghe rồi cười nói, hổ nữ, sao lại nhớ tới chị rồi? Chị Cửu Cửu, chị mau về Yến Kinh một chuyến đi. Tần Lạc bị đội thanh tra bắt đi rồi, có thể còn phải ra tòa án quân đội đấy. Giọng nói gấp gáp của hổ nữ truyền lại. Chương 960, đây là một trận chiến. Ở nơi đất khách quê người khiến cho người ta nhớ quê hương ra giết. Một mình sống ở Dương Thành, không bạn bè, không người thân, ngày nào cũng một mình một bóng. Làm cho một cô gái nhanh nhỏ hoạt bát như Vương Cửu Cửu có phần phát điên lên. Cũng may mà nàng rất có duyên, thường xuyên có bạn học gọi điện đến hỏi thăm nàng, còn hổ nữ thì ngày nào cũng như ngày nào đều đặn gọi điện cho nàng, bất kể mưa to gió lớn. Trong điện thoại, hổ nữ sẽ nói cho Vương Cửu Cửu nghe những chuyện thú vị, lạ lùng mà mình tai nghe mắt thấy ở Yến Kinh mỗi ngày. Mặc dù Vương Cửu Cửu đang sống ở nơi khác, nhưng cũng có thể nắm vững thông tin về Yến Kinh qua mỗi đợt nấu cháo điện thoại đường dài. Ít nhất thì nàng cũng không thể để mình trở thành một người ngoài cuộc của cái guồng quay đó. Lui ra ngoài thì dễ nhưng muốn vào trong thì lại khó khăn vô cùng. Được sự ủy thác của Vương Cửu Cửu,
hổ nữ luôn lưu tâm đến nhất cử nhất động của Tần Lạc. Hôm nay khi nàng còn đang ở trên lớp thì nhận được điện thoại của một người bạn làm trong bộ tham mưu. Người bạn đó nói rằng Tần Lạc đánh thương một quan chức trong bộ tham mưu, hiện đang bị đội thanh tra bắt đi, có thể sẽ bị đưa đến tòa án quân đội để xử phạt. Hổ nữ vừa nghe đến đây thì lo sốt vó lên, Vương Cửu Cửu đã từng nói với nàng rằng, việc Tần Lạc cứu rỗi Trung Y sẽ động chạm tới lợi ích của rất nhiều người, dặn dò đi dặn dò lại nàng là nhất định phải bảo vệ sự an nguy của Tần Lạc. Giờ hắn xảy ra chuyện, thì mình biết ăn nói ra sao với Vương Cửu Cửu đây. Nàng vừa xin phép thầy giáo một tiếng là vội vàng chạy ù về nhà, vừa vặn cha nàng hôm nay ở nhà, sau đó nàng liền năn nỉ cha mình nói giúp Tần Lạc vài câu rồi chuộc hắn ra ngoài. Không ngờ cha nàng không những không đồng ý mà còn giáo huấn nàng một trận, kêu nàng lần sau không được hỏi đến chuyện này nữa. Cha đã không muốn giúp, mà khả năng của hổ nữ lại không đủ để làm cho đội thanh tra thả người. Nàng biết việc này không thể giấu giếm thêm được nữa, bèn lập tức gọi điện thoại thông báo cho Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu nghe hổ nữ nói xong thì nhảy phát từ trên giường xuống, cơn buồn ngủ và nỗi mệt mỏi thoát một cái đã biến đi đâu mất, nàng sốt ruột hỏi, hổ nữ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đội thanh tra vì sao lại bắt anh ấy? Tình hình hiện giờ ra sao rồi? Có thế lực gì đứng đằng sau thôi thúc làm chuyện này không? Chị Cửu Cửu, tình hình cụ thể thì em cũng không rõ nữa. Cha em không nói, em tìm gặp những người khác để hỏi thì cũng chỉ biết là anh ấy đánh một gã tên là Dương Độ, còn những thông tin khác thì không tài nào điều tra ra được. Anh ấy có bị thương không? Em không biết nữa, hổ nữ ấy này nói. Em đã bảo Mộc Đầu đến đội thanh tra nghe ngóng tình hình rồi. Anh ấy có chút quan hệ ở trong đó, nếu có thể vào bên trong được thì càng tốt. Giúp chị đặt vé máy bay đi, trong vòng một giờ đồng hồ chị sẽ đến sân bay. Vương Cửu Cửu lòng nóng như lửa đốt nói. Nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng tính mẫn cảm về chính trị có sẵn trong con người nàng mách bảo cho nàng biết việc này không bình thường chút nào. Tần Lạc sao có thể bị người ta bắt đi được chứ? Sư phụ của anh ấy là Long Vương, lại có một người bạn là văn nhân Mục Nguyệt, anh ấy còn có thế lực của Vương gia mà mình là người đại diện nữa. Còn có một chi tiết khiến cho nàng phải nghi hoặc, theo đạo lý mà nói, thì cha của hổ nữ không đời nào không biết mình và Tần Lạc là bạn của nhau, nhưng khi hổ nữ đến tìm ông ấy, thì ông ấy lại từ chối giúp đỡ, đã vậy còn dặn dò hổ nữ không được hỏi han gì về chuyện này. Rốt cuộc là bọn họ đang lo lắng điều gì vậy? Nàng biết rằng, cho dù nàng có gọi điện về cho cha mình để nhờ ông giúp đỡ thì rất có thể cũng sẽ nhận được đãi ngộ giống như hổ nữ mà thôi. Nàng phải quay về gặp ông nội mới được. Chỉ có ông nội mới có thể cứu anh ấy. Chỉ có ông nội mới bằng lòng cứu anh ấy. Dù gì thì trong lần gặp trước ở Vương gia, Tần Lạc đã để lại ấn tượng khá sâu sắc với ông. Tất nhiên, ngoài ông nội ra, thì anh ấy đã đắc tội với toàn bộ những người còn lại trong Vương gia. Được, hổ nữ đáp lại một cách sảng khoái. Em gọi điện bảo người đặt vé ngay bây giờ. Vương Cửu Cửu cất di động vào túi, sau đó sờ soạng chiếc ví trên giường xong cái là chạy luôn ra ngoài. Vừa mới kéo cánh cửa phòng ra thì đã nhìn thấy hai vị quân nhân trẻ tuổi đứng trước cửa với vẻ mặt nghiêm nghị. Vương Cửu Cửu giật thót mình một cái, rồi đưa ánh mắt sắc lẹm về phía họ, hỏi, hai người muốn làm gì? Vương Cửu Cửu, đội trưởng mời cô đến phòng làm việc của ông một chuyến. Anh chàng đầu đinh đứng bên trái nhìn Vương Cửu Cửu mỉm cười nói. Đội trưởng bảo tôi đến phòng làm việc để làm gì? Vương Cửu Cửu dĩ nhiên chẳng muốn đi chút nào. Sao vừa mới nhận được điện thoại thông báo tình hình của hổ nữ thì đội trưởng ở đây lại bảo mình đến phòng làm việc của ông ấy nhỉ? Như thế không phải là trùng hợp quá hay sao? Nàng biết chắc rằng, có người trong Vương gia ở Yến Kinh đang thao túng việc này. Bọn họ muốn để mình ở lại Dương Thành, bọn họ không muốn mình bị cuốn vào vụ án này. Nhưng mình có thể đứng bên ngoài sự việc được sao? Vương Cửu Cửu cười nhạt. Không thể được, vì người bị bắt đi là người đàn ông của mình. Là người đồng hành trong cuộc sống của nàng, là người cha tương lai của con nàng. Nàng muốn cứu hắn. Chẳng có ai có thể ngăn cản được cả. Tôi không biết, đầu đinh nói, chúng tôi chỉ phụ trách truyền đạt lại. Hay là cô cứ đi cùng chúng tôi một chuyến đi. Vương Cửu Cửu ôm lấy bụng, giả bộ đau đớn quằn quại, nói, hai người cứ quay về trước đi, một lát nữa tôi sẽ tìm gặp đội trưởng. Ngày đó của tôi đến rồi, trong ký túc không có băng vệ sinh. Tôi phải đi ra ngoài mua một ít về dùng mới được. Đầu đinh sửng sốt nói, không phải là trùng hợp thế chứ? Là trùng hợp thế đấy. Vương Cửu Cửu cười khổ nói. Hai vị đại ca, mau để cho tôi đi đi, nếu không.
thì... Mặt Vương Cửu Cửu khẽ đỏ lựng lên, vì nàng xấu hổ không biết phải nói ra những lời sau đó thế nào nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thế cũng được, đầu đinh nói, đi sớm về sớm nhé. Chúng tôi ở cổng đợi cô đấy. Cảm ơn hai vị đại ca, cảm ơn nhiều lắm. Vương Cửu Cửu vội cúi người nói lời cảm ơn, sau đó thì lách qua người bọn họ mà đi. Đợi một chút, người đàn ông mặt tròn giơ tay ra ngăn Vương Cửu Cửu lại nói, Trương Thái, anh đang làm cái gì thế? Anh không nhớ mệnh lệnh của đội trưởng à? Ông ấy muốn chúng ta lập tức đưa Vương Cửu Cửu đến phòng làm việc của ông ấy, không thể để cô ấy rời khỏi tầm nhìn của chúng ta. Nhưng ngày đó của người ta đến rồi mà, Trương Thái nói. Thế cũng không được, người đàn ông mặt tròn nói. Vương Cửu Cửu, mau đi với chúng tôi đi, đội trưởng đang ở phòng làm việc đợi cô đấy. Từ trong lời nói của người đàn ông mặt tròn thì Vương Cửu Cửu lại càng khẳng định được suy đoán của mình là đúng. Chắc chắn là có người nói với đội trưởng rồi, sau đó bảo đội trưởng giữ chặt chân mình ở Dương Thành. Hai vị đại ca, tôi đúng là ngày ấy đến rồi mà, bây giờ tôi... Vừa nói, Vương Cửu Cửu vừa khẽ khom mình xuống, sau đó đấm thẳng vào cằm của người đàn ông mặt tròn. Bốp, rắc, không kịp tránh né vì quá bất ngờ, người đàn ông mặt tròn bị đánh trực diện, chật luôn khớp cằm. Vương Cửu Cửu thừa thắng xông lên, lại cho một đòn bằng đầu gối vào bụng anh ta. Anh chàng mặt tròn vốn cao hơn Vương Cửu Cửu cả một cái đầu, vậy mà vẫn phải khom hết cả người lại, tiếp đó Vương Cửu Cửu lại dùng cùi chỏ đập mạnh vào lưng anh ta một cái, anh ta liền ngã đánh, bịch, một cái ra đất. Lúc này đầu đinh mới kịp thời phản ứng, định ra tay ngoắc cổ Vương Cửu Cửu lại, nhưng Vương Cửu Cửu đã sớm đưa chân ra cho anh ta một cước vào háng. Đầu đinh thét lên một tiếng, sau đó liền ông lấy đúng quần quỳ sụp xuống đất. Vương Cửu Cửu ra tay bất ngờ, vừa nhanh lại vừa hiểm. Làm cho hai người đàn ông không kịp có bất kỳ phòng bị gì, căn bản là không thể chống đỡ nổi. Nàng sau khi hạ gục hai người đàn ông thì nhanh chóng bước qua người bọn họ, chạy nhanh như chớp xuống lầu dưới. Ở đây nàng không có xe riêng của mình, mà trong bãi đỗ xe thì phải cần đến chìa khóa mới có thể mở được. Nàng không có chìa khóa, lại không thể mở được cửa xe ra là có thể khởi động xe như những diễn viên chính trong phim được, nên đành phải dùng đôi chân của mình để chạy nhanh ra cổng. Chạy! Mau chạy thật nhanh. Bóng dáng của nàng trở nên cô độc, nhỏ bé giữa một doanh địa rộng lớn, giống như một quân nhân thấp bé nhẹ cân đang xông về phía trước nơi chiến trường. Trong một căn hộ trên lầu 3, có hai người đàn ông đang đứng ở ban công nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của nàng. Thật ngưỡng mộ cậu ấy. Một người đàn ông trẻ tuổi nheo mắt cười nói, có thể tìm được một người phụ nữ tốt như thế bằng lòng nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì cậu ấy. Người đàn ông đứng sau chỉ biết im lặng không nói. Anh ta với vẻ mặt điềm tĩnh, như thể không nghe thấy gì vậy. Người đàn ông đứng trước quay đầu lại nói với ông ta, đội trưởng Đỗ, yên tâm đi. Nếu ông nội tôi trách tội anh thì anh cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi là được. Nếu đã không biết việc này thì thôi, chứ nếu đã biết rồi thì... Tôi không thể không để cho em dâu tôi đi cứu người anh em của tôi được. Cảm ơn Hạ thiếu gia đã hiểu cho. Đội trưởng Đỗ giờ mới thở phào một tiếng nói. Mấy lão già này... Không biết rốt cuộc bọn họ đang nghĩ gì nữa. Người đàn ông trẻ tuổi thở dài nói. Tên ái đó chắc cũng biết chuyện này rồi cũng nên. Với tính cách của hắn ta, thì không biết hắn ta sẽ làm gì đây. Thật mong đợi. Vương Cửu Cửu gần như chạy một mạch đến cổng, dáng cao chân dài, dung mạo xinh đẹp, nàng mặc trên người một bộ đồ giản dị, không những không khiến cho người ta thấy thế là quê mùa mà ngược lại. Còn rất đẹp mắt nữa. Lúc ở trên máy bay đã có mấy người đàn ông không biết sống chết là gì đã mò đến bắt chuyện làm quen, đều bị nàng từ chối thẳng thừng. Nàng chạy thục mạng đến đây thì lại càng thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Chị Cửu Cửu, một cô gái mập mạp đứng ở chỗ ra vào vẫy tay gọi nàng. Vương Cửu Cửu chạy đến ôm nàng vào lòng, nói, đưa chìa khóa xe cho chị. Em tự về nhà đi. Chị Cửu Cửu, em đi với chị nhé. Nữ mập lo lắng nói. Không cần đâu. Vương Cửu Cửu ương ngạnh nói, đây là một trận chiến của chị. Chương 961, em không ngại mất chút danh tiếng. Két, chiếc Hummer quân sự màu xanh dừng lại trước cửa một biệt thự của Phong Sơn Bạch Lộc Sơn Trang. Cửa xe mở ra, một nữ quân nhân trẻ tuổi phong thái hiên ngang, oai hùng, dáng người xinh đẹp bước ra khỏi xe. Nàng đi một đôi giày da cổ cao, bước tới trước cửa chính, cánh cửa gỗ mở ra. Một nữ y tá trẻ tuổi cung kính nhìn nàng, tươi cười nói, tiểu thư, cô đã về rồi. Tiểu Nguyệt, ông nội tôi có khỏe không?
Tính cách của Vương Cửu Cửu hòa nhã, hòa đồng với người làm, vệ sĩ trong nhà. Chính vì vậy những vệ sĩ, người làm nhìn thấy Vương Cửu Cửu không có dáng vẻ sợ hãi, cẩn thận như nhìn thấy những con cháu khác của Vương gia. Thỉnh thoảng bọn họ còn vui đùa mấy câu với nàng. Trong một gia tộc như thế này, nàng có thể duy trì mối quan hệ này với bọn họ có thể nói là hiếm thấy. Thủ trưởng đang câu cá ở sau núi. Săn sóc viên cao cấp có tên là Tiểu Nguyệt trả lời, ông nói cô về thì tới tìm ông. Vương Cửu Cửu sững sờ rồi nàng chạy nhanh ra sau núi. Nhất định tin tức bên Dương Thành không thể ngăn cản nàng đã được truyền về Yến Kinh. Sao ông nàng có thể không biết nàng đã quay về Yến Kinh? Ở Phong Sơn Bạch Lộc, trong mỗi biệt thự đều có một cửa sau. Ở sau mỗi cánh cửa này đều có một cái hồ tự nhiên không nhỏ nhưng cũng không lớn. Ánh sáng như phủ một lớp tơ vàng trên mặt hồ, bóng dáng những cây liễu thướt tha màu xanh in bóng trên mặt nước. Ở cạnh những gốc cây bốn xung quanh hồ có ba ông già đang ngồi trên ghế câu cá. Hai mắt bọn họ nhắm nghiền như đang ngủ vậy. Có một cái phao bị con cá cắn mồi mắc câu lôi đi nhưng người câu vẫn chưa phát hiện ra. Hồng Nhan Dịch Lão, anh hùng tuổi xế chiều. Năm xưa những ông già đang ngồi ngủ này đều là những nhân vật danh chấn Trung Quốc. Bây giờ bọn họ đều đã già. Bọn họ chỉ biết trồng hoa, câu cá, hưởng thụ sự chăm sóc tuổi già của con cháu. Nhưng khi có kẻ nào vì điều này mà coi thường bọn họ thì kẻ đó sẽ nhận được tai họa vạn kiếp không quay lại được. Vương Cửu Cửu liếc mắt nhận ra ông của mình bởi vì ông chính là người đang cầm cần câu có cá cắn mồi, kéo chìm phao xuống. Cái phao hết chìm lại nổi, nhấp nhô, trông rất vui mắt. Vương Cửu Cửu đi tới cầm cần câu giật mạnh, một con cá chép đỏ quẫy mạnh bắn lên khỏi mặt nước. Khi Vương Cửu Cửu còn nhỏ, nàng thường xuyên đi câu cá với ông. Ông dùng cần câu to, nàng dùng cần câu nhỏ. Hai người so sánh xem ai câu được nhiều cá. Lần nào Vương Cửu Cửu cũng rất chăm chú câu cá nhưng lần nào cũng câu được nhiều cá hơn của ông mình. Một lần ngẫu nhiên Vương Cửu Cửu phát ra rằng ông nàng lần nào cũng cố ý bỏ cá ông câu được vào chiếc thùng cá nhỏ của nàng. Nguyên nhân chỉ là ông muốn nàng duy trì tâm trạng háo thắng, đua tranh của nàng mà thôi. Sau này Vương Cửu Cửu lớn lên, đi học, không có nhiều thời gian tới câu cá cùng với ông nhưng nàng không bao giờ quên khoảng thời gian câu cá này. Được, rất xinh đẹp. Đột nhiên ông lão mở mắt cười ha hả nói. Vương Cửu Cửu nhanh nhẹn tháo con cá chép ra khỏi lưỡi câu. Sau khi bỏ cá vào thùng, nàng móc mồi câu mới, bỏ dây câu xuống hồ rồi mới rửa tay, cầm cái ghế đã được chuẩn bị trước ở cạnh đó ngồi xuống bên cạnh ông mình. Ông, cháu đã về. Vương Cửu Cửu nói. Ông biết là không ngăn được cháu. Ông lão thở dài nói. Ông không nên ngăn cản cháu. Vương Cửu Cửu cố gắng tranh cãi. Thế nào, còn trách ông sao? Ông lão cười tủm tỉm nhìn Vương Cửu Cửu hỏi, lúc này ông không có vẻ uy nghiêm của một người nắm giữ địa vị cao một thời gian dài, mà càng có vẻ tự ái của người ông trong nhà. Không, Vương Cửu Cửu nói thẳng, cháu biết ông làm như vậy nhất định là có lý do. Đúng vậy, ông lão gật đầu nói, trong đám con cháu đời thứ ba của Vương gia chỉ có cháu là người có đôi mắt nhanh nhẹn và trí tuệ đánh cờ. Đây cũng chính là nguyên nhân trước đây ông tức giận khi cháu lựa chọn học trung y. Cháu là mầm non cần bồi dưỡng tham chính. Trên suốt đoạn đường từ Dương Thành tới Yến Kinh, cháu đã suy nghĩ chưa? Bây giờ cháu đã hiểu chưa? Đúng vậy, Vương Cửu Cửu gật đầu, cháu nghĩ ông không muốn Vương gia tham gia ván cờ này. Đối phương là ai? Điền Chân, ông lão bình tĩnh nói hai từ. Ông ta, hai hàng mi thanh tú của Vương Cửu Cửu thoáng cau lại, tại sao ông ta lại có mâu thuẫn với Tần Lạc? Cháu quá đề cao người bạn kia của cháu. Ông lão khẽ mỉm cười nói, cậu ta chỉ là một quân cờ đấu tranh anh dũng mà thôi. Có người lợi dụng anh ấy. Giọng nói Vương Cửu Cửu vô cùng tức giận. Lợi dụng là thật nhưng nói có ý đồ xấu thì không nhất định. Ông lão cầm bàn tay nhỏ bé của Vương Cửu Cửu, ông nhẹ nhàng vuốt mờ u bàn tay nàng, ý bảo nàng hãy trấn tĩnh, không nên quá kích động. Long Thiên Trượng đối xử với cậu ta như con ruột của mình, sao có thể hại cậu ta. Hơn nữa người bạn kia của cháu vừa khôn khéo lại vừa có lá gan lớn. Có khả năng cậu ấy sớm biết kết quả như vậy nhưng lại chủ động mạo hiểm dùng thân mình tham gia ván cờ. Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Vương Cửu Cửu không hiểu liền hỏi. Long Thiên Trượng đã lớn tuổi, què chân, có người muốn ngồi vào vị trí của ông ta nhưng ông ta là người quyền cao chức trọng, nhất ngôn cửu đỉnh, dưới trướng có rất nhiều đệ tử, muốn đuổi ông ta ra khỏi vị trí đó cũng không dễ dàng gì. Ông lão giải thích, mặc dù hàm ý sâu xa nhưng vì Vương Cửu Cửu là người thông minh nên nàng có thể hiểu được nhiều điều từ đó. Bọn họ sẽ cư xử với Tần Lạc như thế nào?
Đây mới chính là chuyện Vương Cửu Cửu quan tâm nhất, còn về vị trí của Long Vương cuối cùng giải quyết thế nào thì không phải là chuyện quan trọng. Không biết, ông lão lắc đầu nói. Đội đốc sát bắt người, nếu như bọn họ tra tấn thì sao? Quan tâm quá hóa loạn, ông lão điềm nhiên nói, bạn bè cũ của Long Thiên Trưởng có địa vị rất cao. Các con cháu đệ tử cũng nằm trong vị trí quan trọng trong ngành. Nếu như ông ta muốn ngăn cản, kẻ nào dám mang Tần Lạc đi trước mắt ông ta? Ông ta đứng nhìn đồ đệ của mình bị người khác bắt đi, chẳng lẽ ông ta không có hậu chiêu nào sao? Nhưng, Vương Cửu Cửu kiên cường, nói, cháu không biết ông ta đang giấu chiêu gì, ông cũng không biết nên Tần Lạc rất có thể vẫn đang gặp nguy hiểm. Ôi, con bé này, ông lão nói, cháu cái gì cũng tốt nhưng quá nặng tình. Nếu như vậy thì tỷ lệ phạm sai lầm của cháu sẽ cao hơn nhiều. Cửu Cửu, ông hiểu rõ suy nghĩ của cháu nhưng lần này ông không thể đứng ra. Ông, có điều sai có thể sửa đổi được nhưng có điều sai không thể sửa đổi được. Nếu như Tần Lạc bị thương hay gặp cảnh ngộ lớn hơn nữa. Những sai lầm này có thể sửa đổi không? Mọi người lo lắng tới lợi ích của gia tộc. Cháu không thể, bởi vì anh ấy là người đàn ông của cháu, là chồng của cháu. Cháu không có lựa chọn nào khác, cũng không còn con đường lui. Nếu như ông không đi, cháu đi. Ông lão tức giận nói, cháu đi chẳng khác nào kéo Vương gia vào cuộc. Vương Cửu Cửu cười duyên dáng, nũng nịu nói, ai bảo cháu là cháu gái của ông. Văn nhân Mục Nguyệt không chỉ chiêu đãi Long Vương ăn mặc ở đi lại, nàng còn đích thân ở lại trong biệt thự riêng của mình ở trong viện dưỡng lão. Khi nàng tới ở đây, đội cố vấn cùng với đội ngũ thư ký cùng vào theo. Hơn nữa bất kỳ lúc nào bọn họ cũng chuyển những thông tin mới nhất cho nàng. Văn nhân Mục Nguyệt ngồi thẳng người trên ghế salon, ánh mắt thất thần nhìn tập tư liệu. Văn nhân Chiếu ngồi bên cạnh có vẻ nôn nóng, hắn không nhịn được lên tiếng thúc giục, chị bảo em tới đây là có chuyện gì vậy? Sao chị không nói câu nào? Nếu chị vẫn không nói, em sẽ ra ngoài đi chơi. Em không có hứng thú ở cùng với một ông già, buồn chết đi được. Lúc này dường như văn nhân Mục Nguyệt đã hạ quyết tâm, nàng lên tiếng, văn nhân Chiếu, chị giao cho em đi làm một việc. Có chuyện gì vậy? Văn nhân Chiếu hứng thú hỏi. Mặc dù văn nhân Chiếu ham chơi nhưng hắn vẫn có khát vọng giúp chị làm việc. Đương nhiên vì nguyên nhân năng lực, tất cả những việc hắn làm đều chỉ là những công việc không cần nhiều đầu óc. Trước đó văn nhân Mục Nguyệt vẫn muốn bồi dưỡng văn nhân Chiếu. Một khi như vậy nàng có thể buông lỏng hơn một chút, không cần phải ngày nào cũng gánh chịu rất nhiều áp lực. Thế nhưng sau một tháng, nàng đã thất vọng. Nửa năm trôi qua, nàng trở nên tuyệt vọng. Bây giờ khi văn nhân Chiếu muốn làm điều gì đó, văn nhân Mục Nguyệt cũng không còn ôm ý nghĩ để hắn tới tập đoàn làm việc. Tới hội sở, em hãy tới hội sở đông người nhất, hãy thông báo một tin tức cho những người ở hội sở. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Phát tán thông tin, văn nhân Chiếu nghi ngờ hỏi. Trước kia chị hắn luôn căn dặn hắn không được ra ngoài nói lung tung. Tại sao bây giờ lại chủ động bảo hắn nói ra thông tin? Em đi nói với bọn họ là Tần Lạc đã bị đội đốc sát bắt đi. Có người âm mưu hãm hại Tần Lạc. Hả, văn nhân Chiếu trợn tròn mắt, anh rể bị người ta bắt. Em đã đứng ở cửa đợi cả nửa ngày mà không nhìn thấy người nào thì sao? Chị, là ai bắt anh rể? Kẻ đó thật to gan. Chị hãy nói cho em biết hắn là ai, em đi chặt chân của hắn. Chị đã nói với em, là đội đốc sát. Đội đốc sát là ai? Văn nhân Chiếu ngơ ngác hỏi, em không nghe nói tới người này ở Yến Kinh. Văn nhân Mục Nguyệt khoát tay nói, hãy đi làm theo như chị nói. Không được, em muốn đi cứu anh rể. Vào thời khắc quan trọng, gã trai mê gái này đã biểu hiện dũng khí của mình. Em cứ đi làm theo như chị nói chính là cứu chị, cứu anh ấy. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Vậy hả, văn nhân Chiếu suy nghĩ một lát rồi nói, vậy được, bây giờ em đi ngay. Đợi khi văn nhân Chiếu rời khỏi phòng, văn nhân Mục Nguyệt đứng dậy, rời khỏi ghế, đi ra ngoài sân. Nàng ngẩn người nhìn bầu trời phía đông. Em không ngại mất đi một chút danh tiếng. Văn nhân Mục Nguyệt thầm nói trong lòng mình.